Chào chị Mỹ Dung. Mẹ thấy ngài thay. Chào anh Đăng Phạm. Bấm mà like thử coi mấy ngày nó chằng à. Mấy ngày nó chằng chằng là chằng phát được tiếp. Mấy ngày nó chằng phát được tiếp. Mở mà được rồi nè. Cái nhà ăn cơm chưa? Em cảm ơn anh nha. Mấy ngày nay mệt quá rồi. Chào Túng Minh nha. Tại mấy ngày nay cứ nhiều người kết bạn mà mình chưa biết rõ ai, cũng chưa dám kết nữa. Đó, tức lắm. Chào Lê Trần. Chị Dung ăn cơm chưa? Mấy Hà My mấy ngày nay nó chặn cái phát trực tiếp, nó báo cáo á, nay nó mới mở nè. Bị chặn bị nhai đấy à. Hà My la cho nó chạy. Chào anh Nguyễn Thành nha. Chào anh Dũng. Em chào anh Đăng. Anh Quốc Dũng. Dạ em chào anh. Thấy giờ này anh đi làm rồi thấy em cũng vui. Dạ nè, thấy ít ai like ha, thấy ít người like. Em nhắn đằng đang nha. Chào Kiều Như. Núp núp lén lén gì vậy em? Em chào anh Duy Văn.
Mấy ngày hôm nay là gì, tâm trạng bất an. Mấy ngày hôm nay tâm trạng bất an. Chào anh Trần Hải, thấy anh Phi Châu đi cũng dữ nha anh Trần Hải này, thấy anh Phi Châu đi cũng dữ. Chạy không biết mệt mỏi luôn, anh chạy cũng dữ. Thế diễn đàn nào, diễn đàn nào cũng có anh hết á. Anh Trần Siêu, em đâu rồi em nè. Em buồn, buồn em làm like coi sao. Có bà quê vô cho vui coi. Đang ăn đếm tiền hả? Hôm nay tập trung nhà Hiếu Ngọc rồi. Đang nói về chủ đề thích thông lai. Dạ. Dạ cháu khỏe rồi chú Huy bà. Cháu khỏe rồi. Nói về thích thông lai. Nay ít người like, ngày nay Hà My cũng mệt, thấy mệt quá. Anh ấy đang cố gắng làm bình luận viên. Anh ấy là anh nào vậy? Anh ấy là anh nào? Thầy mấy ngày nay cái này nó chặn Hà My đâu, ngày một ngày like á, nó chặn, có viết cái gì bình luận cái là nó chặn à, vậy ghê vậy. Cả nhà nên nhớ viết bình luận á, đừng có đề chữ chó vô, chữ chó là bị lóc, nó bị lóc Facebook liền à. Biết chửi mà chửi chửi khéo khéo thì nó không có lóc Facebook, còn chửi thẳng quá nó lóc Facebook á. Chữ khéo ơi, chữ mé mé ơi, chữ thề cũng về chữ mé méo ơi. Chữ mà chữ thẳng quá nó lóc Facebook á. Hà My bị nhiều Facebook lắm rồi. Em mà thả nhà đâu có thì thấy buồn buồn vậy thôi. Thấy chán 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 chán. Chán chán mà cũng nhớ mấy người, cũng nhớ mấy anh mấy chị. Mày vừa nhớ bà quen nữa mà ghê chứ. Lâu nay không có chiến đấu bà quen rồi. Lâu nay không có chiến đấu bà quen rồi. Hôm nay chiến đấu cũng nhớ. Em kiểu như này cũng chạy cũng dữ nè. Mai mốt cưỡi ngựa mà chạy nha. Chạy hết diễn đàn này, chạy hết diễn đàn kia. Ông cũng phàm nãy giờ ông nhắn mà mốt cười cũng đau buồn. Sao không nhớ? Đã nhớ mấy anh em rồi mà không nhớ. Sao không nhớ anh? Chứ anh em mình lên diễn đàn đó, không ai mến mình thì mình mến lại, ai thương mình thì mình thương lại, đúng không? Ai thương mình thì mình thương lại, con người mà, con người mình mà, ai thương mình thì mình thương lại, ai ghét mình thì mình ghét lại, chứ sao giờ. Phàm thiền thì sao thấy nó, em đang cố gắng la liếm mà. Cố gắng la liếm bữa giờ có được gì chưa, bị chửi nhiều hơn. Cố gắng la liếm riếng một mòn lưỡi luôn à. Anh Đặng Hải có con trâu cởi đi riết à, chạy đã luôn. Chỉ có ngày thôi khỏe để thôi, anh chị em mà không kết bạn mà sao họ biết mình té ta, đỡ hủy cái hủy kết bạn nhiều lắm mà sao họ biết ta, họ dán ầm ầm với ta kỳ vậy. Em nghĩ yêu nước này
Em nghĩ yêu nước. Đừng có nghĩ đâu, lý tưởng của mình mà làm sao bỏ được, cái này còn dài mà, nên phải chăm sức khỏe mình bớt đi, tư tưởng mình thoải mái đi mới được. Cái gì nó cũng phải cân bằng mới được anh. Bây giờ em yêu đất. Coi người ta dành yêu nước, bây giờ em dành yêu đất được không? Anh Dũng, đúng rồi, người ta dành yêu nước thì giờ mình yêu đất. Đúng rồi, hồi nào giờ ai cũng dành yêu nước hết á, bây giờ em dành yêu đất mình em à. Cái này có lý nè. Cái này kêu có lý này, tại yêu nước ai cũng dành hết, bây giờ em yêu đất thôi. Cái này đúng, chính xác. Em thích cái này mà. Gì hết. Nghe chị. Đúng rồi, bây giờ là chị yêu đất là một mình chị thôi, ai cũng dành yêu nước thì giờ chị yêu đất, không ai dành hết. Sao người nhà mình hủy 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 kết bạn rồi mà sao biết mình cái này ta? Đất xe. Đất sáp. Đất sáp lên giá, đúng rồi, bây giờ đất đất lên giá hơn nước. Đúng rồi, cái câu này đúng rồi. Mai mốt em để lại câu đó, giờ em yêu đất. Mai mốt em để cái like. Rồi lại mai đi ăn tiệc nữa rồi. Mai đi ăn tiệc nữa rồi. Chỗ mình ồn quá không nghe được. Xem chào các nhà. Em chào anh nha. Rồi mai lại đi ăn tiệc nữa rồi. Bây giờ nước ai thì yêu, tôi yêu đất thôi. Câu này góp ý nghe được. Phải yêu thôi, đúng rồi. Em chào anh Nguyễn Minh. Hai. Câu này là của em, mốt em dành nha. Anh Dũng không được dành của em đó. Đất nước thì em không yêu nữa mà em yêu đất thôi. Câu này là không ai dành với em hết á. Câu này là chỉ có em thôi, chẳng ai dành của em hết á. Nước là của người ta, còn đất là của em. Đất có giá hơn. Đó. Ai mà yêu đất, ai mà dành được yêu đất với em là chết. Đất lên giá. Mai mốt em nói là em không yêu nước nữa, mà em yêu đất. Hôm nay đỡ nhiều chưa hả? Dạ em đỡ nhiều lắm rồi. Em chào chị Mỹ Dung. Không yêu đất là yêu. Không yêu đất mà yêu đường đo. Đúng rồi. Cho em ra bữa nay em không quay mặt tí xíu nha, thông cảm với nhà nha. Để cho tôi thôi đừng có nhắc nữa, quả đây miễn đi, đừng nhắc nữa, chị không có thèm nhắc nữa, dẹp bên luôn. Bây giờ là chị yêu đất thôi, đất 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 nền nào mà nhiều nhiều là chị khoái bán à, bán nhiều nhiều mới có tiền. Em chào anh Nguyễn nha, tại bây giờ yêu đất á, thì nó có giá hơn. Cứ đất đất nhiều mà có hà nền nền nào mà bán nhiều nhiều là kiếm lời có tiền à. Nước không yêu nữa mà giờ em yêu yêu yêu, yêu đất là bán có giá hơn. Nãy giờ ông quỷ Hùng Phạm mới cái nhắn tin biết bực bội. Hùng Phạm này cũng nhớ em lắm nè chị Mỹ Dung. Như con Hương Laura nó điện em vậy, nó nhắn tin em, nó lâu nay sao không thấy mở diễn đàn vậy. Nó bộ nhớ à, nó nhớ. Nhắn tin em vậy, nó sao mà ghét tôi dữ vậy ông Hùng Phạm, nó sao ghét tôi dữ vậy, trong tôi chết cô mới vui hả. Thế ai khiến ông lại lật đổ chứ, thì khi ông chết đang chịu. Mày hù. Tính là ai mà ghét ông, tại ông yêu tổ quốc mà ông đi sai đường thôi. Ai mà ghét ông? À, anh mới đi
Gì anh mới đi yêu nước hả? Về nè, làm năm lon bia. Yêu nước bia với ông mới mà làm năm lon mà xí nhê cái gì? Say chưa anh? Say chưa? Xỉn chưa? À, tụi kia nhiều nước nhưng mình không có nước nên cấm yêu. Bây giờ nước không giành nữa đúng không, bây giờ là mình không giành được nước nữa, bây giờ yêu đất không có ai yêu hết á thì mình làm yêu đất mà thôi. Nè, yêu đất á lại đất lại lên giá, lại có tiền tôi trai diễn yêu. Yêu nước á phải uống nước vô nhiều rồi lại tốn tiền nữa đúng không. Giờ yêu đất này mà đất được nhiều á là mình đặt bữa nay lên giá này, mặt giá leo thang, bán lại kiếm lời mà tiền lại vô nữa là yêu đất. Chưa anh chị uống vậy khác. Thế thôi vậy hả? Anh được mấy lon? Uống điện tạ nguồn nha. Yêu nước nhiều mệt lắm, yêu đất đi cho nó lạnh. Đúng rồi, câu này em chính xác á. Em mà mới hưởng ứng được câu này đây. Yêu đất nó lạnh hơn chị. Yêu đất các bạn có giá này mà lại bán lại có tiền nè. Vật giá lại leo thang nè. Yêu nước, nước bao nhiêu uống vô chảy ra hết mà không mệt mỏi nữa. Mai mốt em để cái like này nè, em để gì này, không yêu nước nữa mới yêu đất thôi. Chị cho đỡ buồn. Ủa mà sao em kỳ ta, mà sao nhà bếp em té ta, uống tè vào trong vườn tụi kia biết báo đó nha. Sao em nghĩ vết bàn rồi mà sao gia đình em biết ta? Mới nhắn tin kỳ quá, chắc cũng được 3 lần 5 lon. Ừ, nhưng anh chị dạy khác thôi, 3 lần 5 lon thành 15 lon dữ. Gần không rồi, gần không rồi. Thiếu một thùng 24 lon mà anh uống hết 15 lon này cũng là cũng đại ca rồi đó nha. Một khúc là làm gì mà mò ra đây nữa rồi đó. Hôm nay không chơi đâu mò, đòi cái đó mò mò đi giữ cái con khúc. Nói like người nói chuyện. Chào Minh Chiến Phạm nè, ngồi nói chuyện đi cho vui. Ít uống gì? Anh vậy là anh uống 3 lần 15 lon rồi. Đâu anh cũng mạnh dữ. Uống thôi đừng đái mừng mà chết đó, mai mốt đăng lên là nổi với cồn với em luôn á, mai mốt là anh nổi với cồn với em luôn á. Vì chỗ đó già. Dạ, con chào chú Thanh. Tháng 12 ra gặp cà phê nhé. Ủa anh ở đâu, anh ở đâu mà uống cà phê tháng 12 ra đâu anh? Gì mà quờ sợ lỡ đâu. Ta chỗ nào? Gì tháng 12 ra gặp cà phê nhé, là ở đâu? Em giờ nhiều quá loạn xạ quá em không có nhớ nữa, em biết nhớ nhầm đâu. Em chào anh Quang Đỗ đâu quá. Hà My không đi ăn đâu. Hà Nội hả? Hà Nội em không có đi anh. Trung Vũ nó cứ bà kêu đi riết nè mà thấy tay chân vậy thôi cũng không muốn đi. Cũng thích đi lắm mà tay chân vậy nè. Tay chân vậy đi nó cũng không có sung sướng gì đâu muốn đi.
Em cũng tham lắm chứ, tôi vụ nó có đủ đi riết rồi, ban đi mời em đi. Tay chân vậy với Bác Hồ chứ có chưa thoải mái nó không đi. Nói chung là mình nói thật, không thoải mái không có đi. Đi về thoải mái tư tưởng. Nha Trang. Nha Trang đây làm đi, ra Hà Nội gặp Quang Khúc. Anh Nha Trang à? Nít nợ. Đâu có, nít này em xài cũng lâu rồi đó mà anh không đổ. À quên, anh đổ không? Nít này em xài cũng lâu rồi đó chứ. Nít này là em bảo đảm được nên em xài được với Hà My, tại vì em bảo đảm không được, Hà My là giả, đâm ra em không có đăng ký được nên chỉ nó dễ bị hack lắm. Nít này thì hơi khó hack, nó chỉ trần thôi. Cái này em đăng ký, em bảo mật thì đâm ra nó đỡ. Chào thí vị trường nha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn thí vị. Vậy em cũng ít. Lâu lâu quá thì không like cũng nhớ. Tí gặp nhau ngoài đời mà cũng nhớ, mấy anh em nói chuyện trong like nó cũng nhớ. Mà nhớ mà quen nữa mà ghê chứ. Mai mốt chết là nghe câu nhớ mà quen là chết đó. Nhớ mà quen nữa mà chết chứ. Thằng Mập đang đi du lịch hả? Dạ đúng rồi, nó mới đi, nó Trung Mập nó mới đang đi chắc tới Hà Nội chứ không biết nữa. Nó bay tới Hà Nội nó chắc giờ này chắc cũng gần tới rồi quá. Chiều có rủ hay chị đi luôn cho vui. Nói thôi tay chân vậy làm biếng đi Hà Nội lắm. Nói chị đi đi. Mà thôi Hà My làm biếng đi. Không thôi mà Hà My cũng bị, Hà My cũng đi luôn rồi. Bưng bô cho lắm đi rồi tè. Ừ tè cũng đâu có xa không. Bô là phải bưng rồi. Bưng bô với tè được chứ. Bưng bô mà không được làm sao không tè. Đúng không? Ra sáng nay mà. Đâu mới đi hồi chiều đó anh Nguyễn Minh. Mới đi khi dắt chiều á. Mới đi kiểu chiều. Tất phải bưng bô chứ, bưng bô mới tè được chứ. Khỏi cần móc. À, bọn này bị mất tinh thần chống ba que lắm, muốn bỏ Facebook chị ơi. Dạ đúng 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 rồi, kiểu như nó cũng mệt lắm, chị muốn nghỉ cho nó khỏe, nhức đầu lắm, ôi mệt lắm. Thôi đâu mà hơn thua, hơn thua gì cho lắm rồi, mệt. Tinh thần cái sảng khoái đi cái đã tính sao. Sao mà chị giấu trong nhà, chị hack Facebook, chị không kết bạn Facebook mà sao trong nhà biết chị ta. Ngày hôm qua giờ nhiều người, gia đình nhiều người hỏi lắm mà chị nghĩ mình không kết Facebook, mình không kết bạn nữa, mình hủy luôn mà sao lại biết ta. Chị hơi thắc mắc cái này nè. Chị cũng có làm về Facebook lắm. Chị hiểu kết bạn thì đương nhiên là không biết mà sao lại biết ta. Mình nhân mình nhân mà chạy như ngựa là sao? Kệ nó, khi nào nó chửi lắm thì mình lóc. Kệ. Mình cứ đối diện sự thật là vẫn có gì mà sợ hết á. Mình mà không có thì mình không có sợ. Cái nào nó chửi Bác Hồ thì mình lóc. Còn đối với em hả, họ chọc tức gì thì cái chuyện đó thường tình rồi. Không sao đâu. Mình không không có thì mình không sợ. Không có ngại gì mấy chuyện đâu. Ai lịch sự mình lịch sự lại, còn ai cà chớn thì mình cà chớn lại.
Nên chi mấy người nhà với mấy người bạn nãy giờ cứ nhắn tin Zalo, cứ nói em bị té rồi biết đủ thứ hết. Nhà bức xúc cái hỏi, nãy giờ điện hỏi riết à, tại giấu. Mà sao mà lại không kết bạn mà sao trong gia đình biết á? Cho tiếng có giọng Hà My ta. Hà My mà. Hà My nè. Mà sao gia đình biết đây, nó đang bực 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 bội thì sao gia đình biết đây? Em chào anh chú Phan, gia đình biết cứ điền từ hồi chiều giờ cứ hỏi. Lớp anh em bên Suza nữa, anh em bên Suza cũng điền hỏi nữa, ngại muốn chết luôn, không biết sao nữa. Ngại với gia đình thôi à, chứ không có ngại với người dưng, không ngại với ai hết á. Tuột rồi, tuột rồi, đu đu rồi tuột. Trời ơi. Chào Bùi Văn Tuấn em nha, chào Phương, chào Phương Phương Anh. Đang khó chịu đây, trong gia đình có biết mấy chuyện này đây, mấy ngày nay chắc mình bị đưa đưa tin nhiều quá nên gia đình biết. Suya có đánh ba que không? Không, bên anh em bên, bên anh em Suya với bà chị á, mà hồi xưa Hà My hay đứng, nói chung là họ biết nhiều mà không kết bạn, mà sao lại biết ta, không có kết bạn trong Facebook luôn. Ngại em không có kết bạn mà chiều giờ là mấy ngày nữa thì không có thấy điện, mà bên gia đình bên chỗ bà chị em bên Suya của bà chị á, điện hỏi giờ nhỏ em mới điện hỏi nữa, ở Sài Gòn điện hỏi nữa hủy hết, mình sao không biết, sao biết kia. Thấy điện thoại nó té sao rồi, bị tay chân sao rồi. Chào em Hà My nhé, anh có việc cuối tuần. Dạ em chào anh. Thì nay người đó. Ồ, cái Facebook bên Chi Võ này là Hà My không có kết, kết ít người lắm. Hà My thì mà kết nhiều. Bên Chi Võ là chỉ có 200 mấy à, còn bên Hà My là tới 5.000 nữa, mà nó hack Facebook đã 2 tháng nay rồi. Nó hack đi 2 tháng nay rồi. Là không có kết bạn nữa. Gì? Tụt lại kéo, kéo lại tụt tụt. Có liên kết. Cẩn thận ăn đi. Nhầm đó. Dạ. Bây giờ mình mệt. Lịch có hỏi hỏi riết à. Điện hỏi riết nghe nhức đầu luôn. Mấy bữa nay chắc đưa tin nhiều quá, nổi dư cồn. Nổi toàn thứ dữ không à, nổi dư cồn á. Nổi nổi là nó là ăn nhậu mà tè trong quần. Thấy vậy họ cứ thắc mắc. Cần bình tĩnh quay lại đánh ba que em nhé, chúng nó từ nhục mà chết. Dạ em biết mà anh, em biết rồi, em đâu có ngại đâu. Tại mấy ngày nay em cứ thấy tâm trạng nó cứ buồn buồn, nó khó chịu là em nghỉ thôi, em nghỉ like chừng vài bữa rồi em like lại. Em đọc có chuyện vui, nhớ hú em nhé, em khoái nhiều chuyện lắm. Có gì chuyện mấy ngày nữa là đấu ba que tiếp, mấy chuyện đó mình bỏ qua hết đi cho nhẹ đầu. Người miền Tây mấy ngày nay em bán được không Như, mấy ngày nay em bán hàng được không?
Đừng nói mưa, mấy bữa này mưa mưa bán ha. Vắng ha. Ai giống anh Bằng vậy trời, em chỉ like thôi anh Bằng. Chào người miền Tây, em chào anh Bằng. Buồn rồi, like hỏi chị chứ vui. Người ta buồn, ta đi có cặp có đôi. Mình buồn, mình đi mồ côi một mình. Em nghĩ hả? Em chào chị Lê Thị Hằng nha. Anh Bằng hôm nay không có mở like à? Nay em thấy ai mở ít mở like quá à. Thấy Luli hình như ngày hôm nay cũng nghỉ nè. Em chào anh Đen nha, anh Đen nha, anh Đen đối lập nha. Thấy Hà My không có like, Hà like chị mấy anh em mình nói chuyện tí cho vui. Anh Đen không à, không ở diễn đàn hả? Hai hai bốn sáu bữa trước anh bỏ tăng ca rồi, bữa nay anh mà đúng ra bỏ thì phải bù tăng ca thôi chứ. Tăng ca đấu trường mấy ngày nay, hôm nay Hà My banh gì banh chanh luôn. Anh Bằng này mai mốt á, mai mốt em mở diễn đàn em chỉ ghi vậy nè, em nói là nước giờ em yêu nữa mà em yêu đất thôi á. Em cũng yêu nước, em cũng yêu nước nữa mà em yêu đất là không ai giành với em hết á, em sự thật luôn á. Em có một câu này rồi đó, mai mốt là nước ai thì cứ yêu đi, em là giành yêu đất thôi, em mà đất nhiều là em bán có tiền. Mai mốt câu đó không ai được giành của em nha, em ghi tên đó. Em ơi quý, em yêu đất thôi, không yêu nước nữa. Giờ anh Trần Hải cứ nhấp vô nhấp ra nãy giờ xách quần chày dữ không? Anh nghe không? Hôm rồi em bị tai nạn. Dạ đúng rồi, dạ đỡ rồi anh. Đỡ rồi anh. Em đỡ rồi anh miền Tây. Em cảm ơn anh hỏi thăm. Diễn đàn anh Bằng gần giống như diễn đàn bà Kẹo. Chơi chơi bằng này nhiều cơm không. Bởi diễn đàn yêu đất đúng rồi, em nói vậy đó, bây giờ là em không yêu nước nữa. À, vài ngày nữa em mở lên ghi cái chữ đất không được thay thì em độc quyền rồi đó, em mua rồi đó. Nước em bây giờ em nói em không yêu nước mà em yêu đất thôi, cái đất nhiều là em ok à. Ai giành nước thì giành, em giành đất thôi, khô giờ vậy á. Mai mốt nhóm mình đặt cái tên đó luôn đi anh Bằng, rất không yêu nó mà yêu đất thôi. Yêu đất mới khác rồi chứ yêu nước là ai cũng đều giống nhau hết, nó không hay. Yêu đất thấy có lý hơn. Yêu nước ai cũng dành, ai cũng dành yêu nước, bên ba que cũng dành yêu nước, bên mình cũng dành yêu nước, thôi mình yêu đất là khác người thôi. Đúng không, nước ai cũng giành hết, thấy ngay nó chán rồi, giờ yêu đất rồi là không ai giành hết. Ai mà giành tôi mốt tôi quýnh á, tôi quýnh răng chịu nha. Ừ.
Anh Phan Lê, nay anh Phan Lê không đi đâu à? Không đi đi vào diễn đàn hả anh Phan Lê? Mấy bữa nay thấy ông gì đó, ông gì ông Trần gì ông gì ạ à? Châu La Khải, La Khải già nó sao thấy nó điên dữ ghê luôn á. Bữa nay Châu La Khải nó mà cái thấy em vô diễn đàn nó chửi em Hà My với Chi Võ. Châu Khải giờ nó cái cứ thấy em lúc vô là nó cứ lôi Chi Võ với Hà My à, cứ đau bụng để cho em yêu đất đó, em yêu cứ khác cái gì để cho em yêu đất, em yêu thứ khác thôi, em yêu thứ khác đi, vậy đó chỉ yêu đất thôi, em phải nói là yêu mến quá cựu chiến binh rồi, nhiều mọi việc yên ổn, không ai chống phá em đâu. Cái câu này nghe cũng được, nghe cũng được, nghe cũng được mà thôi cũng kệ luôn nè. Em đọc nhỏ cho em dám đọc lớn nữa nha. Để em yêu rồi. Em phải nói là yêu mến mấy bác cựu chiến binh nhiều, làm mọi việc yên ổn, không ai chống phá em đâu. Dạ mai mốt em cũng nghe lời anh, em cũng ghi cái chữ đó đó. Chào Phú Hoàng Huy nha, chào Bách Uyên Nguyễn. Em chào, chào chị Nguyễn Thảo, vẫn là luôn 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 ở sau ủng hộ. Dạ em cảm ơn, bởi bên chị em nói là giờ em yêu đất không yêu nước nữa, yêu nước bầm dập quá, yêu nước yêu đất không ai giành hết với em à. Em ghi giành anh cái câu miền Tây nè, nay diễn đàn ít ai mở vô. Em like ngồi nói chuyện anh chị cho vui, nhưng ngủ được. Cái gì này, Phương Vi chưa đi ngủ hả? Chưa đi ngủ hả? Còn chạy lung tung nữa, chạy loạn xa nữa hả? Mới chạy loạn xa hả? Nè dặn dặn Phương Vi này, mai mốt Phương Vi là để cái câu này nè, mai mốt nói là em yêu mấy anh của chúng mình. Cả nhà chọc cười không chết đi được. Mốt để câu này cũng có lý, không ai quậy hết nữa. Câu này nãy giờ em chọn được hai câu là em yêu đất ha, không yêu nước, nhưng một cái câu là em yêu cựu chiến binh là không ai quậy em hết. Chào Nhi Vũ, chào Chiến Vũ, rồi muốn chết đi được luôn á. Chị Thảo Nguyên gồng dữ vậy, gồng quá mà mốt chuột cái nổi chạy tùm lum hết rồi. Anh bằng lên hả? À, chắc sung dữ á, bữa nay muốn lên hả? Mời lên, mời luôn. Dạ tại vì em mặc cái áo là rồi em đâu mời anh bằng đó. Em mặc cái áo đó. Rồi chào em, làm sao rồi, hôm nay xe xấu hình à? Dạ Sao nay mẹ mặt mũi đâu rồi? dạ tại vì em mặc cái áo rồi. Có vô đất không? Xuống khu này vô. Anh đang ở dưới quận 7 này, cái khu này khu nhà cũ nha anh này. Dạ hả? Ừ. Nhà mới hay sao vậy? Nhà mới Nhà ở dưới mới quận nhất hả? cơ. Đấy vô đất đây. Đất Mỗi cái này, diện tích này là có đất khoảng 7 hả? 7 nhân sông Không, 18 mai này. mốt em kêu anh rồi. Nó Ghi có cái khoảng chữ là yêu đất. Đấy là vô đất này, những cái nhà mà cái căn gọi là biệt thự ấy này.
thì giá nó cỡ khoảng độ 15-16 tỷ. Đây này, những cái căn như này này, đấy, chú đất đây, cỏ yêu nước, chú đất này, đất nhiều tiền. Ây cha nhà Ở mai đây mốt là yêu yêu đất cho nước. cái khu này là anh ở 10 năm đấy. Dạ. Trước khi anh chuyển lên trên đấy là, nói chung cái khu này là khu dự án đầu tiên của quận 7 nhé, dự án đầu tiên ấy, của quận 7 luôn. Thì anh cái hồi đấy là khi mà anh mua cái nhà ở đây là gần như là cái nhà riêng đầu tiên ấy, còn trước kia anh ở chung cư. Thành cái À. khu này nó rất là đẹp nhá, em thấy không? Đấy, bây giờ yên tĩnh lắm. Đấy, những cái căn biệt thự ấy, đúng không? Buổi tối nhất thì yên tĩnh, người ta kiểu dân thì một số người đang đi bộ. Ngay Đúng ngay rồi. ở cái Mai vị trí. mốt à, em nói vậy nè, anh ghi mai mốt ghi chữ là tem yêu đất, đất có giá. Mà thôi, nói Đất vui vậy có thôi. Anh nói em nói là nói vui vậy thôi, chứ còn mình nói như thế mà lên diễn đàn nói nhiều khi là mà là mình phải yêu, gọi là yêu đất nước, yêu chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mới là đúng, đúng không? Chứ còn thì yêu đất thuộc nói là chọc cho vui mà. nó trong nhiều. Nói chọc cho vui. Chứ còn ví dụ như yêu đất nước, yêu rồi thậm chí kể cả yêu Tổ quốc nữa, cái bọn Ba Que nó cũng nói vậy. Nhưng mình hiện nay là mình yêu chế độ này. Đấy. Anh đọc nguyên. Dạ. Mà nhiều nhiều ấy nhá, cái lô những cái đất này là từ năm 2000 ơi từ năm 2000 không 1996 mà tới đây mà người ta vẫn chưa xây hết này, em hiểu không? Còn có những lô người ta Dạ. vẫn còn để đây người ta đầu tư là chưa xây hết. Đúng không? Việt Nam mình cũng đẹp. Có những cái khu gọi là dân cư, đây là khu dân cư bình thường thôi. Mà nói Yeah. chung là rất yên tĩnh, em thấy buổi tối đâu có ai đâu. Buổi tối đèn điện sáng trưng. Đúng rồi. Anh biết sao khu tái định cư là tối là nó yên bình lắm, giống như khu em đang vậy nè, khu tái định cư á, tối nó yên bình mà nó thoáng mát mà thoáng lắm. Rất là thoáng. Thỉnh thoảng có một người đi bộ thôi, chứ còn ngoài ra ví dụ có những người người ta không có thời gian, người ta đến cái phòng phòng tập người ta tập ấy. Dạ đúng rồi, khu tái định cư là vậy mà. Đúng không? Việt Nam mình quay những cảnh Việt Nam mình rất là đẹp. Và mỗi căn cỡ khoảng 15-16 tỷ, nếu mà tính anh tiền đô là cỡ khoảng 700.000 đô, không phải là rẻ đúng không? Đúng So rồi, em nhìn với nhà ở Mỹ đây là nhà ở Mỹ bị ở một số vùng 500.000 đô là cũng sảng dạng được rồi đúng không? Chứ còn tiền triệu đô thì mình không nói, nhưng mà cỡ khoảng 500-700 ngàn là ok rồi. này. Nhớ hả? Nhớ không? Thôi nói chung là bây giờ mình lên trên mạng chủ yếu là vui vẻ, em hiểu không? Đấy, chứ Đúng còn rồi. ví dụ lên trên đấy mình cứ gọi là soi người này mói người kia nó mệt đầu lắm. Ừ, Đấy, mệt lắm. dù sao thì mình Ai ai không mệt, bây giờ em mệt dữ lắm rồi. tốt. Em giờ em nói em xin xin cho em hai chữ bình yên. Đầu hàng này, trời ơi em thấy anh em mình Nói mặc chung là em đầu hàng. đấy, mặc áo có lá cờ đẹp không? Rất đẹp. Em vừa rồi có như Bình anh đặt yên, mình lên gặp mặt nhau. nói chuyện nhau vui vẻ. Chào gốc nha. Ôi vừa đã lên chưa chào ai, sẽ tổng chào tất cả các bạn nhé, không nhìn rõ bạn nào cả. Tổng chào đi, các Tổng anh em đi. Mấy anh em mà lên mà mình gặp được trên màn vậy nè, vừa mình nói bên xuyên tạc những người mà đối lập á, mình thấy cũng vui. Cũng có cái lợi ích, cũng vui. cũng có Lợi cái ích mà để đây bàn là nhau, bàn tán. lợi ích với nhau để bàn tán với họ, để mình không hiểu bên kia là họ không hiểu bên này, thì mình nói cho họ hiểu, Nhưng mà thực giờ tế mình ra thấy là mình gay gắt họ. nói chung là mình gọi là nói qua nói lại thôi, còn anh em thì anh nghĩ rằng
ở trên này, trên cái mạng Facebook này, cái ông nọ cứ quy ông kia là bao que, ông kia phản động, nhưng anh thì anh chẳng nghĩ ai phản động cả, toàn những người yêu nước thôi, nghe chưa? Nhưng mà cái vì cái sự nhiều khi trong vị sự sự ích kỷ của người ta đấy. Chứ còn bây giờ cứ quy kết thằng ba que phản động như vậy, nhà nước không bắt nó tóm lâu rồi, đúng không? Đúng rồi. Chứ thôi mình cứ bỏ hết cho nhẹ đầu đi. Ai thương ai ghét, ai thương thì mình công ơn, ai thương mình thì mình chịu, vậy cho nó khổn. Ừ, vậy thôi. Nó lành chưa rồi. Nó lành chưa rồi. Anh nói em đó, cái Facebook này nó cũng như một cái xã hội thu nhỏ vậy thôi, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Chứ còn nó cũng có người nọ người kia mình phải chấp nhận. Một xã hội mà toàn người tốt không thì đâu phải là xã hội, đúng không? Có người tốt, có người xấu, có người tính thế này, có người tính thế khác. Thì mình chọn những người nào tính nó cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình chơi, mình thân thiết, mà không thôi. Đúng không? Mình bạn ở trên Facebook, bạn ngoài đời, bạn học lung tung ra cả nhiều bạn đâu, đâu phải chuyện là có mỗi bạn trên trên Facebook đâu. Đúng rồi đấy anh, mình giờ mình suy nghĩ mình đừng có tích cực nữa. Tại cái mạng Facebook này là ảo, mình cũng nên tích cực nhiều. Không là nhiều người, anh nói thật em, người ta cứ nhiều khi tự ảo mà người ta nghĩ là thật, mà thực tế là cũng ảo thì cũng là ảo, nhưng mà ví dụ anh em mình đã gặp nhau rồi, chơi với nhau rồi thì nó là thật, đúng không? Mình biết tính nhau rồi thì nó là thật thôi. Là thật thôi, chứ còn chứ, ví dụ chưa gặp nhau cứ thấy ông này hơi hơi khác ý mình thế mà là quy kết ông ba que, ông phản động, nhiều khi mệt lắm. Ông nghĩ sâu ra những cái câu ấy là hơi nặng đấy. Đúng rồi. Chứ mình á, càng ngày thì mình hiểu thêm được nhiều, nói chung mình va chạm rồi mình hiểu được thêm cái nhiều chút. Đúng rồi. Mình gặp cái va chạm rồi mình mới gặp nhiều được, rồi mình mới thông cảm được. Đúng rồi. Mình không gặp đó thì mình không cảm được đó. Mình va chạm rồi bắt đầu mình biết mình mới thông cảm được, chứ còn kiểm soát với ai thì ai kiểm soát, nói chung là không. Anh nói em ấy, trong cái mạng Facebook này thôi cũng như ngoài đời ấy, mình càng va chạm thì mình có thêm nhiều kinh nghiệm, đúng không? Đấy. Dạ, đúng kinh rồi, nghiệm đúng thôi rồi. Chứ còn tính nết của mình thì trước sau bố mẹ sinh mình ra như thế nào, rồi sau đó trong cuộc sống mình đúc kết lại như thế nào thì mình cũng như vậy thôi, chứ mình chả thay đổi một cái gì cả. Nói chung là anh thì nói thật với em, anh thì sống chân thành thôi, anh chả có âm mưu gì, từ ngày xưa đến giờ vẫn vậy. Cho nên bây giờ mình ví dụ mình tham gia mạng phây này, mình âm mưu thế này thế khác nữa thì nói chung là nó mệt lắm, không âm mưu. Nói là anh em mình lên đây đâu có vì lợi ích gì, anh em mình cái lợi ích là biết không, tại yêu nước quá nên chưa chịu yêu nước. Vậy thôi. Yêu nước thực yêu nước thì là mình... anh nói là tôi yêu nước quá. Anh là sống ở cái vùng nông thôn, ngày xưa anh khổ lắm, nghèo lắm, thì một bữa nào anh sẽ làm về cái chương trình gọi là nông thôn mới, thì qua đó anh sẽ kèm vào anh kể cái cuộc sống cái thời bao cấp ngày xưa, hoặc trước 5-7 năm hoặc sau 5-7 năm, cái thời kỳ nó gian khổ, mà nhất là cái điều kiện của anh nó khổ sở như thế nào. Thì bây giờ mình cảm thấy cuộc sống như thế này thì nói chung theo anh là nó là cũng là một cái mỹ mãn, em hiểu không? Cũng gọi là nhà lầu xe hơi rồi là vợ đẹp con khôn đó. Thế cũng là mình cảm thấy là mình như là mình cảm ơn chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì mình nói chung là mình bây giờ mình chả có cái gì ngoài việc làm ra mình đóng thuế đóng má. Ngoài ra ví dụ có cái mạng xã hội này thì mình cũng nên phản biện này cái chuyện mà bọn ba que nó xuyên tạc, mà qua đó tuyên truyền cho những người dân hoặc những bà con Việt kiều ở bên kia, người ta cũng chưa hiểu về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam hoặc cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Thì mình tuyên truyền, mình góp được một cái viên gạch hoặc một hạt cát vào đó thì cũng được đấy. Thì thực tế là anh tâm sự với em là nói chung là về cái trình độ nhận thức ấy, và trình độ văn hóa và về cái tình hình xã hội các thứ của mỗi người, ví dụ em khác, anh khác, mọi người khác, nhưng mà mỗi người thì đáp ứng cho một cái gọi là tầng lớp người dân khác nhau, em hiểu không? Đấy, ví dụ đúng như rồi, là, đúng rồi. Đúng, chứ không phải là ông có trình độ rồi ông lý luận các thứ ông mới lên mạng được. Ví dụ có người ta lên mạng người ta không có trình độ gì, nhưng mà ví dụ bọn bên kia nó chửi tục chửi bệnh, nghe chưa? Thì bây giờ ví dụ ở bên này mình có người như thế để mà ví dụ như đáp lại bọn nó thì đáp ứng được cho những người ở những tầng lớp như thế, em hiểu không? Đấy. Chứ nhiều người cứ bảo là ông phải có lý luận, ông phải giỏi giang thì ông mới lên trên mạng này. Nói chung là như cái kiểu cảnh sát Facebook ấy mà. Cái nghĩ đi, cái nghĩ đặt cái mạng xã hội rồi
thì lên cái mạng xã hội rồi thì tính cách mỗi người một điều khác nhau mới mới gọi họ là cái xã hội được chứ, Đúng rồi. là cái mạng xã hội rồi, thì đương nhiên mình lên đây là mỗi người mỗi tánh, họ mà ghép vô cái chữ là cái xã hội, chứ còn mà ai cũng đều có cái ý thức và nhận thức hết á thì họ Đúng đâu rồi. kêu cái xã hội, nó đâu có loạn lên được. Nên chi mình mỗi tại cái xã hội này nó muôn màu lắm, nó nhiều màu nhiều vẻ. Những người nào ví mình ví dụ như mình là bạn cho mình, ví dụ mình góp ý mình bổ sung cho nhau, nhưng mà mình góp ý bổ sung trên mình gọi Messenger cho nhau, ví dụ đã mang lên cái mạng Facebook này rồi, bắt đầu ví dụ anh chẳng hạn em có một lỗi gì chẳng hạn, anh đã nói là lên trên cái mạng này, thì nói chung là cái như thế là coi như ông kiểu như đưa ra một cái tòa án đúng không, thì nó không phải đúng rồi. Mình cái điện thoại mình góp ý cho nhau không có vấn đề gì đâu. Bảo à, em nói vấn đề Dạ này đúng rồi. sai đấy, lần sau rút kinh nghiệm vậy thôi, thì mình tự chỉnh sửa lại. Mình lên đây là cái mạng xã hội này á, anh em mình mới điều giờ mình nói bây giờ mình thông cảm với nhau thì mình có thể bỏ qua nhau được hết. Mình họ cũng người dân mình cũng cấp tác gì cái nào mà giả Rồi. hòa với quý được thì cứ giả. Rồi, ok, thì hôm Còn nay đi, đi, không đi dạo 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 cái khu nhà mới tí. Thì em nói chuyện thì lên nói chuyện cùng với em với tất cả mọi người chút. Thì anh, rồi cái anh anh chào em về và chào tất anh cả nghỉ mọi người nhé. Về chở vợ về thôi. nhà Rồi ok, rồi xin chở chào. vợ về rồi, tạm biệt anh, tạm biệt anh, tạm biệt nhà, chào anh Khang, anh đi chào cả nhà, nên chị mình đã thôi bức xúc hết á, không gì hà mi là thôi nghỉ ngà nghỉ khỏe mấy ngày nữa. À, cũng có chuyện buồn buồn nên chị Hà My thôi nghỉ mấy ngày cho nó thoải mái, mà thấy cũng nhớ, thấy cũng nhớ mấy anh em, cũng nhớ lắm chứ bộ, nhớ là mình lên đây. Hà My thì ít đi đâu lắm, nhưng Hà My thì tánh ít đi đâu, có công việc thì đi ra ngoài đường, có thì ở nhà cứ trồng trỏm trong nhà vậy đó, rảnh thì mình lên like thôi. Mình mai mốt mình chơi với ba que thấy có giá trị không? Có giá trị mà giúp ích được cái giàu thì giúp giúp ích hơn, mình giúp ích gì cho người ta thì mình cứ giúp, giúp tiếng nói rồi giúp cho họ được cái bỏ cái nhẹ nhõm xuống thì cái tốt, không nhiều thì ít, giúp được cái nào thì giúp, mình đủ sức mình thôi chứ mình đâu có bao hết được. Em chào anh Ly, Ly Nguyễn. Đi cũng mệt, mấy ngày nay cũng mệt mỏi. Tính đi đi chơi, tính đi em tính đi chơi ai lên hả? Thì hôm nay mời lên nha. Em mời anh Nguyễn Trần Hải. Chị My có chơi với em không? Có chứ, có hết. Chị My ai chị My cũng chơi hết á. Hỏi Kiều Như nè. Kiều Như có tới nhà chị gặp rồi nè. Chị My ngoài ở ngoài ngoài đời hòa đồng lắm. Em đang mời anh á. Hôm qua nhậu đến mấy giờ nè. Hôm qua đâu nhậu ta. Ủa em mời anh sao lâu dữ vậy ta? Anh mời ok mà lâu dữ vậy. Hà mi bữa nào mà buồn thi, Hà mi mau uống một tí. Uống bình thường là mấy lon thôi à? Nhiều thì 10 lon. Mà cứ gặp vui thì cũng uống nhiều. Hên xui. À, ru chơi với mình không. Hai đứa bắt tay nhau đi. Hôm qua nhiều nhậu hết.
Thôi, hôm qua nhậu hết tiền luôn. Làm gì hết tiền, cái đó là vừa uống vừa chơi luôn. Uống ra buồn ra ngồi bờ hồ uống mấy chai. Buồn ra ngồi bờ hồ dứt mấy chai. Nay thấy mùa mưa không đi nè. Bờ hồ gần nhà mát lắm. Mai lên Sài Gòn uống cà phê với tôi đi. Mai là biển đi. Có thể uống được mấy thon mà. Mệt về thôi về. Buồn lắm, buồn chịu nổi đâu. Từ khi mà Hà My lên mạng nó mà quen nè, đổi bỏ bạn bè nhiều lắm. Mai đi Sài Gòn ở anh mời về mặt mới này. Mai em đi đi qua cùng chín rồi. Mai đi ăn tiệc nó cùng chín rồi. Mai mắc đi rồi. Em chào anh Trần Trần Vinh. Mai đi Hà My đi cùng chín, mai đi ăn tiệc. Đi ăn tiệc. Hôm mai mà đi cái là hết đường về luôn á. Đi xuống cùng chín là hết đường về luôn. Hà My vào ở nhà thì Hà My đi suốt à. Năm nay ít á. Ôi, Hà My sợ nhất à, mấy à, gần tháng Tết á. Mấy tháng Tết là Hà My không thấy đường luôn. Người ta mời một ngày mà đi bốn năm bàn, đi núi luôn, đi núi đi chơi chuối luôn. Trời ơi, bọn chó xuống lên ghế thì con. Ai nghĩ cho khỏe nhưng lên hát. Không, không không được hát nhớ người yêu. Dạ em chào anh. À, người ta không có người yêu thì mình không có người yêu thì mình phải hát là nhớ người yêu chứ. Vì sao em nhớ anh thế này. Nhớ hoài mà không có ai để nhớ hết á. Tối ngày cứ vì sao em nhớ anh thế này. Biết hát bài gì giờ đây. Trời trời ơi, ai theo gió yêu đất đây. Em là vợ đặt em yêu đất thôi, em yêu nước nữa. Em yêu đất đất nhiều về bán mau làm giàu. Em chào anh Nguyễn Việt, ngày nào cũng chấp ở tay xong sao 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 đi đi hả, đi xem không ha. Hát hát cho bớt nhớ. Hát em mà hát nữa mà em nhớ là em ngồi em khóc luôn á. Tối ngày các em ngồi hát biết em nhớ em khóc luôn á. Riết ở giá luôn. Trong bờ quê riết ở giá luôn. Gì Quốc Dũng phải yêu đất chứ. Anh yêu Việt Nam. Anh yêu Việt Nam đúng rồi. Anh Nguyễn Việt là tên anh là Nguyễn Việt đã, chắc chắn là anh phải yêu Việt Nam rồi. Gì mới học nghề hôm lát. Của lòng. Của lòng lòng ngáo hả. Trời ơi Phúc Hưởng, em đưa năm lít trà sữa hả, uống sắp luôn rồi. Nhà chị uống thì ghê không, em mới gọi gì mới hôm qua thôi bạn ta. Mới hôm qua sạch luôn rồi, nhà chị uống sữa khiếp lắm, 5 lít sữa là bức sạch. Hai thằng con chị nó uống sữa tươi ghê đó, uống sạch 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 luôn rồi đó. Mai mốt em đầu đầu tư xuống Bình Dương rồi phải không? Phải không Phúc ơi? Phúc Hưởng.
Trời ơi, nhà chị là tao nói có sữa thôi là uống sạch xanh xanh luôn á. Nhà chị hả, mấy hai thằng con trai nó uống sữa dữ lắm. Nó mà thấy sữa, thấy nước nuôi sữa nó nghèo luôn. Nghèo luôn á. Nghèo nghèo mà mua sữa cho nó là uống là nghèo luôn. Cho anh lên đi em. Dạ. Rồi anh là anh lên đó. Rồi em cho anh lên. Nhà chị mà uống sữa là nghèo. Hai thằng này mà sữa là quốc cả mình của mình. 5 lít sữa mà có uống có bỏ sao anh không được nữa anh Hải. Anh bước cầu đi. Cỡ 20 hồ mà như nhà chị là uống lại mang được. Nghe không có tiền mua sữa cho con uống luôn. Sữa sữa phúc hưởng chắc nhiều lọc lắm. Mới ngày hôm qua thì hôm qua hôm kia gì bên đó đúng ta. Ừ, hôm qua 5 lít mà sạch uống còn to khốn vậy à. Sao không được nữa Anna, anh Trang Hải. Chị ơi, bà hỏi cho chị không mua sữa cho hai cháu uống gì. Hai cháu uống đó, chị mua cho hai đứa nhỏ nó uống đó. Chị thì chừng cao lắm, mình là uống không hết nè. Còn hai thằng hả, nó vô ra nó làm ly, vô ra làm một ly cối vậy là xong. Mà hai thằng con trai chị nó khoái sữa lắm, không biết sao, nó thích lắm. Cứ đi học là nó quất thêm bình theo à. Đi học có mấy bình đi nghe mẹ là chắc vô trường uống hay sao à? Quất bình theo vậy nữa. Lớn rồi mà khoái sữa. Ô, em chào anh trai. Chào Cũng Dũng à, chào. cũng đi đâu cũng đi đánh ở quê cũng dữ. Lisa Lé là của anh, Lisa Lé của anh cũng đi phi dữ. Chào cả nhà nhá, chào Dũng vàng. Dạ. Anh đang say rượu mà. Anh sẽ điều hóa kệ, cứ say cứ nói đâu có sao đâu anh. Không, nói đùa thế thôi còn vui thôi. Dạ. Ừ, nói Anh đùa em mình thế nói chuyện vui thôi. mà, bữa nay nói chuyện vui mà. Chương trình hôm nay có gì không? Chương trình em á, tại vì nhớ mấy 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 anh mấy chị trên diễn đàn mở nói chuyện gì tí cho vui vậy á. Bữa nay không có Chào nói nhá. gì hết. Lên Tăng Dốc rồi nói chuyện hỏi thăm cho vui vậy. Ừ, anh muốn vui quá mà vừa xong nó ồn không không nghe được. Mà có Dạ. công việc mà. Ừ, Dạ muốn vui hả? thôi. Dạ. Bé uống được mấy xì rồi? Anh nhá. Anh được mấy Anh không xì nhớ rồi? không. Không Không nhớ. nhiều không nhớ đâu à. Không, cũng vừa thôi làm gì. Chào cả nhà nhé. Kêu anh cởi trâu đi kìa, cởi trâu đi đánh về quê kìa. Tối rồi, châu châu về chùa nhỉ. Không, châu về chuồng nhưng mà anh vẫn còn thức. Hưởng mà lên diễn đàn lũ quả cháy hết tổ luôn. Nhưng cường là cường Lên bên quạng tí mà không có con quạ nào tối quạng vào vào tổ hết rồi sao ấy. mẹ. Kệ, tối quá đi ngủ mẹ hết rồi. Nó đâu có thấy đường đâu mà đi, nó đi nó bay ra đường. Muốn đi bắt quạ tí mà quạ chắc chui vào tổ Chào. hết rồi nào ấy. À. Ừ, muốn bắt mấy con quạ mà. Ừ. Ừ, quạ không biết là có hôi hay không, muốn bắt mấy con về thử xem sao mà chắc giờ nó chui vào tổ hết rồi. Tính bắt quà về nước nước nướng nhậu hả?
Nhậu hay không nhậu được hay không, không biết nhậu được hay nhậu, mà không nhậu thì vứt mẹ nó đi. Vặt lông phải, vặt lông ra là đem dục nó đi hả? Không biết bắt về vặt lông đã. Không có, bắt quà về vặt lông là dục nó đi. Bắt về là cướp phải vặt lông đã, còn ăn được ăn mà không ăn thì Em biết anh là quái vặt lông lắm. Vặt lông tìm sâu. không ăn được thì bỏ tới cây. Qua đi ăn sắc chết. Anh Hải là nói bắt mấy con quà kia đem về Bạch Long tìm sâu. Anh đang ngồi ngoài đường nhá, thông cảm đi. Dạ không sao đâu, không có hỏi gì nhả lên Cả nhà không biết là rồi. Như con áo đúng rồi, anh Lê Nguyệt nói giống em đó, em nhìn nó cho lúc em đâu có nhận đâu, nhìn nó chửi hồi em mất cười lắm, còn như nhả lên nó chửi hồi em mất cười lắm, nó chửi hồi nó mệt cái nó ngồi thở. Anh Lê Nguyệt nó giống giống em đó, nó chửi hồi mất cười lắm. Triệu Kiều Nhu ơi, Triệu Kiều Nhu nói gì anh nhỉ? Tại vì anh á, anh Hải là anh mà chửi là độc dữ lắm. Anh chửi là độc lắm, bởi vì em biết là anh gọi là bắt quà mặt mặt lông tìm sâu. Chửi xôn xương Không, đào nó chảy luôn. chửi cái lũ ấy thôi còn à. Anh vẫn bình thường mà. Em biết Các mà, cháu kể cả nó nhục. anh là chửi bằng đồng thôi à. Nhưng mà chửi cái lũ tổ quạ, cái lũ ba que thôi. Người nhà mình kể cả các cháu bé cháu, nhưng mà anh có bao giờ dám xúc phạm, dám đâu các cháu đâu mà. Kệ, người nào ghét cứ chửi cho thoải mái đi. Chửi thoải mái xong Nhưng mà cái lũ tổ nghỉ. cái lũ tổ quạ mà lũ ba que là nhiều khi bức xúc quá, nhưng mà Thế thôi lên mà cái đàn hồi nhiều khi là bầu. mình cứ bỏ hết mạng Nhiều xã hội người người không phản lại bộ anh lão quá, bức xúc lắm em ạ. dạ em khỏe rồi anh tầng tư, em cũng khỏe rồi mà em cũng biết sao gia đình có hỏi đến từ ngày hôm qua tới giờ. Đâu có biết em lên mạng xã hội này đâu, gia đình em đâu có biết đâu. Mấy bữa nay em làm gì bị nổi quá, nó trên mạng mày giờ tao lè hết luôn. Mày làm cái gì vậy? Em nói đi, con nhậu con đái trong quần bây giờ họ đang chưa sao. Giờ giờ đâu có biết sao nữa, giờ em nói xã hội đăng lên trên mạng hồi quá trời vậy, thế này thì biết rồi hỏi làm gì nữa. Em ơi, Biết rồi. cái lũ tổ quạ khốn nạn quá cả, và nghe bức xúc quá. Mà ở trong nhà em á, em luyện cái Đấy. bàn hết cũng không biết. Có nghe không, có nghe không? Dạ nghe, dạ nghe anh, nghe mà. Bộ cái lũ tổ quạ nó khốn nạn quá, qua anh bức xúc quá mà. Cái lũ tổ quạ ấy, Dạ cứ kệ họ đi anh. cái thằng Sơn Thanh ấy, cái thằng Sơn Dạ Thanh mà, dạ mày ăn nó lớn tuổi mà nó ngu quá cơ, mà nó quá khốn nạn, thằng Sơn Thanh nghe nó mà. dạ 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 biết gì nhã lên để chim chửi mà tháo của lão Sơn Thanh. Dạ đúng rồi, thì Nhã Linh thì nó chửi theo ông Quyển Sơn Thanh không à. Ôi chị chào Úc,
Út chắc mấy bữa nay biết trên mạng xã hội dữ lắm rồi, quên đi nè, còn Út là chưa hủy cái bàn rồi này. Bữa giờ thấy chị nổi cồn chưa? Thấy chị nổi với cồn chứ. Nổi thứ dữ không à? Thôi cho anh xuống đi. Dạ, nghiêng quá em cho anh xuống liền. Rồi, chúc anh ngủ ngon nha. Rồi, chào nhá. Dạ. Xin chào em đã trở lại. Em chưa trở lại đâu. Em nghỉ mấy bữa. Gì anh Ly Nguyễn nãy giờ theo dõi bên hả? Anh theo dõi bên hả? Kệ họ chửi đi, không mà thôi nghỉ. À, chào Minh Lực, bữa nay đổi hình hả? Minh Lực là da nó đổi hình này anh biết Facebook hả? Đổi hình đại diện hả? Nhớ tè trong quần mà nói nhớ tè trong quần mà nổi tiếng đó. Nữa đọc nữa giờ. Làm trong nhà, làm trong nhà hồi nào đâu có gì, anh làm nhà thấy gì trong nhà hết hồn, nhà hỏi riết à, nhà chị hỏi riết à, nó làm cái gì bữa nay mày làm gì trên mạng, mặt mày quá trời thế nhỉ. Chị mà nói là thôi biết rồi hỏi làm gì nữa, không có giải thích được đâu. Không giải thích được, khỏi giải thích luôn, hỏi không nói luôn. Nói được, nói được, nói mất công nữa, bị la cho nữa. Thôi đi. Đâu có nói gì đâu nữa đâu. Đâu có nói gì đâu, nó đi nó lại. Đâu có nói gì đâu mà nó đi nó lại. Ai muốn nói thì nói chứ ai muốn nói gì đâu. Ai làm gì làm, nói gì nữa, đâu quan tâm tới chi. Mạng xã hội tự do mà. Anh Ly đi siêu tầm dữ vậy anh Ly. Em chơi tí mà. À, kiểu như giờ chỗ chị đó mà mới nổi tiếng đó nha. Nổi tiếng mà không ngọt đẹp lên. Mấy ngày nay ông Hùng Phạm, ông Hùng Phạm cái nhắn tin riết con cười ông đau bụng. Ông nói sao à, ông trông tôi chết dữ vậy, sao cô trông tôi chết dữ vậy, tôi chết đó, cô vui lắm hả? Tôi nói ông chết đi. Chơi xíu thôi, đi nghỉ ngủ. Ai mà cái nít này kỳ vậy ta?
Đất này của ai mà? Sợ khi mấy cái nó giả mệt lắm. Wow, mấy cái nó giả mệt lắm. Tiêu rồi, cái chân đau thôi, cả nhà ngủ ngon nha. Như đi ngủ được rồi đó, thức khuya quá, xong mai đi bán. À, hồng phàm cái hôn đó. Ừ, nó có nhiêu đó nhiêu đó hoài. Rồi nhảy nó nhắn Win Pay chị đó, nhắn rí cười cũng đau bụng luôn. Ổng khoác nói chuyện với chị đó. Tôi kêu đấy cô cứ ông phát kiếm chuyện với chị đó, nên tôi không có ghét gì ông hết á, tôi làm gì đâu tôi ghét ông. Ừ, đúng rồi chị, chúc em ngủ ngon nha. Chị cũng chúc em ngủ ngon, ngủ sớm đi, mai còn đi buôn bán nữa. Sức khỏe em yếu mà đi thức khuya cho lắm. Mấy ngày nữa bán được không? Như, mấy ngày nữa em bán được không? Ủa sao không có lên lấy cái xe đó về mà bán kìa. Hà My không có đi, Hà My làm biếng đi lắm, tay chân nó trầy vậy thôi là cũng làm biếng đi lắm, tay chân nó trầy Hà My làm biếng đi chứ không có gì. Đi nó không có thoải mái, đầu óc không có đi. Về Trung vụ bị hai vụ canh đan của tôi qua nổi như cồn đến đến cộng đồng mạng luôn nè. Dạ đúng rồi. Này Trung Vũ nổi luôn. Em nghĩ hả? Ủa em nghĩ nghĩ bán hả? Xong rồi em lấy cái xe về bán bánh mì đi. Lấy cái xe bán bánh mì á. Cái nào nói chị gửi về sớm rồi bán bánh mì. Hello, anh gì? Hello, anh Lê Nguyễn Minh. Hello, chào anh Nguyễn Minh. Chào anh Nguyễn Minh. Em chào anh Phạm Thiện. Thấy mưa bữa giờ chắc em khó bán lắm không? Trời ơi, gặp ông mới tính tắc mà gặp ông Phạm vào nữa. Chào chị Võ, đồng bào Việt Nam thân yêu. Trời ơi, nay ông chơi một câu dữ vậy ông Hùng Phạm. Chào gì? Chào Chi Võ, chào đồng bào thân yêu Việt Nam. Trời ơi, tính nghỉ mà gặp ông chắc tôi không nghỉ quá. Em chào anh Trần Siêu. Nãy giờ ông đi lang thang đâu vậy ông Hùng Phạm? Ông nhắn tôi cho đã rồi ông đi đâu lang thang vậy? Dạ em chào anh Lê Nguyễn Minh. Ông đi kiếm tôi hả? Nãy giờ ông đi lang thang kiếm tôi ông Hùng Phạm. Tôi nhắn các ông tôi cũng mệt lắm rồi. Ông muốn tranh luận tư cái gì, ông nhắn tôi, ông nhắn tin với tôi là ông muốn tranh luận tư cái gì, tôi cho ông lên tranh luận. Tôi chưa ngủ, tôi cho ông lên tranh luận. Tranh luận nha, mà tranh mà tôi có hỏi điều kiện nè, tôi điều kiện với ông nè. Ông lên mà ông chỉ cộng sản là tôi không cho lên. Ok không? Ông mà chỉ cộng sản là tôi không cho lên. Ông lên tranh luận những cái gì mà ông chỉ cộng sản là tôi không cho lên, được thì tôi cho lên, nói chuyện đàng hoàng tôi cho ông lên, phải ra điều kiện. Tôi đang đi ăn sáng với vợ tôi. Trời ơi, ông quảng cáo nữa, ông ăn với vợ ông kệ ông chứ mới tới tôi ông đi ăn sáng với vợ ông, không đi ăn sáng với tôi đâu mà ông quảng cáo à. Chưa bao giờ. Chào anh Lộc, Lộc Nguyễn. Anh Lộc Nguyễn sao em thấy cái nick này thấy quen quen nữa ta?
Nếu này em thấy con quen á. Anh Trần Hải anh cho em nhiều câu độc lắm. Vía của ông Phạm đặt nặng vãi, bà con gì đang yêu với ông. Mới nhắc Hà My mới nhắc công nhận ông Hùng Phạm ông lên ghê luôn á, mới nhắc ông câu ông lại nổi lên liền à. Mai mốt kiểu này không được rồi, mai mà ông chết là tôi không nhắc đâu, ông lên quá. ông đi theo tôi luôn á, chuẩn bị uống thuốc chống bực mình. Tôi mới nhắc ông mấy câu à, kiểu này mai mốt tôi không nhắc ông nữa, lên thấy ghê luôn á, chắc gì đó tôi nhẹ nên đi nhắc ông cái ông lên liền à. Ăn cơm với vợ về chưa đâu ông nội. Rồi tới ngay cái đòi chống còng, tôi nhắc ông hai câu ông chống còng nó khỏi chỗ luôn. Mới nhắc ông chào người Phan xứ nha, chào Phúc Khương, chào anh Phúc Khương nha, chào tiếng đàn bầu. Về mấy người dù tôi chết tôi sẽ về bóp cổ từng người một. Cái gì dỗ hồn phạm tôi lại không. Gì mà mấy người trù tôi chết tôi sẽ về bóp cổ từng người nè, ông phải là mua vé máy bay á, ông mua vé máy bay về phải bóp từng người là cũng mệt lắm đó, tốn tiền lắm đó. Có gì mà vui thế hà mi, dạ vui mấy ngày này vui mà cứ vui đi, vui cho đời nó yêu đời. Vui cho nó yêu đời. Vậy là ông về ông bóp cổ hà mi trước phải không? Ừ? Ông không phạm, ông về ông bóp cổ tôi trước phải không? Ông bóp cổ tôi là ai chửi ông? Ông bóp cổ tôi rồi ai chửi ông nữa? Hả? Hồng Phạm có gì với trời. Mới nhắc ông nó lên đi ghê luôn. Ông bóp cổ tôi là không ai chửi ông đâu, tôi nói thiệt luôn á. Tại có mình tôi là tôi chửi ông mà, tôi chửi ông nhiều nhưng mà ông khoái tôi á sao, ông khoái tôi chửi á sao. Ăn cơm với vợ thì lo ăn cơm với vợ đi. Ông Hùng Phạm ông ăn sáng với vợ cũng lo ăn sáng với vợ đi, ông lo ăn sáng với vợ đi thôi, ông ngồi đó là ông mắc nghẹn, ông tức tôi là ông mắc nghẹn ngay cổ liền á. Ông ăn sáng cho no đi rồi ông vô đây rồi ông cự lộn với tôi. Có nè, nãy giờ có nè anh nè, có Hùng Phạm này, Hùng Phạm mà đang phàm đó, mang nick lấy cái nick của vợ của thằng mà mi, nick Hùng Phạm vẫn đi nữa, lát nữa chắc ông đổi nick Hùng Phạm ông vô giờ đó. Đang phàm là Hùng Phạm đó. Sống ở bên trên đời này có miếng thịt chó, sống ở đất mì gì đéo có mà ăn. Hùng Phạm vậy làm Hùng Phạm, Hùng Phạm ngủ với vợ chim không lên thì mua rocket 1 giờ uống vô là được ngay chứ không phải tại cộng sản đâu. Cái vụ này mà đổ thừa cộng sản nữa đâm đầu xuống đánh chết cho nó sướng hơn. Vụ này mà không lên hả mà đổ thừa cộng sản nữa hết đâm đầu xuống đất chết sướng hơn. Không phạm lên rồi kìa. Thôi không thích chửi lộn nhé, tôi chỉ phản miệng thôi à. Ông phản miệng mà tôi nói là tôi cấm 2 điều, không được chửi cộng sản hát à, thì tôi cho ông lên, còn ông nói chuyện với tôi đàng hoàng tôi cho ông lên, ok. Còn ông chửi tôi ao ông xuống liền luôn. Để mọi người vô đông đi tôi sẽ lên, trời ơi vợ không phải mấy thằng đi đến.
là gì đông người, ông lên đây rồi mua đông ông làm như ông ngôi sao lắm vậy đó, ông ở đời người đâu ông lên, trời ơi ông thèm lên mà ông đặt bài chảnh nữa. Ông đưa vợ ông về ngủ chưa, ông đưa vợ đi làm chưa, lên đây mất công ông cỡ cử tôi là vợ ông đá đít ông bây giờ đó. Tôi luôn nói chuyện đàng hoàng nhé, không bao giờ chửi tục rồi, ok. Mà ông mà chửi cộng sản mà tôi chửi là ông đó chịu, không được chửi cộng sản đúng không, ông mà yêu đất nước Việt Nam mà không chửi cộng sản đó, tôi mới cho ông lên. Đúng không? Yêu đất nước đó là phải yêu yêu chế độ đúng chứ? Đúng không? Mình yêu đất nước, mình phải yêu chế độ, mình ủng hộ chế độ mới đất nước mới đi lên chứ. Cái chống phá đất nước thì làm sao mà đất nước đi lên? Mình cứ tối ngày cái chống phá phá hoại đất nước làm sao đi lên? Đúng không? Đúng không? Cái đó ông đâu có sai. Đã yêu đất nước là phải yêu chế độ đúng không mới gọi mà ngoan, còn ông chơi kiểu này làm sao mà tôi thương ông được, tôi mến ông được, tôi chửi ông ăn chành luôn ráng chịu. Phạm mà bố mày có nhớ tao ở nhà thằng trượt chột không, thằng ba que xúc phạm hung phạm. Em chào anh Nguyễn. Ăn cơm chưa mà tay ông comment hoài vậy ông Hùng Phạm? Tay ông cứ comment riết à. Yêu cầu cô lóc những người nói chuyện vô văn hóa như Trần Hải thì mệt quá. Ví dụ với tôi qua nhà ông Trân Châu và tôi yêu cầu nó cô lóc không? Nó có lóc đâu. Thì ông đừng, nếu ông muốn thì ông đừng có dòm comment, đúng không? Ông muốn ông đừng dòm comment. Cứ ông biết tôi là được rồi, đúng không? Ông biết Hà My được rồi. Chỉ cần qua trưng chột đó đúng không, họ cũng chửi tôi quá trời luôn đó, trưng chột đâu cô lóc mấy người đó đâu, nên chi ông muốn qua đây thì tôi, ông biết tôi được rồi, tôi tôn trọng ông được rồi, mà ông mà chửi cộng sản rồi tôi không cho ông lên đó. Bà giờ ông đừng có chửi cộng sản, ông đừng có chửi đất chế độ là tôi là không sao hết, không cứ đàng hoàng vậy nè, ai chửi không đúng không? Cười chết đi được luôn á. Nãy giờ ăn là vừa gì vừa 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 nhắn tin cũng mệt mỏi lắm ạ. Bây giờ chắc chạy đi chạy lại cũng mệt lắm ạ ông Phạm. Quê chào anh Nguyễn. À, mày đàng hoàng không chống phá đất nước Việt Nam, chúng tao đâu có, chữ mày đúng rồi, cái đó là đúng rồi. Em chào anh Trần Siêu. Bên Trân Chột nó còn chửi ăn cái gì nữa không phạm. Làm văn thơ mẹ mày mâm trường phạm chọc chọc nó riết, mấy anh mà chọc nó riết nó lên tới cổ luôn, nó khỏi ăn cơm luôn, khỏi ăn sáng như bờ luôn á. Vậy Hùng Phạm với dạy đứa trẻ lên lên đâu cho Hùng Phạm lên trên luôn với anh à? Dạ
ông đang ăn sáng đó, ông đang ăn sáng đó. Trời ơi em khổ với ổng lắm, ổng cứ nhắn tin với em mệt mỏi với ổng lắm. Ổng bữa nào lâu lâu ông nhớ là ông dạy vô là ông nhắn tin với em, em khổ em lắm, mệt lắm. Em mời mời anh Trần Siêu lên hả? Rồi Trần Siêu lên. Vơ hôn ca mũi và mỹ đen kìa, vừa thôi. Em chào anh cũng chạy dữ. À, xin chào Hà My, mấy chị xin chào cái anh hỏi cái click Hà Vũ gì đấy là click của em à? Có dạ Hà Thu của em, Hà Thu của em á. À dạ, để em đây, gửi kết bạn gì mà anh chơi xong kết bạn anh sợ lấy giả anh chưa kết bạn. Dạ. Này nói ở đây thì để nói xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn nhá. Của Hà My. À, thế thì bây giờ này tôi nói cái Hùng Phạm đấy mà. Cái dạng như Hùng Phạm mà thì không nghĩ rằng người Việt Nam ta không nên nói chuyện mà không thèm nói chuyện cái loại như Hùng Phạm này. Vì nói chuyện nó đầu trâu óc chó, nó không hiểu gì đâu mà nói chuyện. Nếu người ta mà có người hiểu, nếu mà hiểu biết ấy thì nó phải có thay đổi, ít nhất nó cũng phải thay đổi dần dần. Cũng như mà ta dạy cái đứa mà nó thiếu nó gọi là thiểu năng đấy thì dù rằng nó thuộc dạng kém hiểu biết đi chăng nữa thì dạy nó dần dần nó có một cái sự phát triển của nó. Như cái bọn này Hùng Phạm mà thì nó chẳng có tí phát triển nào thì tốt nhất không thèm nói chuyện nó. Ta chỉ nói với chuyện với những người mà họ có suy nghĩ, họ nhìn thấy cái gì nó là đúng đắn, họ biết hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai thì ta hãy nói chuyện với bọn nó. Đấy. Còn cái bọn như Hùng Phạm này thì mini hải ngố mà thì tốt nhất không nên nói chuyện. Vì bọn này thì không, nó không thể, nó không lớn. Kể là anh dạy lâu không được, nói chuyện ông, nó không hiểu đâu. Dạy lâu có thể ông thế thì có cái là anh. Này này. Em chào anh Long Thủy. Những lúc anh dạy lâu vì bây giờ này này, chúng ta là người Việt Nam, dù chúng ta có muốn bưng bít cho đất nước Việt Nam thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bưng bít được hết được, đúng không nào? Dạ. Yeah. Bây giờ không những là một gọi là thông tin nó phát triển rất là mạnh, ngoài ra còn 90 triệu dân trong nước, ta chính bản thân ta nói sai thì bản thân những người dân trong nước người ta đã chửi chúng mình đã chết, nhưng không nói gì đến cần đến bọn bo que nó phải nói vào đấy. Tôi hỏi rằng là hỏi Hùng Phạm rằng là người Việt Nam ngu hay là người Việt Nam khôn đấy, Hùng Phạm trả lời tôi câu là người Việt Nam ngu hay người Việt Nam khôn đấy, trả lời thế thôi đấy cho tôi hiểu là thế bây giờ là người Việt Nam chẳng là ngu thế à? Chẳng lẽ nếu như Hùng Phạm nói là người Việt Nam ngu thì người Việt Nam ngu là 94 triệu Việt Nam, 96 bây giờ là 96 triệu người dân Việt Nam trong nước rồi. Người ta chẳng lẽ người ta ngu thế à? Người ta không biết thế nào là phải là trái à? Mà người ta khôn, nếu mà nói người ta khôn thì tại sao nói như các bạn rằng là Đảng Cộng sản đang bán nước, hại dân thế? Thì người Việt Nam khôn mà lại chịu coi như là ngồi im một chỗ. Đúng rồi. Đúng không? Người trong 94 triệu đồng bào Việt Nam chứ không phải là một vài cái thành phần bao que xỏ lá như ở bên nước ngoài đâu. Đấy, họ nhìn thấy thực tế, cái gì đúng, họ sẽ cho là đúng. Cái gì sai, họ cho là sai. Họ nhìn thấy rằng một đất nước đang bình yên phát triển, dân tộc càng ngày càng phát triển, đường lối của nhà nước, ngay quốc hội ta vừa họp, lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đây vừa phát biểu ở trên cái diễn đàn của quốc hội ngày hôm qua đấy, ai nghe mà cảm thấy đúng mà xúc động. Người dân Việt Nam phải nói đúng, đất nước ta càng ngày càng tiến lên, quyết tâm là như thế. Họ những người trong quốc hội, trong ban chấp hành trung ương đảng, họ đang cố gắng từng ngày từng giờ. Những người nào làm được rồi họ phải phấn đấu nữa, những người nào chưa làm được thì họ phải coi như nhìn ra bản thân của họ để họ làm tốt cái công việc của mình. Trải qua vừa rồi cái phiếu gọi là bình về tín nhiệm đấy, làm biết những người mà họ bình bầu cái phiếu tín nhiệm đây không phải là bình bầu để nói xấu họ, mà bình bầu để như họ, để cho mọi người người ta nhìn thấy cái gì họ làm được và không làm được, họ phải phấn đấu, dù có tốt cũng phải phấn đấu, kể cả những người được nhiều phiếu tín nhiệm cũng phải làm tốt và tốt hơn nữa những cái công việc của mình. Đấy.
Còn những người chưa làm được thì họ phải làm thật tốt, họ phải nhìn lại bản thân mình, họ là nhìn làm sao phục vụ cho dân cho nước tốt hơn. Đấy, chứ nói như ông Phạm ấy ở cái bên nước ngoài chẳng hiểu cái gì cả, nói cái gì đúng rồi, nói như nói, ta cái bạch đầu gối ra nói còn hay hơn là nói với Hùng Phạm. Đây, nói với những người như anh Cầm Nguyễn này thì mình có thể nói được, vì họ ít nhất họ cũng chẳng nói là họ chưa dám nói là họ yêu nước hay không, miễn là họ nhìn thấy đất nước, họ nói về thực tế về đất nước là ta chào đón họ. Tất cả những người Việt hải ngoại, ai có con mắt nhìn về đất nước bằng con mắt tích cực mang tính chất xây dựng đất nước, còn không cần họ phải yêu Đảng Cộng sản hay này yêu nước gì cả, nhưng mà họ nhìn về đất nước, nhìn về nhân dân Việt Nam, nhìn về dân tộc của mình, nhìn về cội nguồn của mình, nhìn về tổ tiên ông bà của mình, thế là ta chào đón họ và ta vui mừng với họ, có thế thôi. Mình chỉ lấy một cái đơn giản như thế thôi. Mà chống cộng cực đoan này là họ có cái, em nghĩ là họ có một cái suy nghĩ như này. Có một lớp trẻ thì mình chưa có nói với cái lớp mà họ đi cách đây là tầm cỡ 20 năm hoặc 30 năm á, là họ nghĩ á, họ có những người họ chưa về là họ cứ nghĩ như này là giống như dân Việt Nam mình, giống như là ấu trĩ như hồi xưa vậy đó. Đó, họ nghĩ cách đơn giản như vậy thôi à. Họ nghĩ là giống như họ đi bên đó là họ hiểu biết nhiều rồi, họ cứ cái đầu óc họ cứ tưởng tượng là giống như mình là dân hồi xưa không có hiểu biết một cái gì hết, rất là còn ngu muội. Đâm ra là họ cái tư tưởng của họ là như vậy, nên chỉ họ cứ chiến đấu tối ngày mà tới ngày là lật đổ cộng sản, nói là dân mình ngu rồi đó. Cả bản thân cũng không phản gì, ông cũng nhắn tin em hoài, ông nói là tôi có làm gì mà tối ngày ông có trong tôi chết kiểu vậy. Tôi yêu dân tộc Việt Nam, yêu tổ quốc Việt Nam. Tôi nói em nói ổng như này, ông yêu tổ quốc Việt Nam là cái đúng, cho tôi nói không có sai, mà nhưng ông đi một cái đường lối sai, ông yêu một cái đường lối sai. Theo như anh nói như này, nếu Hùng Phạm đi vào đúng thì là bảo nó đúng, là đúng phải với lòng dân. Dạ đúng, lòng dân không yêu. Đó. Phải làm đúng, sao sai. Lòng dân đúng. Nếu như Hùng Phạm bảo Hùng Phạm nói đúng, đứng về đi, về Việt Nam đi, đứng lên nói kêu gọi người dân đi, nếu người dân thấy đúng người ta tự nhiên người ta phải theo, có thế thôi. Còn ông nói sai thì người ta phỉ nhổ vào mặt đúng chưa về. Dân người ta phỉ nhổ ông nói mặt. Là tôi đấy. Hết. Từ khi ông đi giờ ông nói tôi về Việt Nam lần nào hết. Tôi nói ông chưa về Việt Nam thì làm sao mà ông hiểu đất nước Việt Nam hiện tại bây giờ. Ông đi là đã ba mươi mấy năm rồi mà ông nhắn tin với em đây. Ông nói cô làm gì mà tối nay cô chửi tôi. Rồi cô trông tôi chết lắm mà. Tôi nói cái chết là quyền của ông. Nhưng ông nói là ông yêu tổ quốc. Ông yêu tổ quốc là cái đó là đúng. Tôi nói ông có sai. Nhưng cái đường lối ông yêu tổ quốc mà ông đi một cái đường lối rất là sai. Ông sai hoàn toàn. Ông đổi chế độ cộng sản là ông sai hoàn toàn. Nếu ông yêu tổ quốc thì ông phải đồng lòng với tổ quốc, với chế độ này để xây dựng đất nước đi lên, chứ không phải là xúi dân để đi biểu tình và lật đổ chế độ thì tôi không chấp nhận. Thì bắt buộc tôi phải chống đối với ông. Thì cái chuyện đó là ông hay nhắn tin em như vậy. Lưu Long. Chào Lưu Long và chào mọi người nhé. Đây là tôi nói cho Hoàng Thái Duy hiểu này. Cũng có thể là lớp già của chúng tôi ấy thì dần dần sẽ mất đi, che già sẽ măng mọc. Nhưng người Việt Nam với cái tính tự tôn dân tộc thì không bao giờ mất. Suốt đời này qua đời khác, hàng nghìn năm nữa, hàng trăm nghìn năm nữa thì cái tính tự được, tôn dân tộc của nhân dân Việt Nam vẫn giữ được mãi mãi. Đấy. Ừ. Đấy, vẫn giữ được mãi mãi. Chứ đừng bảo là cái lòng tự tôn dân tộc của Việt Nam mất đi. Đấy. Người như tôi có thể lớp già sẽ dần dần mất đi, lớp trẻ người ta sẽ kế tiếp. Mà người ta bảo vệ đất nước này, bảo vệ cái lòng tự tôn dân tộc, bảo vệ cái sự tồn vong của dân tộc. Đấy, nói cho bạn biết thế nhá. Chứ đừng có nói nào bảo nằm ra làm cấm mà đã là hết. Chúng tôi còn những đời con, đời cháu của chúng tôi. Chứ không phải là đã hết được. Để cho ai lên cho ta lên. Để lúc khác anh lại lên nhá. Dạ, lát là em chào mọi người. Lên lát. Okay. Nè, tôi lên là okay. Không được chửi chế độ. Nếu ông chửi chế độ, ông chửi là tôi cho anh xuống. Tôi lên bàn hoàng, tôi sẽ cho anh lên có người trên đường tranh. Ok. Tôi mời anh lên nè. Đang mời lên đó. Chào anh. Chào anh. Xin chào cô với lại xin kính chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Dạ. Hôm nay bên Mỹ này là ngày thứ bảy, sáng thứ bảy. Dạ, ở đây thì nên không Phạm được nghỉ. Ok, thì cảm ơn cô đã cho ông Phạm lên. Ok.
thì tôi cũng xin chia sẻ như vậy. Đảng Cộng sản á, chỉ là một đảng phái thôi, đúng không? Khi mà mình nói tới là yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, không? Không có nghĩa là phải yêu Đảng Cộng sản. Còn các bạn yêu Đảng Cộng sản thì quyền đó là quyền của các bạn, không ai nói vậy. Quyền tự do của mỗi người, đúng không? Ở đây á, chúng tôi chỉ nói tới những cái gì đúng và những cái gì sai thôi. Thì các bạn á, bên Việt Nam thì các bạn cho là chúng tôi là những người chống cộng, cực đoan này kia, rồi tùm lum tà la hết. Là cái vậy. Không sao, thì đó là quyền tự do của các bạn thôi. Và tôi cũng không có dám nói là mình là người hiểu biết hay là mình là người làm chính trị gì hết. Mà sự thật ra tôi nói lên đây chỉ là với cương vị là một người công dân Việt Nam thôi. Thì mình đã sống qua nhiều chế độ, từ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, rồi sau năm 1975 chế độ Cộng sản, rồi bây giờ tới tự do dân chủ của Mỹ. Thì nếu mà so sánh ra ba chế độ thì mình phải công nhận là chế độ tự do dân chủ của Mỹ là số 1. Và mọi người trên thế giới này đều phải công nhận như vậy. Cái đó không thể nào chối cãi được. Bằng chứng là hàng ngày có biết bao nhiêu ngàn người đòi xin vào nước Mỹ tị nạn. Thì các bạn cũng nghe qua báo chí thì cũng chắc là bên Việt Nam thì không biết họ có nói không. Hiện tại bây giờ là đang có mười mấy ngàn từ bên Honduras, rồi Guatemala, rồi Mexico, họ đi đường bộ đó, họ đi qua, họ đang là đòi nhập vào nước Mỹ. Và ông Trump thì đang tìm cách là để chống lại những người di dân bất hợp pháp này. Thì tại sao mà mọi người trên thế giới này họ đều thích có một cuộc sống được tự do, hạnh phúc như là nước Mỹ? Thì cái đó là các bạn hiểu rồi, đúng không? Mình không cần phải quảng cáo về nước Mỹ nữa. Nói nha anh nha. Thì em sẽ mời một anh bên Nhật Bản. Rồi, ok. Em chào biệt anh ạ. Thì anh chú anh đâu rồi? Anh ok đấy, em mời anh lên đấy. Anh ở Phú Phan á. Để em mời anh lên, để em vuốt xong rồi. Mời anh lên. Em đang mời. Rồi em đang. Anh đều cũng bên tư bản thì em sẽ mời hai anh đều bên tư bản luôn lên đối diện nói chuyện dễ hơn. Em chào anh. Xin chào mọi người. Mình đang rửa chén nhà hàng nhưng mà giờ nghỉ trưa. Mình xin chào Hùng Lân, Hùng Phạm nữa ha. Cái thứ nhất mình muốn chia sẻ với Hùng Phạm cùng với các anh chị em trong nước để hiểu là thế này. Cái vấn đề mà anh Hùng Phạm nói rằng là nước Mỹ là một nước có tự do và nhân quyền nhất thế giới thì xin thưa anh cái đó anh nhìn kỹ lại và nghĩ rằng cái suy nghĩ của anh lớn lớn tiếng âm lớn lớn thì hơi nhỏ. Cái thứ nhất là cái vấn đề mà anh Hùng Phạm anh nói rằng là nước Mỹ là một nước có nhân quyền và tự do trên thế giới thì cái đó là anh chỉ nói theo cái ý nghĩa của anh thôi, theo cái quan điểm là anh đang sống trên nước Mỹ chứ thật sự ra nước Mỹ mà nó đâu có nhân quyền hay là tự do gì đâu anh. Nếu mà so với nước Đức của chúng tôi đó, so với nước Đức đó, tôi là người Việt Nam xin lỗi cái câu là nước Đức của chúng tôi thì nó không bao giờ có cái nhân quyền hay là một cái tự do như là hay là bảo vệ con người như là ở nước Đức này đâu anh. Chẳng qua là anh lên đây anh chỉ muốn nói về cái vấn đề là nước Mỹ của anh thôi. Cái thứ hai nữa tôi xin nói với anh là anh không phải là người Việt Nam. Tại vì anh đã là người quốc tịch Mỹ rồi thì anh không thể nào anh tự nhận anh là người Việt Nam hết tất cả. Cái thứ hai nữa là anh nên nhớ rằng tại sao như các nước, những cái người dân họ đến nước Mỹ là anh nên nhớ rằng cái nước đó nó có cộng sản hay không? Anh bảo rằng cộng sản Việt Nam nó không có dân chủ và nhân quyền, vậy thì tại sao những các nước kia nó không có cộng sản, nó không phải ra đi? Anh nên nhớ kể cả bản thân anh cũng vậy, ra đi là vì vấn đề kinh tế thôi. Anh chả có cái chính trị gì hết á. Anh nên nhớ rằng anh cũng là vì vấn đề kinh tế thôi. Anh hiểu tôi nói không? Tôi thiết nghĩ rằng những cái mà anh đang sống ở nước Mỹ nhưng mà anh không có nắm rõ về nước Mỹ nhiều. Đúng không? Thí dụ như anh đang chia sẻ trên cái diễn đàn mà khi mà Duy Nguyễn hỏi anh về vấn đề đời sống ở Mỹ, chính anh nói cũng sai à.
Thứ nhất bây giờ Duyên tôi muốn lặp lại đây, em chưa muốn lặp lại để cho anh hiểu và cho những người trong nước hiểu thế này nè. Anh nói rằng là mẹ nấm mà khi con nấm khi mà nó ra nước Mỹ á, ví dụ như là bây giờ có những người mà người ta cho nó chiếc xe hơi nó có dùng được không? Tôi xin thưa với anh, nếu con nấm á mà nó đi làm nó có thu nhập thì ok, còn nếu như mà người ta cho xe hơi ở bên này nó rất là rẻ bèo anh, nhiều khi xe nó còn khoảng 2-3 tháng tiếp á, người ta vẫn cho nữa. Nhưng mà quan trọng nhất á, khi mà con nấm mà nó lãnh trợ cấp xã hội á, không bao giờ nó dùng xe hơi được, tại vì cái tiền mà trợ cấp cho nó đó là cái tiền để ăn uống thôi, là loại lê bình đó, là đời sống thôi, chứ không bao giờ nó dùng xe hơi được, là vì cái tiền ở đâu mà nó có để nó đóng bảo hiểm đổ xăng. Anh nên nhớ rằng xã hội quy chế của trợ cấp xã hội nó không bao giờ cho những người mà lãnh trợ cấp xã hội mà có xe hơi hết, tại vì cái tiền đóng bảo hiểm nó rất là đắt đấy. Cái thứ hai nữa là anh bảo rằng là khi mà trẻ con bên đó đi học mà có xe buýt đâu đi đón đưa rước là không có tốn tiền, anh nói đó cũng sai. Để tôi chia sẻ với anh chưa nắm rõ về cái quy luật. Tại vì khi mà những đứa trẻ mà nó đi học á, là cha mẹ nó đi làm hết, thì tất nhiên không, nó phải đi xe buýt và là tất nhiên là phải đóng tiền hết. Cho nên có những cái anh nói Phạm ơi, đi xíu đi. Trong nước họ nghĩ nước Mỹ là một cái thiên đường, đúng không? Để tôi chia sẻ từ từ từng giai đoạn mà những cái gì mà anh đã nói trên diễn đàn này. Cái thứ hai nữa, mà khi mà trẻ con mà gửi vào nhà trẻ đó, là tất nhiên là cha mẹ đi làm hết thì mới là gửi vào nhà trẻ nội trú đó, thì cũng phải trả tiền. Nhưng mà nếu cái thu nhập của vợ chồng đó ít đó, thì người ta sẽ hỗ trợ thêm, có nghĩa là phải đóng, thí dụ như một tháng đóng 100 euro, tôi nói ví dụ một tháng đóng 100 euro hay là 100 đô la gì đi, nhưng cái doanh thu mà của cha mẹ hai vợ chồng ít đó, thì tất nhiên là người ta chỉ lấy, người ta phải nộp. Hùng Phạm thoát ra đi rồi vào lại mới có camera đó, là nó như vậy. Còn ở đây tôi muốn nói chia sẻ thêm, cái cuộc ra đi của người Việt Nam á, chẳng qua là thực chất đó là chẳng qua là vấn đề kinh tế thôi, đại đa số là kinh tế thôi. Tại vì khi chúng ta nên nhớ rằng cái bi kịch của một cái lịch sử đất nước chúng ta là trải qua một cuộc chiến tranh. Sau khi kết thúc sự chiến tranh rồi á, và để xây dựng đất nước. Và nên nhớ rằng chính cái đảng Cộng sản, người Cộng sản họ rất là nhân bản. Đó. Chỉ cả những cái ông sĩ quan trước đây, người ta chỉ gom lại để bảo vệ cái tính mạng cho các ông trong lúc ban đầu. Và khi mà các ông đi học tập cải tạo á, thật sự người ta cũng chẳng có gì gọi là đàn áp các ông hay là này kia nọ hết. Chẳng qua các ông đi lao động để làm cái gì, lúc đó cả nước, cả toàn dân đều phải thắt lưng buộc bụng trong cái thời gian bao cấp, trong cái thời gian mà đất nước mình bị những cái thế lực ngoại bang nó cấm vận. Và kể cả khi các ông làm ra cái lương thực đó thì cũng chính các ông ăn chứ không ai ăn hết. Chính bộ đội, công an, cán bộ, công viên cũng phải đi lao động và tự túc để mà sống trong cái thời gian đó. Đó. Và các ông đi chặt tre hay là chặt những cái gì mà về thì cũng xây lều, xây trại cho các ông ở thôi. Cũng cái người Việt học tập để mà ở thôi. Cho nên mình phải nên nhớ rằng sau 43 năm để thống nhất đất nước rồi để mà cùng nhau xây dựng đất nước, cái sự nhân bản nên nhớ rằng nè, nếu như Cộng sản mà không có nhân bản, không có dân chủ hay là này kia, đời sống cực khổ thì làm gì có những bao nhiêu người mà trước đây họ đã từ bỏ. Ví dụ như những ca sĩ ở Việt Nam họ ra đi rồi, họ chống phá rồi, nhưng mà nhà nước vẫn cho về. Đó là cái gì? Nó thể hiện ra cái sự nhân bản của người Cộng sản. Nhưng mà ngược lại đó, cái những người mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa đó, họ là một con người rất là nhỏ nhẹn, họ ích kỷ, họ chỉ mang cái hận thù để rồi họ tuyên truyền, họ chống phá đất nước. Đúng không? Có người khi nào mà người Cộng sản họ lên án hay là họ chửi bới cái chính quyền. Đợi tí xíu đi Hùng Phạm. Họ đã qua rồi. Đúng không? Là lịch sử đã sang trang, nước chảy qua cầu rồi, người ta làm lại một cái trang sử mới mà người ta đã hướng đến một cái tương lai. Tương lai nó là gì? Để phát triển và xây dựng đất nước, nâng cao cái đời sống người dân đi lên. Nhưng mà ngược lại các ông lúc nào cũng nghĩ rằng là phải chống phá đất nước này, phải làm cho đất nước này phải có một sự chiến tranh, người dân phải đau khổ. Chính các ông là những kẻ tội đồ của dân tộc. Và tôi hiểu được rằng Hùng Phạm là gì? Hùng Phạm là một người là
gọi là đấm ngực, tôi không muốn dùng cái từ khác nữa, tôi chỉ dùng cái từ đấm ngực. À, cho nên vì cái chỗ đó mà ông mới thể hiện cái vấn đề đó là muốn chống phá đất nước. Chứ thật sự cái bản thân ông đã làm được cái gì? Bản thân ông đã nói là ông trốn cái vụ quân sự. Mà tôi hỏi ông trốn cái vụ quân sự gì, ông có xứng đáng là con người Việt Nam không? Sao trong khi đó mọi người thanh niên đúng tuổi, kể cả bên Mỹ cũng vậy, là phải tham gia vào quân đội. Đó là cái nghĩa vụ của mỗi người công dân trên mọi đất nước. Thì bây giờ ông bảo rằng là ông trốn cái gì? Dạ. Cho nên tôi nói rằng là tất cả những cái thành phần mà chống đối nhà nước là chẳng qua những cái con người đó mang cái sự hận thù làm đi mất đi cái lý trí thôi. Cũng có những người Việt Nam Cộng Hòa họ trở về đất nước này có ai làm gì đâu. Nhân dân vẫn đón mừng họ, tất cả mọi người cũng xem họ như là một cái cội nguồn. Đó, chỉ riêng một cái số gọi là trước đây gọi là ăn trên ngồi trước, gọi là cái đám tá đám tướng đó, thì họ mất hết cái quyền lợi, thì họ mang cái hận thù. Và kể cả những cái dân mà đấm ngực á, thì vì cái dân đấm ngực đó là cái dân là không chào anh Tâm. Chứ đồn giải họ có cái tổ quốc Vali Căng là của họ thôi, chứ họ đâu có biết tổ quốc Việt Nam là cái gì đâu. Cho nên những cái lời mà chia sẻ của Phạm Hùng á, của Hùng Phạm á, nó mang cái tính cách rất là tiêu cực. Mà cái tiêu cực đó sống trong cái đất nước sao? Xin chào anh Trang. Với là có một cái nền văn minh như nước Mỹ, đúng không? Trong khi Hùng Phạm nói rằng dạ, đúng. Chúng ta bỏ ra vấn đề khía cạnh chính trị nói về cái con nấm, nhưng mà ngược lại là Hùng Phạm là nói cái này rồi đá lại cái kia. Cái con nấm là cái con gì? Cái con nấm là chẳng qua cái con không làm, lười lao động mà muốn làm những cái chuyện mà để mà nhận tiền của hải ngoại thôi. Cái con nấm thật sự ra nó cũng chẳng có cái gì hết, nó cũng chẳng có cái gì hết. Dân Việt Nam cũng chẳng quan tâm, nói thật, kể cả những người nước ngoài họ cũng chẳng quan tâm đến con nấm để làm gì. Những cái thứ rác rưởi đó. Dạ đúng không? Quan tâm để làm gì? Chỉ có cái bọn mà phản lại là đất nước quê hương, hay là những cái bọn đấm ngực thì luôn lúc nào cũng coi con nấm dạ, đúng là mẹ thôi. Chứ thật sự những người Nam họ coi cái con nấm cũng như là cái cỏ rác thì thôi. Đó là tôi muốn chia sẻ một vấn đề đó. Dạ. Các bạn nên nhớ rằng cái sự mà phân tích của Hùng anh, Phạm nó mang cái tính gì đó ok đi và nó không thể okay. Được cái tính cách nhân bản của người cộng sản đấy, còn cái vấn em gì đó ok đi đó thì mời là Hùng Phạm rồi. Hùng Phạm nói như cái đó là nó sai hết, cái sai Hùng Phạm đợi tí nha, để cho anh gì đó lên tí rồi Hùng Phạm lên sau nha. Thiên đường của nước Mỹ nó không phải là thiên đường, mai mốt rồi cái con nấm nó đi làm rồi đó thì nó mới thấy được ở Việt Nam nó mới có dân chủ, mới có nhân quyền hơn. Chứ bây giờ tôi nói thật, như con nấm bây giờ thật sự nó ra nước ngoài là cái trình độ nó, cái tuổi này lớn rồi, phải không? Tiếng thì không biết nhiều, bây giờ nó đi làm neo thật sự ra người ta cũng không nhận, cộng đồng Việt Nam bên đó người ta cũng không nhận, tại vì cái quá trình của nó người ta không nhận rồi. Bây giờ đi làm gì, đi vô hãng thì tiếng không biết nhiều, không lên rồi, tí không, anh không hãng nào nhận hết. Mà bây giờ có đi làm đi chăng nữa là khi mà nó trả tiền nhà tiền cửa rồi, lúc đó con nấm nó mới thấy được. Lúc đó nó mới thấy được. Tôi xin cho nói thật với Hồng Phạm, tôi sống ở đất này cũng 30 năm rồi. Mỹ tôi cũng đi rồi, Canada tôi cũng đi rồi, Hawaii tôi cũng đi rồi. Hawaii đã thật sự ra bên đó thấy người Việt, 80% là người Việt lái taxi ở tại Hawaii. Canada gia đình tôi hút gì bên đó. Thì tôi muốn chia sẻ vấn đề đó. Bây giờ coi như là tôi xin phép xuống, để lát nữa có gì mình tranh luận. Anh Nguyễn còn không? Dạ. Anh Nguyễn có ai thì ok lên nha. Dạ em tạm biệt anh tí xíu nha. Anh nào ta? Anh Nguyễn hả? Đang mời anh Nguyễn. Chào. Dạ My, chào mọi người. Chào em. Vừa lên giường ngủ. Ở đây thì em xin hỏi mấy câu như này, xong đó là em xin phép em lại lên nói chuyện tiếp. Vừa rồi Hùng dạ. Phạm có nói đến cái vấn đề về tự do dân chủ đúng không? Thế thì ở đây thì Hùng Phạm có đến thì con. Ở đây thì còn xem. Hỏi Hùng Phạm trả lời mấy câu hỏi như sau nhé. Cái thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là Hùng Phạm hiểu thế nào là tự do dân chủ?
định nghĩa cho nó đúng nha. Hôm nay là tôi hỏi Hùng Phạm là Hùng Phạm hiểu thế nào là tự do dân chủ. Đấy là cái thứ nhất. Nếu như Hùng Phạm ca ngợi nước Mỹ thì Hùng Phạm trả lời câu hỏi thứ hai là tại sao cái nếu như mà có tự do về tất cả đấy thì tại sao cái con Dennis Nguyễn ấy khi nói đến một cái ông gì quên mất tên rồi, ngày xưa là ông ấy là người phản đối chiến tranh Việt Nam ấy. Tại sao con thượng nghị sĩ Dennis Nguyễn của Hùng Phạm lại bị xốc nách tống cổ ra ngoài? Đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba nữa là nếu như Hùng Phạm nói là có tự do dân chủ thì tại sao trong cuộc bầu cử tổng thống giữa bà Hillary Clinton và ông Trump thì tại sao bà Hillary Clinton bà là người được nhiều phiếu hơn của cử tri, nhưng tại sao ông Trump ông này làm tổng thống? Như thế có tự do dân chủ không? Và câu hỏi tiếp, một câu hỏi nữa là những người nào là những người được ra ứng cử tổng thống Mỹ? Đấy, em xin hỏi bốn câu hỏi như thế, sau đó nếu ông Phạm nên trả lời thì em sẽ nên có ý kiến tiếp. Và em chỉ hỏi mấy câu thế thôi để cho Hùng Phạm trả lời nha chị nha. Ông rồi, ông Dạ ok vâng. đi, tôi mời ông lên. Chị cho em xuống. Rồi. Còn không? Nhiều người yêu cầu quá vậy. Dạ, anh Lộc Nguyễn hả? Không lên hả? Đi mời lên. Nếu không, không phạm còn thì ok nha. Em mời anh Lộc Nguyễn. À, em chào anh. Vâng, Dạ chào em chào mi anh. nhé, Dạ em chào anh. chào khán Dạ. đi lên diễn đàn thì thấy cái thần thái nó cũng khá và có nhiều cái chủ đề nó cũng hay. Dạ. Vừa rồi anh mấy bác lên đấy Dạ. nói chuyện giải thích về cái dân chủ dân quyền thì so sánh giữa nước mình với nước Mỹ và một số nước khác, Dạ. thì nói như hai bác vừa xong ấy thì thực Dạ. sự là các bác nói là nó rất là đầy đủ dung tích và có ý nghĩa, mà so sánh thì nó thực tế là như thế. Dạ. Chứ còn riêng với Hùng Phạm này, Hùng Lân này, rồi Hải Nguyễn này trước ấy, thì người ta nói thật người ta không có cảm nhận mà người ta không có một cái hiểu biết gì cả. Không cái nhận xét nhận thức gì về so sánh về những cái dân chủ hay nhân quyền hay là thế này thế nọ cả. Bây giờ người ta nói là Mỹ là cái nước dân chủ, nhưng nói thực ra hỏi rằng Hùng Phạm cho một cái dân chủ ở Mỹ, cái đất nước mà nó ra nhiều cái quy chế, nhiều cái luật pháp, nhiều cái quy định thì nó giảm bớt cái dân chủ của người dân đi đúng không? Nó hà khắc như thế thì làm gì có dân chủ. Thế còn nó bỏ là những cái người ở nước ngoài như Mexico nhất là hay là những đâu đâu là lần đến để tìm cuộc sống hay tự do dân chủ đấy, chứ đấy chẳng qua là cái cuộc sống của người ta phải đi thôi, nó khó khăn quá. Như dân Việt Nam mình có ai đi không? Bây giờ Việt Nam mình cũng Bây dân giờ chủ, em có gì đâu mà tại vì họ cứ ghép vô vậy nhé. thôi, chứ Việt Như Nam anh mình hiện em tại mình cũng bây dân giờ chủ cũng vậy. cho tiền không đi. Như Yeah. anh em mình có cho tiền không đi đúng không? Đúng rồi. Cái đất nước mình thì bây giờ nói về cái đất nước mình thì chúng nó không hiểu gì về Việt Nam cả, Dạ đúng rồi đó. nó không hiểu cái Đảng Cộng sản, hay hiểu được người dân Việt Nam, không hiểu được cái xã hội Việt Nam, cho nên nó cứ nhìn cái mặt trái, nó đánh giá và nó cứ như thế là nó cứ nghĩ rằng thế này thế nọ thôi, nhưng thực ra chúng nó không biết một cái gì cả. Nếu như chúng nó có một cái cơ hội nó về Việt Nam xem, chỉ cần nó ở một tuần thôi, anh dám khẳng định rằng chúng nó mở mắt ra là không bao giờ nhắm được mắt nữa. Bởi vì nó không tưởng tượng được, lâu nay cái suy nghĩ trong đầu chúng nó ấy, là nó không nhìn nhận ra, nó chỉ nghĩ như thế và nó nói thế thôi. Thế cho Tại vì nên chúng họ nó bản không thân hiểu họ, gì. chính bản thân họ không có về Việt Nam anh ạ. Tính mấy người đó là bản thân họ chưa về, họ đi từ hồi xưa tới giờ chưa về lần nào hết, họ chỉ ngồi Bây đó giờ mà. nó đi hàng nó đi hàng 40 mấy năm rồi, nó có nhìn nhận gì, biết gì về Việt Nam đâu. Nó cứ nhìn theo những cái đài, cái này cái nọ, cái mặt trái rồi nó tuyên truyền đấy, nó cứ Yeah. nghĩ như thế và nó hiểu như thế thôi. Nhưng mà thực tế nếu nó về đấy nhỉ,
nó về như một lần thôi. Anh tin rằng không bao giờ muốn đi này, mà mắt nó mở ra nó không nhắm được lại. Thế nhưng chúng nó cứ như thế, nó nói thế thôi, nhưng nó có, nếu nó hiểu được đất nước thì hiểu được đảng. Những người này đó, anh biết sao, họ là họ ôm cái hận thù, họ không bắt bỏ được, họ không bắt bỏ được. Thế còn anh nói Hà My là anh theo các cái diễn đàn, kể cả bên ngoài bên trong là mấy chục cái, ngày nào anh cũng đi một vòng, em cũng đi một vòng thế giới nha. Yeah. 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 Đấy. Yeah. Thấy bạn như Ly không? Đúng rồi anh. Đấy. Ly đang trực tiếp luôn kìa. Ly một đấy, anh cứ đi một vòng quanh thế giới, anh vào khắp nơi, khắp chỗ, anh nghe, anh ngóng, anh xem, anh nhận xét. Thế như hôm nay, thấy Hà My vui vui, anh cũng lên tí. Nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Thế thôi dạ. Thì nên đi chào mọi người, thì nói dạ. Câu chuyện. Thì mấy anh em mình đấu qua khoe đi. Thì mấy anh em mình đấu qua khoe thôi. Dạ. Khi em khác nếu mà có cái chủ đề gì đấy. Dạ. Thì có thể nên sau, chứ còn nói, giải giới thiệu một tí về anh nhé. Dạ. Anh thì ở miền Bắc nha, anh miền Bắc Hải Dương. Dạ. Cuộc sống của anh thì nó cũng bình thường thôi, tuổi năm nay cũng tương đối cao rồi. Dạ. Thế nhưng mà nói thật cái cuộc sống của anh thì bao nhiêu năm nay, là mấy chục năm nay anh ở cái chế độ thương binh, anh chả làm gì cả. Dạ. Cuộc sống nó nhàn cư lắm. Dạ. Xã hội mình nó ưu đãi nhiều cái, dân mình nó phấn khởi, thế nhưng nó có biết gì đâu, nói làng sàng thì nhiều nó bức xúc. Thế anh biết mà sao mà cũng... những người dân mà họ đây này, những người đây này họ đi chống đối nhà nước đây này, những người đó họ họ không hiểu về họ cứ nghĩ là bên những người nước ngoài á, bên Mỹ đó, họ nghĩ là giống một thiên đàng vậy đó, họ cứ tưởng tượng như một thiên đàng đó, họ đâu có hiểu được nhau. Rồi bắt đầu họ Việt Nam cách đây, nó nghĩ Việt Nam thì cách đây 30-40 năm thì đúng rồi, nhưng bây giờ nó khác xưa nhiều lắm rồi. Thì bởi vậy mà những người nè, những người mà chú cùi trong nước này nè, chú cùi trong nước á, đang tiếp tay với chúng bên á, thì họ cứ nghĩ là bên Mỹ là thiên đường, thì nghe lời ngon lời ngọt mà. Phải không? Hả? Cái bọn dân chủ cuội là cái bọn nó lười lao động. Đăng huân hả? Rồi, không chịu làm, nó không chịu làm, nó cứ lang thang bọn rác rưởi mà làm đồng nào ăn đồng đấy hết, nó lại hóng, thế nó chỉ chờ nó... bọn bên kia đấy nó tiếp tay bên đấy để kiếm cái đồng tiền nó sống thôi, chứ chúng nó làm cái gì. Thế còn chúng nó có cấu kết thế nào hơn nữa thì làm sao nó lật được cái đảng cộng sản, nó hiểu gì cái đảng cộng sản này, nó biết làm sao được mà nó lại lật. Thế như cái thằng Hùng Phạm ấy, đúng không, nói rằng nó bản thân nó cũng chưa biết nó là ai cơ, đúng không, ngay bản thân nó cũng chưa biết nó là ai. Cho nên là nó hiểu gì về cái đất nước này mà nó cứ nói nặng rằng, cho nên không chấp chúng nó gì cả. Dạ, nói chúng nó tăng quân, nói chúng nó, chúng nó không hiểu đâu. Dạ. Đấy, hàng ngày nếu như mà nó có đầu óc ấy, nó vào thông tin, vào các mạng xã hội, nó cứ đi vòng quanh, nó tìm hiểu đi thì nó sẽ hiểu, nhưng mà nó có chịu hiểu đâu. Nó chỉ tìm vào những cái thông tin nó không, nó trái chiều, thì nó cứ nghĩ nó lại như thế, cho nên nó cứ phản biện vậy thôi. Dạ. Em dán. Thì cuộc sống của anh em mình ấy, có gì đâu phải nghĩ đúng không? Dạ. Với cái đất nước này mình quá ok rồi. Dạ. Đấy, này. Có ngày nhu ni rồi chứ. Dạ rồi. Đằng anh ok đi là em mời lên. Rồi cuộc sống của anh là như thế thôi nha, để lúc khác có gì anh nói chuyện nha. Dạ, em okay, nha, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, dạ. Rồi. Okay. Dạ. Ok thì Hà My mà thấy nha. Nay em tính mở chơi mà thấy có mấy anh em mời lên luôn. Em mời lên luôn. Em đang mời á.
Mấy em tính mở tí xíu. Cầm làm gì chắp tay sau phô câu đứng nhìn hoài vậy? À anh Khoa Lê hả? Dạ đợi tí xíu nha, em đang mời anh. Tí xíu mà không được thì em mời anh. Không được quá. Em đang mời anh đó mà sao không được á? Anh Trần Huỳnh đó, em đang mời anh đó. Về Hoa Ngọc là hả? Về Ngọc Lai này vô lúc nào cũng bị chửi chửi vậy hả? Lui tới cơ chờ chửi riết vậy hả? Chắc anh bị yếu rồi sao anh Trần Huỳnh ơi, em chào anh Lưu Minh nha. Tiếp tục chửi chi cho nó mệt. Đất mạng anh bị gì rồi á? Anh gì? Không được nữa em mệt. Anh Lưu Minh thoát ra đi rồi anh vào lại. Cả anh Khoa Lê cũng vậy, thoát ra đi vào lại. Thoát ra đi rồi vào lại. Anh Khoa Lê cũng vậy, không có camera. Anh Lưu Minh cũng có luôn. Thoát ra đi rồi ok lại em mới thấy. Thoát ra cái đã. À, có rồi, để mời lên. Kỳ ta. Rồi, đang mời lên. Dạ, có, tại vì Khoa Lê hồi nãy không có camera, lát nữa đi. Xin chào anh. Hello, Đã chào nhiều anh người chị không các có bạn nha. Xin lỗi mới ngủ dậy chưa bước xuống giường. Thấy anh chị em các bạn trò chuyện cho nên cũng muốn vô trò chuyện chút. Thấy dạ. sự tình hình yêu nước thấy buồn vậy sao. Phải nói là mình chiến đấu với cái tụi bao que mấy chục năm là mình không cảm thấy mỏi mệt, mà thấy Dạ. mấy cái thành phần mà yêu nước ở trong nước đó, dựng mấy câu chuyện mình buồn cũng cả Cái ngày kệ hôm qua anh có em à. nó buồn dễ sợ, thấy nó Dạ bỏ buồn qua hết đi. nó buồn mà nó nản thiệt á, nó buồn dã man mấy chục năm rồi chưa bao giờ là mình có cái tâm trạng mà như mấy hôm qua hôm nay thấy sao mấy người đó họ yêu nước cái kiểu gì kỳ không biết. Chẳng lẽ vì vì đồng tiền mà người ta bán rẻ cái lương tâm, rồi đi vào mấy cái diễn đàn của mấy cái người mà ngày nào mình rất là tôn kính, giống như là mình rất là hâm mộ những người anh em yêu nước, thấy họ tiếp tay với mấy cái Chị nhóm mời người chưa được, lát là chị mời lại đó. mình thấy buồn khủng khiếp. Thấy họ tiếp tay đăng mấy cái hình ảnh Thôi mà kiểu mình bỏ qua hết đi anh ạ. À. Mình đừng có để ý tới. Mình coi giống như là cái tụi em giờ không cũng bỏ cho anh qua hết. nói cái tâm sự của anh chút, Dạ, anh nói cứ nói đi. cái tâm sự của anh không phải là bỏ qua hay gì không, nhiều khi mình Dạ. cũng phải nói lên Hà My. Dạ. Hà My thấy Dạ. phải nói là rất là buồn, tại vì anh thấy có những cái câu chuyện họ làm rất là trẻ con, Dạ. trẻ con khủng khiếp. Anh gắn cái headphone vô không, nó trẻ con làm sao vậy đó, lớn hết trơn hết trọi rồi. Thì mỗi người yêu nước có cái cách riêng của người ta, đâu ai mà mình phải bắt người ta giống người ta. Mình ví dụ như miễn sao mình chống cái luận điệu xuyên tạc, rồi cái vấn đề mà họ đầu tư kênh rồi chỉ buồn là vậy thôi, Hồi rồi nãy họ em mời chưa được chị, lát nữa em mời lại chị mới được. có đầu tư Chị kênh đồ này kia rồi họ đấm với nhau. Anh chỉ buồn cái là hồi lúc anh về họ giao lưu với nhau, anh cũng sợ lắm mấy cái vụ đó, giao lưu với nhau bây giờ đem mấy cái video clip ra giống như là ngồi kể
đúng là tránh mình, ý là anh đã tránh dữ lắm rồi mà cuối cùng cũng bị dính vô cái bẫy của phải nói là buồn thiệt chứ. Mình tới mình chơi cũng biết gì đó mà anh biết sao, mình biết mình lên đây cái đấu trường đánh cũng khỏi đó. Thật luôn, đánh cũng khỏi hai tiếng. Anh tránh không? Anh tránh dạ, ta ý là anh tránh, ý là họ mà anh về đi đi về về hoài, anh cũng nói chung anh cũng tránh, tại vì hồi đó ở trên ở ngoài cái diễn đàn Phao Thoát anh chơi, anh cũng bị một lần anh chạy suốt quần luôn. Rồi về Việt Nam nói chung là thôi thấy anh em chơi mình cũng nể quá thì tới tới chơi, cuối cùng cũng bị họ quay video họ đem lên mấy cái diễn đàn của họ, cái họ kể anh thấy tự nhiên qua vô anh thấy thấy nó buồn chứ. Nó về giống như kiểu họ tiếp đãi mình này kia rồi gì đó, rồi bây giờ cái họ lấy cái đó họ chụp mũ, thấy người sao nó thấp kém khủng khiếp. Chơi mà vì những cái trò gì rất là bẩn thỉu, anh ghét mấy cái trò gì bẩn thỉu, nó bẩn thỉu khủng khiếp, cho nên thấy cái xã hội Facebook này càng lúc nó càng phức tạp. Nó phức tạp là cái lòng của con người ta yêu nước cái kiểu gì mà kỳ cục thế mẹ, yêu gì mà anh thấy họ họ đấu đá với nhau tụi bao que thì anh không nói gì, họ đập tụi bao que thì anh không nói. Hồi lúc trước anh mới lên anh thấy trên cái Facebook này anh thấy họ đập mấy tụi bao que ngồi thấy rất là sướng, mấy thành phần dân chủ cụi rồi mình thấy rất là tự hào họ, giờ tự nhiên súng nhau đập anh em mình anh thấy chỉ buồn vậy. Chỉ vì những cái anh em của mình mà tự nhiên giờ mình quay qua mình đập nhau. Dạ, thôi dạ. Thấy rất là đau lòng. Giờ rất là đau lòng. Anh biết sao, họ cũng người dân, sao mình cũng có gì đâu mà buồn. Thì anh buồn người này thì có người khác mến anh, cứ vậy đi. Người kia họ phải cũng mình có người khác cũng buồn nha. Ở đời mà. Buồn là thấy, dạ, thấy sự việc gì đó. Ở đời mà. Rồi. Ở đời mà anh. Rồi. Họ kêu với người mà ngay cả ngay cả những kẻ họ bán rẻ những cái lương tâm đạo đức của họ, họ làm sai mà họ cố gắng để đặng mà lên mạng mà chụp mũ lại người khác, mà lại có những người mình anh chứ anh buồn một cái là những, ngay cả những người họ làm, họ là những người mà làm ngay cả tại ngũ còn đang làm trong cái công tác của nhà nước, nếu họ là dân thường thì không nói gì đi, hay là họ về hưu hay cũng nói gì, ngay cả những người họ còn tại chức nó chứ cũng buồn chứ, mình là con người mà họ làm những chuyện đó nó ảnh hưởng tới uy tín của đảng và nhà nước, mà trong khi đó anh em mình cùng đảng và nhà nước xây dựng lại cái niềm tin, anh thì đấu tranh để là mà tạo cái niềm tin cho bà con kiều bào, bây giờ bà con kiều bào họ nhìn anh, có nhiều người họ gọi anh giống như nó nói mày sáng mắt ra chưa. Nói chung thì anh lập trường của anh lúc nào cũng vậy thôi, mình không anh à, không bao giờ thay đổi lập trường này, em chào anh. Anh không bao giờ thay mình đổi cái lập trường của anh. Không bao giờ anh phản bội lại cái quê hương của anh, đối với anh quê... anh cái con người của mình anh cứ nghĩ áo quê hương mình, giống như mình đi ra chiến trường vậy đó, giống như mình ra con đường đi cũng vậy, đường đi chắc chắn là họ phải có vấp ngã chắc chắn. Anh nói thiệt với Hà, anh nói thật với Hà My á, nếu mà ra chiến trường á cầm súng là bắn thì nó khác với lại cái chiến trường tâm lý chiến ở trên cái không gian mạng này lắm, ngay cả anh chiến đấu với tụi ba que vậy anh rất là anh nói thật mà nói, ngay cả tụi ba que ở ngoài đời có nhiều khúc lúc mà tụi nó chơi nó đấu súng anh còn không sợ tụi nó, mà nó thật mà nói nó hù dọa nó tìm đủ mọi cách, hồi ngoài giờ Phao Thoát đó, nó hẹn gặp là ở cái tuyến đường nào anh còn không sợ tụi nó mà. Nó chi nhưng mà ở trên cái mà cái những thành phần mà họ mưu đồ, họ tiểu nhân, họ bị ổi chuyện thật, hồi thì họ đảo ngược lên thành không, chuyện không họ đảo ngược thành có đó, mình chỉ buồn là như vậy thôi. Mà ngay cả những người anh em đồng đội, những người cùng chung cái lý tưởng của cái người cộng sản
quay ra chĩa mũi dùi để đặng đập nhau á. Chí buồn là như vậy thôi, họ lập những cái Dạ. mưu kế Anh nói bẩn em đồ đi. á, họ Em lập những nói cái anh mưu kế bẩn mà để đặng họ họ đập nhau á. Thì mình chỉ Em cảm cũng từng thấy trải đâu đó nó giống anh buồn thôi. mà thì đương nhiên phải đi. Nếu mà họ họ lập những cái mưu kế mà họ đập cái tụi, ví dụ như anh nói là cái sự việc hôm đó, hôm bữa của con qua chịu đó, anh nói nếu mà họ ra đó họ đập mấy cái tụi bao que đó, cái tụi dân chủ cụi á, thì mình không nói gì. Mà họ nào giờ họ cứ chụp mũ, cái kêu anh là chụp mũ người này là bao que người kia bao que, mà họ yêu nước, họ chỉ bày tỏ cái sự không có đồng ý đồng tình với họ thôi. Anh chỉ thấy buồn vậy Ok, thôi. ai cũng buồn thôi bỏ qua đi. Mình Người nào bây giờ không anh không em theo đâu có họ que đi. thì họ, người nào không có theo cái lập trường của họ là họ cứ tìm đủ mọi cách họ hãm hại người ta, chứ là bao que không, phản động bao que, mà trong khi đó không có cái bằng chứng chứng cứ gì. Họ họ dựng ra những cái sự việc đó, rồi đặt chung Giờ mình lóc ra buồn. nè, em lóc hết. Em lóc Hôm tất qua cả anh những người xóa, lúc mà tâm hôm nữa, qua anh em xóa xóa kết luôn. bạn hơi bị nhiều á, hôm qua anh xóa kết Bởi vì bạn quá chừng luôn. đúng, mà em trần lại luôn chứ không phải làm đó, em trần luôn á, em trần á, em trần lại em không cần thêm luôn á. Ừ. Nói chung là từ em trần luôn chứ không Hôm phải là qua anh lóc thấy ra, không đến quể. mức trần. Tại vì bây giờ mình muốn bỏ hết, mình không muốn để ý tới nữa là mình trần lại, còn mình cứ tinh thần mình cứ đấu qua que đi thì cho nó đỡ. Thấy mình đấu qua que thì mình thấy còn có giá trị của người hơn, em cảm vậy đó, Thiệt chứ, nhưng mà thấy nó làm nó như nâng vậy cao tự bản thân nhiên. mình hơn. Còn mình đi đấu với mấy người này mình thấy hạ thấp con người mình quá, em nói sự thật nó càng ngày càng thấp, nó tồi tàn lắm, mà thôi mình bỏ qua hết, mình đấu bao que em cảm thấy em có cái giá trị con người em lên đúng đó là sự thật. Còn mình đấu người này không có mục đích gì hết, mình thì mục đích nào khác mà họ mục đích khác thì đâm ra bỏ bỏ hết, mình chơi bên này mình thấy thì đầu óc mình thoải mái hơn, chứ mình có thể là mình giúp ích được cái nào mình giúp. Còn thấy nó tư tưởng anh em mình vậy đấy anh ạ. Giờ lúc mình biết mình á, mình thấy mình nặng nề lắm mà cảm thấy mình bỏ xuống thì mình nhẹ nhõm cái đầu mình hơn, bỏ xuống đi. Có thể họ kêu mình cái này kêu mình cái kia, sao họ muốn nói mình sao cũng kệ đi, coi như là mình vất họ người dân, mình người dân họ cũng phải bà con gì mình hết, mình cũng đừng có giận nữa, mình giận thì mình nặng đầu, vất bỏ hết. Trừ ra anh em mình thì có thể mình buồn nhiều, còn thôi bây giờ với em cũng vậy, em với anh mà em với anh cũng đều giống nhau thôi, cũng tình cảnh cũng giống nhau thôi. Chẳng qua cái khác Có là chứ, cái nó thôi, cái khác gì đâu. con người sống cũng phải có tình có nghĩa, có cái đạo lý, mà anh thấy bọn họ mất hết cái nhân 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 cách của con người, chỉ buồn vậy thôi. Nói chung thấy buồn Đó thôi. đó thì em chứ em cái ngày hôm qua em cũng chịu đâu có nổi đâu, em chịu không nổi luôn. Ừ, Thì thấy mình cũng là con người hết, con người thì em nó con người với nhau thì ai cũng có cái trái tim và ai cũng có cái đầu để nhìn. Chào anh. Nếu mà phương xa phải đi vào tận ở trong Nam là để đặng mà mưu sinh rồi lo cho con cái, nhiều khi ai cũng có những cái sự yếu đuối. Mà anh chứ thấy họ ai làm cũng đều giống nhau hết thì đâu có gọi xã hội. Anh thấy tệ, xã hội nó muốn mỏng muốn tệ lắm, ai nhưng thương mà có mình thì cái cảm ơn, là ai anh ghét chỉ mình thấy thì là luật pháp Việt Nam mình nó còn quá lỏng lẻo, nó còn quá dễ dãi, chỉ có vậy thôi. Nếu mà luật pháp nó cứng rắn một chút thì nó đỡ được những cái vấn nạn như vậy, nó đỡ được những cái tiêu cực. Phải nói là hiện nay đất nước của mình phải nói là luật pháp còn quá lỏng lẻo, chứ kiểu mà bên Mỹ anh nói, như anh đã nói với một anh chị em là mình nói với anh chị em, cái kiểu mà nhảy vô đập người ta một cái như vậy là mệt rồi đó, mà chỉ cần mà ăn hiếp đụng người khác mà vô cớ mà lại mà hành hung mà giật điện mà làm những cái chuyện như vậy là mấy tay kia đó. Anh nó bảo đảm giờ thằng nào cũng ngồi tù hết rồi, thằng nào giờ cũng ngồi ở trong khám đó. Mỹ mình đụng vô nó một cái coi như là thằng nào đụng trước, không cần biết lớn nhỏ, không cần biết lớn nhỏ, đụng cái là coi như là nó bắt mày, nó còng đầu mày trước, nó bỏ một xe nó nhốt đó, rồi đem về đồ mà nhốt đó, rồi tính sao mày muốn cãi ra tòa cãi, rồi lên đó rồi muốn kiện tụng gì kiện tụng, nó cho mày ra đó. Ở Việt Nam mình cần phải sửa lại cái luật pháp để cho cái bên vấn đề mà tòa án dân sự đó họ thực thi những cái vấn đề pháp luật như mày kiện tụng ra Em đó. nghĩ từ từ cũng phải giống hết anh ạ. À. Từ từ phải có hết. Từ từ là Cần luật pháp mình thì cũng nó anh cũng nghĩ nữa.
nó cũng nó phải đi đâu vào ấy khuôn hết khổ, cần phải đi dạ vào đúng khuôn rồi. khổ một chút. Chứ không thôi như vậy xã hội càng lúc nó sẽ Anh loạn. Thấy Bây giờ đó, anh thấy mỗi năm mỗi cái khác đó, anh Facebook, thấy đây mỗi năm mỗi khác chứ. cái Facebook này chưa gì hết mà anh thấy đã loạn 12 sứ quân, nó còn loạn hơn, phải nói là 24 sứ quân luôn. Loạn giả Thì mà. bây giờ chuẩn bị anh thấy đó, bây giờ chuẩn bị là Facebook rồi, tới cái gì tháng 1 bắt đầu nó bốc cũng khổ rồi đó. Đúng không? Từ từ là Chỉ lục có soát một mình thì cũng vậy thôi. chỉ có một ông thượng tá trong quân đội thôi mà ông đã coi trời bằng vung, không ra gì hết. Một ông thượng tá chỉ nắm một cái chức vụ ở trong quân đội ở thời bình thôi mà đã là như vậy rồi, mà điều binh khiển tướng mà rất là dở, không coi ai ra gì hết, muốn giống như là ổng làm giống như ổng là một cái ông chủ tịch nước hay là một cái thủ tướng hay là một cái gì lãnh đạo tối cao nào hết. Khủng khiếp rồi chứ, anh thấy ông Nam ổng làm anh thấy khủng khiếp rồi. Anh chỉ mong là cơ quan chức năng nhà nước cần phải có những cái biện pháp gì đó để đặng mà kỷ luật cái ông Nam này. Thì nói chung Dạ, hồ sơ giấy tờ có bây giờ anh camera chuẩn đó bị căn mình. chuẩn bị xong rồi thì bây giờ anh chỉ gửi đi thôi, thì còn bên Dạ. cơ quan nhà nước họ muốn làm thì họ làm, mình đưa lên những Dạ. cái kiến nghị và những cái gì mà mình phản đối thì họ Dạ. muốn có họ muốn tính sao tính. Cái mình yêu nước thì mình thấy rằng những cái sự mà nó bất cập như vậy. Dạ đúng. Thôi Thế thì thì là mình mình cứ chỉ làm chia theo. sẻ thôi, chỉ thấy Dạ. buồn. Thôi thì trả microphone lại, có anh nhiều anh chị các bạn cũng yêu cầu quá, Dạ. thôi trả lại nè. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Dạ. Em đi mời Trần Huỳnh. Chị Trần Huỳnh. Em đang mời chị Trần Huỳnh đó. Ồ, đang chưa chị. Bây giờ mình không thích ai là mình lóc ngay cho giờ. Lóc chạy hỏi xem. Chào Du Nam. Không ngại. Em đang chào, đang mời chị mà sao cái bên mạng chị yếu rồi sao? Lâu lên ghê luôn á. Em đang mời thêm chị á. Mạng chị nó yếu. Có camera mà mời lâu lên lắm. Tức ghê, em không mời chị được, em tức ghê luôn. Mời mà đăng thêm mà không biết sao. Lâu quá. Không được á chị ơi, không được rồi nè. Rớt rồi, rớt xuống rồi. Không có câu trả lời. Ok cho Hà My đi. Còn thì ok đi. Em mời chị lần nữa bắn được thì em mời anh. À, khỏe rồi, Hà My chỉ có da thôi à. Chị bị rớt xuống rồi. Lai một hơi thôi. Đâu rồi, chị còn đâu rồi, chị ok đi. Không phạt đâu chị hả, chắc chở vợ, giờ chở vợ đi làm hay sao, mời thêm lần gì thêm lần đó, thua luôn á. Chắc chở vợ đi làm rồi, giờ chở vợ đi làm chưa bấm được đâu, chở vợ đi làm xong bắt đầu mà bay vào. Giờ này là chắc chắn chở vợ đi làm. Em lên tí ok. Đợi tí xíu, xíu nữa chị mời anh khoa lê lên tí rồi em lên. Đang đợi chị đang mời, em đang mời chị Trần Huỳnh, em đang mời đó. Không biết có kết bạn với em ấy chưa, mà có camera là em mời lên được mà, đâu có cần kết bạn đâu ta. Mà sợ em mạng bên chị yếu hay sao á, em mời riết mà không được á. Con chào chào chú Loan. Chào Thanh Võ nha. Chắc không được rồi. Không được rồi. Qua Lê nè. 12 lần luôn mà không được.
Đó, mời bên nào. Rồi, Qua lên. Chị nha. Dạ. Rồi Sao bên vậy nào đang mọi gì? người Tăng Quỳnh là chắc màng bị yếu rồi. Dạ. nhé. Rất vui là được Ừ. nhìn thấy em Rồi, em cảm ơn anh và nhiều. tất cả mọi người. Cũng mong là anh Lệ Minh cũng như em là bỏ qua tất cả mọi việc, quay lại cái việc cũ của anh em mình từ xưa nay để cho nó vui, đúng Dạ. không? Dạ đúng Bỏ qua hết đi, bởi vì họ càng làm thì họ càng dễ chết thôi. rồi. Anh em trên cộng đồng mạng thấy hết rồi, nên là mọi người cứ vui vẻ và cứ quay lại cái công việc của mình đấy. Đó. Chào tất cả các anh em nhé. Du Nam lại không hát nữa. Thế lúc nãy Hùng Phạm nói về cái vấn đề gì nhỉ? Nhân quyền. Đúng rồi, nhân quyền. À, nói về cái tự do đúng không? Tự do Của nhân nước quyền Mỹ đó. rồi nói Dạ. tại sao mà cộng sản lại nhiều người sang Mỹ học này. Đúng không? Dạ. Nói cho Hùng Phạm nghe này. Người ta đi là vì lý do kinh tế, mà những người đấy là họ là những người có học, Dạ. đưa họ sang họ kiếm vài ba chục ngàn đô đó, họ gửi về Việt Nam là họ xây dựng đất nước. Bởi vì lý do sao? Lý do là vũ khí là phải mua bằng đồng đô la, ông Phạm hiểu chưa? Chứ còn cái loại mà đi sang Mỹ để kiếm 2.000 đô không đủ ăn ấy, thì sang làm cái gì? Đó, người ta kiếm là kiếm tiền đô la về gửi về cho tổ quốc, xây dựng tổ quốc, xây dựng gia đình. Đúng rồi, đi lao động mà. Lao động là vinh quang mà, lang thang là chết đói. Còn như ông mà sang cắt cỏ thì ra chả cần sang, đúng không? Chữ nghĩa không biết, không công ăn việc làm gửi sang làm gì đó. Còn cái việc mẹ nấm hoặc là ai đó mà cho đi là cái tính chất nhân đạo của Việt Nam để cho mọi người sang đấy, không mà coi như là nhìn cái xã hội Mỹ đấy, biết rõ ràng là nó có nhân quyền hay không. Nước Mỹ làm gì có nhân quyền? Tổng thống Trump nó muối mặt, nó phải rút khỏi cái tổ chức nhân quyền thế giới. Nước Mỹ làm sao có nhân quyền của Việt Nam được, không? Đấy. Còn nói cho mấy người chống cộng biết này, luật pháp Việt Nam trông thì rất lỏng lẻo ấy, nhưng rất chặt đấy chứ. Thế đừng có nghĩa rằng các anh thích chống phá là các anh chống phá, không có chuyện đó đâu, đúng không? Mình ấy phải nhìn gương những anh, những ông như là Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Túy, rồi Hoàng Cơ Minh mà học. Đến cả nước Mỹ mạnh như thế còn đánh chạy tụt quần thì ba cái ông lăng nhăng thì chả có nghĩa lý gì cả. Đó. Dạ, chị Trân Quân. Còn mình bây giờ mình già rồi, đất nước thăm viếng tổ quốc anh em bạn bè mà mình muốn quay lại, quay về tổ quốc mình sống thì mình đừng nên chống phá, bởi vì không chống đâu, bởi vì 90 triệu dân là muôn người như một rồi. Đó, ông thấy Benny Trương của Tân Thái gọi, kêu gọi coi như là Rồi dài cổ luôn đâu được chứ đâu. 10 xuống đường, ai xuống? Chẳng qua tất cả những cái thằng mà nó ủng hộ là toàn những cái thằng nó lười làm, rồi nó theo, nó quay, nó cổ vũ để nó xin tiền. Nó xin tiền rồi, khi mà nó xin được một lần rồi thì là nhân dân biết, mọi người biết, mọi người không ủng hộ chúng nó. Chúng nó nói nó không công ăn, Như Tăng Thái á, như bên Trưng Chột nó á, kiếm được. làm nó làm là có mục đích. Không, bọn Trưng đấy thì Chột, cái nó Tăng được Thái nó cấp làm nghiệp, có mục nó được đích. trợ cấp để, Đúng. nó được trợ cấp, Nó nó làm là rõ có ràng mục, rồi. Còn các nó ông làm này là thì có mục đích với nó có chương trình. Nó mới tạo ra, nó mở được cái chương trình của nó, bắt đầu nó thâu tóm tiền. Còn những đứa mà chú coi ở đây là lầy ngu. Còn tụi đó hàng ngày nó mở việc đàn như vậy này.
giờ nó ở bên nước ngoài mà nó cũng đâu có tù tội, ai bắt nó có quyền để nó mở chương trình đó, rồi bắt đầu nó mà tạo ra được, nó tạo ra cái nó được hàng ngày nó mở diễn đàn, thì hàng ngày á thì nó tạo ra để nó làm một cái chương trình để nó gom tiền, nó mà có lợi nhuận chứ, nó có những cái like của nó là nó kiếm like kiếm view được. Còn những đứa chú cội ở đây thì lại ngu, nó lại ngu là để tiếp tay rồi đó, không biết rồi chú cội này ngu rồi tiếp tay rồi, để nó chống đối lại đất nước trong này. Nó không biết những cái đứa Tân Thái với Mai Trân Chột này nó có mục đích hết, nó biết thừa biết nó không thể nào lật đổ chế độ cộng sản được, nhưng nó vẫn làm, nó làm gì nó có lợi nhuận và tiền, tại vì ở bên nước ngoài nó đâu có bị luật pháp gì đâu, thì nó làm gì mà nó sợ. Thì hàng ngày nó cứ kêu, nó càng kêu thì lại có tiền, mà chú cội ở đây ngu thì càng tiếp tay cho nó thì vào tù ngồi thôi Đúng rồi. đó, nó đâu có hiểu được cái đó. Nhưng tụi nó làm là nó bây giờ là tụi cỡ tụi nó là nó không làm gì ra tiền là một này, mà nó kêu như vậy á thì nó làm được cái chương trình thì nó có được tiền, nó gom tiền được người này người kia, rồi nó sẵn đó nó lợi dụng những người á mà chống cộng cực ngu á, chống cộng cực đoan á, đã ghét cái chế độ của mình rồi, nó ghét cái chế độ cộng sản từ hồi xưa giờ rồi, thì nó sẵn đà đó nó mới gom tiền được thêm một cái số, nó rất là nhiều số tiền, nó gom được số tiền, nó mở đại hội chương trình rồi nó gom góp được những cái tiền mà ngày nào cũng nói là chống cộng, mà những ông kia kìa có thù hằn trong lòng rồi, thì nghe mà nói là lật đổ chế độ cộng sản là mình cứ gom cứ đóng tiền cái đã là tính sao, miễn sao lật chế độ thôi, để ốm hằn sặc cũng sặc người đâu mà. Đấy thì mình thấy những cái diễn đàn như Sophia Ngọc Nguyễn hoặc là Mimosa Nguyễn đấy cũng bỏ diễn đàn rồi. Đúng không? Người ta nói chung là người ta cũng thấy là một cái những cái việc làm của người ta là tương đối gọi là sai, mặc dù nó gọi là hoàn toàn nó bỏ thì nó không, không 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 hẳn cái tư tưởng chống cộng nó không hẳn, nhưng mà nó nhìn thấy là cái những cái gì đó nó không có hiệu quả. Đúng không? Rất nhiều người bà con trong nước họ chửi rồi, trong nước họ chửi rồi, ngoài nước họ chửi. Đấy, không biết một cái gì cả, cứ a dua theo a tòng theo bọn kia, coi như là cứ nghĩ là làm diễn đàn nó được, nó có tiền rồi thế này thế khác, cuối cùng nó có được cái gì đâu mà toàn bị người ta chửi, mà cái đường về quê hương nó lại khó. Đấy không? Mà thêm Cho nên thay là là anh biết sao thêm thay vậy này, nó thêm thay có một cái vậy này là bây giờ là đất nhà nước mình là mở tự do rồi, thì cho những người mà chế độ hồi xưa quay về thì rất là nhiều đó, những cái cái chỗ đó gọi là đó cái ưu việt của Đảng Cộng sản. đó thì bây giờ nó Mở kêu cửa cứ cho kêu bà chăng nữa nó con cũng chẳng được coi cái như gì. là nên là những người mà mình nghĩ là những người như anh Hùng Phạm ấy, hiểu không? Có tuổi rồi, có đầu rồi, không có học thì cũng phải nghe lời những người nói, bởi vì đây là toàn tiếng nói của người dân Đúng chứ rồi. đâu phải là đảng viên cộng sản gì đâu. Đúng không? Toàn anh em trong nước thích thì về đây làm bữa thịt chó với anh em phải vui, chứ ở bên Mỹ em đéo có mà ăn. Đúng không? Bữa Đó. nay Việt Nam cũng hơi cấm đó Là nha. cái Việt Nam nó là cái tự do dân chủ nó nhất thế giới rồi. Các anh đừng nghĩ các anh chống phá, các anh phá có phá đâu, hay là các anh lại mong bọn Mỹ nó mang bom đạn đến cái đất nước này nó chiến tranh, nó gây rối, không có đâu, bởi vì người Mỹ đã hiểu ra sự việc, ra vấn đề rồi. Đánh Việt Nam nó không phải đơn giản, nói thẳng, bởi vì sao? Dân Việt Nam là tất cả mọi người họ đều đồng lòng như một. Đó. Trước nghèo đó chả đánh được, bây giờ nó giàu có rồi, các anh nghĩ là đánh Việt Nam đơn giản dễ, đánh Việt Nam có khi còn chiến tranh thế giới thứ ba luôn. Ông đừng nghĩ là người Mỹ nó nghe lời của ông nó ngu, nó đụng chạm đấy. Thử nhìn sang Ukraine, cái thằng Ukraine không phải là ngu, phải không? Đánh vừa mất đất mà coi như là kinh tế nó rối ren, nó loạn xạ lên, ông dân chạy tị nạn coi như là tan hoang, bao nhiêu người chết mà cuối cùng cũng không làm được gì. Đó. Còn tôi nói cho các anh biết là cái đảng cộng sản này nó còn tồn tại rất chi là lâu, trừ khi nào cái nền kinh tế nó phát triển theo tư bản chủ nghĩa, hiểu không? Dân nó giàu đến mức nó bước sang một cái giai đoạn khác của nền kinh tế khác, phát triển ở một cái vị trí cao hơn, cần một cái sự quản lý của một cái khối rộng hơn, thì người ta sẽ tự tức khắc là người ta
phải thực hiện như thế thì người ta mới quản lý được nền kinh tế. Cái nền kinh tế nó vẫn còn nhỏ, nó vẫn còn chặt, nó phải là cái khối thống nhất để nó chống giặc ngoại xâm thì không bao giờ cái. Nói là đất nước nó chưa có nhu cầu thì người ta sẽ không thay đổi. Đó. Lòng dân người ta nhìn thấy cái điều đó. Đấy. Từ này nó cũng có một cái số là nó là mập, nó có cái số một cái ý định của nó là muốn đa nguyên đa đảng nữa, đó là sự thật luôn. Nó cũng có cái thành phần nằm trong đó. Đa nguyên đa đảng nhưng mà nó không hiểu được cái vấn đề là cái nước nhỏ như này mà đa nguyên đa đảng lại chia 5 xẻ 7 nhiều ấy thì đất nước nó trẻ ra bao nhiêu nhiều phần nữa thì coi như là mất nước ngay thì làm gì. Chế độ của Việt Nam Cộng Hòa là như vậy đó, chế độ chỉ có một cái thành phần nào đó thôi, chế độ của chúng nó là ở bên không thích nằm bên ca ba mẹ, đúng không? Một đảng thôi đã thấy nó mệt còn công lại còn muốn trăm bề đảng, ông đè đầu cái cổ chúng tôi à? Không có đâu, đúng không? Đảng Cộng sản là do cha ông chúng tôi dựng lên, chúng tôi cứ thế chúng tôi tôn thờ, chúng tôi trả thờ năm cha ba mẹ làm cái gì cả. Cờ vàng mới giờ cờ sọc nói với mình vậy thì đâu làm gì mà có, nói với mình vậy thì đâu có chuyện gì, nhưng những người họ lại có cái ý đồ như vậy, nói với mình thì đâu còn gì nữa anh, nhưng họ lại có cái ý đồ như vậy, họ có ý đồ như vậy, họ có cái ý đồ là cần cái đa nguyên đa đảng để họ về họ làm một cái phần nào đó cái chế độ, họ vừa trợ thù mà họ lại vừa muốn cái đa nguyên đa đảng, lúc nào nó cũng kêu chữ đa nguyên đa đảng, đa số là bên đương chuột với là bây giờ Tân Thái với thằng ADN này nó đa số. Các anh phải hiểu giữa vấn đề là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa nó khác nhau ở điểm gì? Nó khác nhau ở cái điểm nhân văn như này, hiểu không? Tư bản chủ nghĩa là nó xây dựng nền kinh tế và một cái xã hội trên cái quy luật của tự nhiên, hiểu không? Nó muốn trả lại tất cả những cái gì về tự nhiên, cho nên từ nhà cửa các thứ nó cũng xây cất, nó không kiểu bê tông hóa không biết như mình đâu. Mà nó cái môi trường của nó rất quan trọng. Và nó xây tất cả các cái xã hội nó trên quy luật tự nhiên. Nhưng quy luật tự nhiên nó có điểm dở là gì? Cá lớn nuốt cá bé. Đó. Một là kiến ăn cá, hai là cá ăn kiến. Quy luật nó rất dã man. Cho nên đấy là khi anh ở cái xã hội tư bản, anh làm nó cứ bòn rút anh đến lúc chết. Mà anh không giả lỡ đến thu nhà, thu cửa nó lại cho người khác ở. Đó. Anh qua nói anh tư bản thôi chứ cả. Đời con đời cháu của anh không được hưởng, hiểu không? Chẳng qua là nói tư bản thôi chứ thật ra là nó còn hơn cộng sản nữa. Tư bản còn hơn cộng sản nữa. Không, nó thì nó hơn mình về cái ý em nói là cái pháp luật á, cái pháp luật của nó còn hơn cộng sản. Cái pháp luật của nó thì nó là tư bản, nó bóp nghẹt chặt người ta. Thường thường nó nói là cộng sản ác. Thường thường là bên tụi bên tụi mà chống cộng thì nó là cộng sản ác, là siết chặt dân. Mà thật ra là bên tư bản á, mà mình thiếu mà mình hơi mà tìm hiểu một tí á, thì thật ra là cái luật pháp của tư bản nó còn siết chặt. Thật ra là cái luật pháp bên đó là em thấy là cộng sản mới đúng. Nó tức là nó cái xã hội tư bản nó phục vụ dài dòng quá giai cấp tư bản. Em hiểu không? Dạ. Chứ nó không phục vụ người dân như cái mình. Anh cầm lên thì ok. Phát triển dựa trên cái cầm lên ok, cầm phát ra. À, cái luật pháp của mình anh cầm thoát ra vào lại, không có camera nơi đấy, mình là bảo vệ con người cho nên là mình làm nhưng mình vẫn truyền lại được cho đời con đời cháu những cái tài sản của mình, nhưng mà xã hội tư bản cũng có, ông làm đời ông sướng đời ông xong là giải tán, con cháu ông chết đói là anh cầm thoát ra đi rồi vào lại đó. Sao mà mới vô nói tao ngu phụ trong mày ngu, sao mày cứ theo tao hoài vậy? Ngu trong, sao mà nói tao ngu mà sao mà cứ vô tao hoài vậy? Ngu mà khoái vô. Ôi, nghe mà khoái nghe con ngu. Phu Trong. Anh cầm thoát ra đi rồi vào lại anh cầm. Thịt chó thì về thôi Phu Trong. Không? Bên Mỹ em đéo thịt chó mà ăn. Xin lỗi Phu Trong. Thì nghe là mình ngu cầm đó. Ở bên đó là tư bản. Anh cầm lên nè. Cầm lên chút đó anh. Anh cầm lên chút. Rồi cho xuống đi. Cho bác cầm lên. Bác cầm lên. Nhá. Dạ. Em đang mệt cả. Chứ còn gì nữa. Nó nói đúng rồi, còn gì nữa mà chú cho nó tôi ngủ. Lúc nào cũng có tư bản. Em chào anh.
Thì đứng rồi. Rồi. Rồi nghe anh. Dạ em nghe Nghe không, rồi. nghe không? Chờ một chút đi, chờ một phút để anh làm này cho con Dạ. nhỏ. Nó coi, nó rồi coi cái... Nó rồi coi cái gì... Ây da, thôi được rồi, lấy sao mày chờ tùng phạm mày tôi rầu nó quá, tối tùng nha. phạm mày muốn chơi nó theo đấy Cái gì, khoan. Chờ dạ anh chút. em đang chờ anh Ây da, tại vì kẹt nhỏ nó mới tới. Hồi nãy giờ ngồi trong chợ xin chết mẹ luôn, lên không được. Hồi bữa nay có Hùng Phạm hôm nay dạ hả? cái thằng phun cho anh có theo Thôi một được câu rồi, riết ok chết. Thôi được rồi, để tôi nói chuyện với nó một chút. Đây, nè con, ơi thấy kia, ông ngoại cho chơi cái này. Mày là sang quá rồi đó nha, mày sang hơn tao đó nha. Đây. Phải cho nó chơi để nó yên, chứ còn không nó quậy ra làm sao ấy được. Đây, rồi kia. Yeah. Rồi xong, mày đừng có réo tao nữa nha. Ok, nói dài dòng quá, bây giờ tao nói cho mày nghe. Cái chuyện đó là thì tắt cái tivi. Đây, bây giờ tao lại vô đây nó yên rồi xong mới nói chuyện được. Ok, bây giờ muốn nói gì đây? Sáng thì mới ngủ dậy thì gặp qua nhà Hà My thì gặp nói chuyện gì cha thích thông lai thùng lét gì đó. Thì anh không muốn lên tại vì tại vì nó khổ quá, cái mình phải nói một câu như vậy là mình không lên là không phải là vì mình ngán hay là mình không muốn phản biện gì ổng, nhưng mà tại vì mình nói một cái câu ngắn gọn vậy là mình khinh bỉ, cho nên ra mình không có nhắc tới tại vì nó sàn quá, sàn ngôn, thành ra thôi không có nói chuyện. Bữa nay thì có Hồng Phạm ở đây nè thì tao cũng nói luôn, thì mày với tao cũng muốn ở nước Mỹ thôi, thế thôi, nhưng mà mày nhỏ tuổi hơn tôi cho nên mày kêu bằng em đi cho nó nhỏ nha, đừng có bố láo bố liếc nha, đừng có hổ ngang. Điểm thứ nhất, điểm thứ gì mày hay ca tụng nước Mỹ nhân quyền dân mày, thì tao nói cho mày nghe một cái điều, mày hay dẫn chứng về cái chuyện mà nước người Mỹ và người gì ra gì đó đi qua bên biên giới nước Mỹ đi xâm nhập vô, không tao nói mày nghe một cách đơn giản thì mày ngu gì chừa, tao mày ngu quá. Cái nước Mỹ giống như con bò vậy, đủ nó có sữa thì cái nhà là cái dân nào mà nó nghèo thì nó vô đủ mà nó dắt sữa nó uống thôi, chứ có con mẹ đâu. Thì mày với tao cũng qua đây cũng giống vậy thôi, đủ mà tụi khổ hơn nước người ta thì đủ, mà vô nhà người ta nước người ta xin ăn thôi, chứ có con mẹ gì đâu mà thắc mắc tự do con khỉ khô gì. Đây tao nói cho mày nghe cái điều này nữa, cái tự do của mày định nghĩa hơi nó kỳ cục lắm. Thế tao nói cho mày nghe nè, hay tao nói ra đó thì mày nói tao là bưng bô, mà tao thì mày tao mày biết tính tao, tao lính Việt Nam Cộng Hòa, tao đâu phải là gì gì cộng sản cộng xiết, tao đâu có đảng viên con mẹ đâu bưng bô, nhưng mà mình phải nói ra cái sự thật, cái gì có thì nói. Giống như bên Mỹ mày nè, ngay bây giờ ngay giờ phút này ngày hôm qua hôm kia là mày biết cái ông mà thuộc gì cái dạng coi như đại gia ở Mỹ mà người Việt không, ông gì ta quên, Hoàng Kiều đó, mày nói láo cho tụi em nó ơi, xạo Sơn nó Tùng này, xạo nó chống Sơn Tùng người ta cảnh giống cáo này, mày mà chửi tục trong này một lần nữa là tao lóc mày luôn đó nha. Ôi xin rượu mấy cái thằng này, mình nói một câu nãy tao nói rồi, nếu mà mày nói như vậy thì tao cũng khinh bỉ luôn đó, khinh bỉ tức như là giống nhổ nước bọt không lãng đáng gì ấy. Cho nên ra bị nó mày đừng có xạo, mày đừng có xạo, có nghĩa là ở đây chẳng có tự do nhân chủ mẹ gì, mày chỉ biết khôn, mày núp mày ăn ở chứ đúng pháp luật, có nghĩa là mày không có quạnh hẹ, mày không có ba gai ba láp thì mày còn sống được, mày bao gai ba hả đủ nó bắn mày vỡ sọ ở đâu cũng vậy thôi, đúng là mày tự do trong khuôn khổ. Cho mày coi nè, đây là ông tỷ phú Hoàng Kiều nè, đó mày coi nè, cho mày chích mẹ mày chưa. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc đó là cái hồi mà tôi về xuân đều đi tù ấy, tôi bảo đảm cái chuyện đó, tôi dám công trên rừng như vậy. Trong các người mà bị ông Kiều đó dường như cũng có cơ quan nào đó từ Việt Nam, nếu có cơ quan nào đó từ Việt Nam thì làm thế nào ông có thể kiện họ trong Việt Nam thôi. Thì bởi vậy đó mới đúng. Thôi đó nha, trời tất cả mọi người đều để coi cái tin này rồi, chứ không phải riêng gì đâu tôi. Ở bên này thì có Trường Nhật Phong, rồi các báo Người Việt, rồi báo BBC, đài RFI gì đúng, ổng cưỡng lán hết trơn trời. Đó,
mày mày xạo hả? Đủ má mày ăn nói dốc đôi phét bôi là bô láo rồi xong rồi ghép hình ghép ảnh, nói chung là xảo trá lộn bông đó, đủ má chúng nó đi thừa đó. Mà thấy rõ ràng không, đó là cái bản chất, tôi nói thẳng mày là vậy đó. Còn nhiều nữa, còn mày nói về, tao nói sơ sơ, tao nói có sách nách có chứng, tao ghét cái thứ mà rồi mày nói chuyện nhà đất ở Việt Nam, tao cho mày coi nhà đất nước Mỹ nè. Nhà đất nước Mỹ hả, đủ má nó kêu mày dẹp để tao đi làm công chuyện là coi như ăn xin sao, nói chung là coi như ăn xin. Ăn xin đây là có nghĩa là gì, là thí dụ như là nó làm một ở một đó mày chống cự phải không, rồi cho mày chống cự. Is your property yours? Not if the government takes it, and it can for what it calls public use. Eminent domain law has long allowed politicians to grab your property to build roads, railroad tracks, border walls, which helps explain. Nhà người ta đang ở đó, ở trong cái khu vực đó, nó yêu cầu bây giờ nó tao đền bù cho mày với cái số tiền đó. Ok, bà dọn đi để đây làm cái một cái khu sinh hoạt cho ấy. Đéo đi, giống như Việt Nam bây giờ đòi hỏi đòi tiền thêm hả? Đủ nó xách xe tới nó ủi luôn. Ủa vậy cũng giống Việt Nam mà anh? Thì đúng cũng giống Việt Nam thôi. Y chang, y chang thôi. Có quyền gì? Có gì đâu? Tại có xách rách có chứng, có video clip đàng hoàng. Đâu đó, mày làm gì nó? Đủ ngồi khóc chứ làm gì? Cái này cũng là cái thuần dân tham, đền bù nhưng mà không có chịu, biết không nó không? Cũng giống Việt Nam đó, đền bù đâu không chịu, cứ ai cũng dọn đi hết, chỉ còn một nhà, một vẫn ở, một nhà hai nhà mà ở ngay giữa đường vậy luôn, vẫn ở. Phá. Đồ má tào lao rồi đó, không có cái gì à. Tao nói cho mày nghe, mày đừng có xạo quá đi, cái gì nó cũng vậy, nó cũng có mức độ vừa phải thôi, xã hội nào thì cũng vậy thôi. Ở đây còn cái từ cộng sản hay là tư bản gì đó, nó chỉ là một cái mỹ từ cho người đời đặt ra mà thôi. Nó thẳng mày, ở bên này bầu bán thì bên kia cũng bầu bán, nhưng mà hai cái thể chế, cái danh từ nó gọi khác nhau thế thôi. Đủ mày còn sao chút xíu nữa rồi tao sẽ, bây giờ mày muốn coi nhân đạo nhân quyền của Mỹ không, đó tao nói mày cũng đi nhà đất đó thôi, phải không? Có quét video phải không? Mày có không mày đưa tao, chẳng qua vì lòng tham của con người mà thôi. Ở đâu cũng vậy, dân Mỹ nó cũng tham chết mẹ luôn. Ô mày, mày làm cho mày thương nước thương dân lắm vậy, mệt quá. Đây chúng tôi là nhật báo người Việt hiện có mặt tại hiện trường vụ người đàn ông gốc Việt bị cảnh sát Santa Ana bắn chết. Ông Nguyễn Văn Bình nhiều lắm, đủ chưa? Đó, mày mày ngon thì mày lo những người này trước đi, tại cộng đồng người Việt mình bên này nè, đừng có chĩa mỏ vậy nam chứ, nó mệt lắm đó. Đó là những cái thực trạng mà cần mày chỉ có một người thôi. Đó rồi mày lo thêm, mày nó mày giỏi, mày lo thêm 8.600 người yêu cầu người ta đừng có trả về Việt Nam, rồi xong tạo công ăn việc làm, rồi tập tạo cho người ta là cái gì đó, có quốc tịch đi. Đó, đó là một cái số nhỏ người, một số người nhỏ nhoi, đừng có lo chuyện lớn quá. Chính mấy triệu dân đừng có lo, mày lo chuyện nhỏ mày trước đi. Mày lo xong hết cái đó đàng hoàng rồi, ok mày có tiếng nói trên cộng đồng thế giới, lúc đó mày lo Việt Nam ai cũng chấp nhận hết trơn. Cái bản thân mày lo mày chưa xong, đủ mày lo chuyện tào lao. Thằng cô Sơn Tùng mà cảnh cáo nha, không có chửi chó với đây nè nha. Chửi chó đồ tu lóc á. Đó mày mày ngon, đó. Thế tao nói là nhiều lắm. Còn cảnh sát ở đây nè, nhân quyền con mẹ gì, mày dám cãi lại nó không? Nó bắn trào má hồng mày ra chứ ở đó mày lộn xộn. Đừng so sánh khập khiễng. Tao chỉ nói muốn nói những cái điều cho mày thôi. Mày nên bớt lại đi, giảm lại đi. Cái gì mà coi như là ít nước lợi dân ở Việt Nam mình thì mày lên mày phát biểu, mày góp nước. Dục ý thường cũng tốt thôi, mà đừng có lên mà tào lao. Không anh, để cho nó lên nói đi, nó nói cái gì đó, hồi lên lên anh tiếp tục, còn nhiều tư liệu lắm, anh nhiều tư liệu. Anh cứ nói đi, cái nào lên thì ok, cái nào ok thì em cho lên. Đó, cái nào lên, ai lên thì ok, ai lên thì ok. Mà nãy giờ chưa có trọng tâm, chưa có đuôi vô trọng tâm, cho nên vì cho nên anh chưa có lên, anh chỉ nói một hai câu ngắn gọn, nhanh lẹ. Anh muốn lên thì ok. Mày lên mà phản biện đi. Đó, anh ok. Ok. Vậy cho anh xuống đi. Ok. Lên à, Phúc rồi, anh Phúc lên không? Lên thì chị mời em lên tí.
Ok đấy anh Phúc, lên đấy đi. Nãy giờ em xin lên, nãy giờ quên. Thì mời lên. Ít có lóc ai lắm, mà đừng có chửi chửi bất khô với là chửi nó quá là Hà Mi lóc cho Hà Mi. Ít có lóc ai, thật tình là như vậy. Ai lên thì tôi cho lên, bất cứ đối diện gì cũng vậy. À, chào em. Nói chung là hôm nay thì biết một cái tin là phái đẹp Việt Nam thì mới đăng quang hoa hậu trái đất nha mọi người. Cái này chắc là bao que không vui đâu, bao que không vui, bao que cái gì mà Việt Nam mà thành công thành công làm bạn được Sơn Tùng. Cái gì mà vẫn làm bạn Sơn Tùng được mà. Yeah. Việt Nam mà cái gì mà đạt thành tích gì là bao que nó buồn lắm, không có vui. Sản xuất xe hơi đồ nó cũng vô, nó cũng bực tức lắm, không có vui. Tao nói với mấy cái thằng bao que của bọn mày nghe này, bọn mày nghỉ 43 năm nay, ngoài cái vấn đề mà tụi bay lên tụi bay xuyên tạc, tụi bay cầm cái lá cờ vàng, tụi bay đi ra, tụi bay tung tăng, tụi bay xuyên tạc á, tụi bay la hét á, bay có làm được bằng cái móng chân của cái bọn Trung Quốc không? Hả? Bay có làm được giống như người ta không? Mà suốt ngày bọn mày cứ là đi chống đối, tụi bay không có biết nhục nhã là cái gì, tại vì thực sự ra cái đầu óc của cái bọn mà cái bọn bao que xỏ láo của bọn mày á, ngoài cái sự thù hận ra, cái sự ngu dốt rồi, tụi bay không có còn một cái gì khác ở trong đầu mày hết á. Đâm ra nhìn ai cũng như cái bản chất của mình đó, nhìn ai cũng xấu giống như cái con người của tụi bay vậy á. Suốt ngày cứ ca ngợi nước Mỹ, mày tao nói thiệt cái bọn mày nghe này, nước Mỹ bây giờ nó xưa quá rồi. Tụi bay biết được cái thông tin gì ở Việt Nam thì ở Việt Nam người ta cũng biết cái thông tin ở Mỹ. Mày thấy không, hàng ngày các cô các chú ở bên Mỹ á, người ta đưa ra những cái thông tin trái chiều, người ta đưa ra những cái bằng chứng, những cái điều mà để mà chứng minh được là ở bên Mỹ nó có thiên đàng hay là không. Mà có bây giờ nó có không thiên đàng đi nữa, tụi bay cũng tự dối lòng, tụi bay nói là cái bên Mỹ là thiên đàng. Ừ mà thiên đàng thì tụi bay sống, tụi bay vui vẻ với nó đi. Tại sao phải cứ ngó về Việt Nam làm gì? Ngó về Việt Nam mới làm gì? Để hơn thua làm gì? Ganh tị làm gì? Hồi đây nói chuyện đàng hoàng nha, không có chửi chó, chửi đồ nha. Nói Hà Mi nói trời đó. Để mà nhắc nhở hoài là lóc mà mất công đó. Lóc thẳng đó. Đó là Hà Mi nói thật. Không có thích nói nặng. Nếu mà lịch sự đúng, đồng ý cùng khác chiều thiệt. Nhưng có đó là để mà nói cho hiểu cùng là người Việt Nam. Đó. Nhưng mỗi người là tôn thờ khác nhau. Nếu mà bây giờ đất nước Việt Nam á, thì bây giờ là nói chung là hoàn thiện hết rồi. Mấy người có chống đối hay chăng nữa cũng không được cái gì là một. Đó là tôi tôn trọng cuối cùng. Còn của đây mà chửi nhiều quá thì bắt buộc phải lóc thôi. Đúng không? Bắt buộc quá phải lóc thôi. Tụi bay cứ chống đi. Tụi bay chống thử coi Việt Nam này nó như thế nào. Tụi bay càng chống là Việt Nam nó càng ngày nó càng phát triển thôi. Thì rồi cái người ôm cái cục tức là cái bọn mày thôi. Tại vì á, bản thân của mọi người sinh ra, cái sự mà ích kỷ đố kỵ người khác á, là đã chứng minh mày, tụi bọn mày là cái bọn thua cuộc rồi, hiểu không? Mình thua người ta mình mới ganh tị, mình mới hơn thua với người ta chứ. Chứ bao giờ có bao giờ mình hơn người ta cho mình đi ganh tị không? Thích mời. Rồi, rác bụi đời tí xíu đi, rác cho lên đi. Để cho lên rồi lát có anh em đây lên trả lời lại với Sơn Bụi. Em có nói cái anh Sơn Sách Sơn Bụi này cũng nói nhiều lần rồi. Bây giờ đi cái diễn đàn nào, tôi nói anh bây giờ anh khỏi có cần lên đây mà anh ngồi anh nói cái gì hết á. Bây giờ Mỹ thiên đàng của các anh cho là Mỹ là thiên đàng, thì bây giờ anh sống với cuộc sống của anh cứ hài lòng với đó đi. Sao cứ phải chơi Việt Nam làm gì? Ủa chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi sống được mà. Chúng tôi cầm smartphone chúng tôi lên mạng chúng tôi chửi cái lũ ba que hàng ngày được mà.
chúng tôi đâu có nghèo khổ. Ủa bên 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 Mỹ các anh có cái gì là bên Việt Nam người ta có cái đó. Bên Mỹ có vô gia cư có nghèo không? Còn cái Việt Nam người ta có nghèo cũng kệ bà nội người ta. Các anh suốt ngày á, các anh nghĩ đi. Phu chồng quê cha đất mẹ camera. Hồi nào giờ phu chồng chưa lên nè. Họ chồng muốn lên thì tôi cũng lên, cho lên. Cái phu chồng hồi nào giờ chưa lên. Em nói chị nghe này. Nè em nói chị nghe này, phu chồng nó rất là mất dạy. Chị đừng cho nó lên. Nó lên cái nó chửi, nó chưa nó không cho người ta nói cái gì hết á. Nên nó chửi là bò đỏ cộng sản, cái này đỏ bò đỏ cộng sản thế này thế kia. Nó có cho ai nói được gì, nó có nói được lý lẽ đâu. Nói với thằng Justin Bùi này. Chửi bò đỏ lóc xuống. Chửi bò đỏ là lóc xuống. Không có cơ hội để chửi. Lên bàn hoàng thì cho lên. Lên có mục đích gì, muốn phạt miệng bằng cái gì. Đó, phạt miệng bằng cái gì, tôi cho lên. Còn lên mà chửi thì lóc xuống liền. Hôm trước em cũng vậy, vì em nghĩ nó là cũng cái người có văn minh, có học thức, có tri thức ở Mỹ, ở thứ tư bản bên Mỹ. Mình cũng cho nó lên trên diễn đàn, mình nói mà lên toàn là rồi nó chửi không à. Nó không cho mình nói gì hết á. Bọn mày á, bọn mày ngoài cái vấn đề tụi bay chửi á, bằng cái sự ngu dốt tụi bay có một cái chính kiến, một cái gì để cho người ta cảm thấy người ta thuyết phục không? Ở lịch sử đàng hoàng thì hỏi thì... Xin Bùi này. Đàng hoàng thì tôi không đàng hoàng chị bằng cho lên, nếu mà không chữa chị bằng cho lên, thí dụ cái nào Hà My thì cái hàng hiểu biết thì hàng chế, cái nào cũng được Hà My mời khác lên trả lời với bạn, giống như em trả lời bạn. Nếu mà chửi là tôi cho lóc xuống liền, không cho cơ hội để mà chửi. Đó là mình nói sự thật, nếu như cùng đối lập nếu hiểu được thì mình cho lên. Chứ còn mà nếu mà lên mà chửi chế độ là một, cái chửi bỏ đỏ là tôi lóc xuống liền, đó sự thật. Đó là mình là cùng là người Việt đó, tôi cũng thích là để cho vậy nè. Cả em tôi mà cả tôi cũng vậy, để cho mình là cùng là người gốc Việt Nam hết, để mà mấy người thì ở bên đó bây giờ là người Mỹ, bây giờ là người Mỹ mà cũng gọi là gốc Việt Nam. Điều mà lớp mà lớp với Phu Châu này là Phu Châu này với là gì với Sơn Bùi là lớp trẻ đúng không, nhưng đúng ra là đầu óc mình phải cái tư duy của mình á phải mở mang hơn những cái người mà lớn tuổi cha ông của mình á, thì tôi còn thấy nghe được. Còn về cứ cực đoan về là cứ chế độ về lật đổ cộng sản là không thể nào được, nó là sự thật này. Tôi nói anh Justin Bùi nghe này, anh quên tôi rồi đó, cũng diễn đàn của chị Hà My chứ không phải là anh lên trên diễn đàn của tôi mà anh nói chuyện với tôi. Tôi nói chuyện với anh hai lần rồi mà lần nào anh lên anh cứ anh nói về cái vấn đề mà an sinh xã hội Việt Nam rồi cái này cái nọ, anh ngồi anh cứ chê bai Việt Nam. Tôi lên trên kênh trên trên đây tôi đã phản biện với anh một lần hai lần rồi, tôi nhớ chứ không phải là tôi không nhớ, chỉ có điều là anh không nhớ thôi. Mà lên diễn đàn thì tôi không có chửi đó, lên diễn đàn không chửi mà chửi các bạn tôi lóc xuống là những cái người ở cái xứ tư bản, là cái nơi mà các bạn cho là các bạn văn minh, các bạn là có trình độ thế này thế nọ. Nhưng mà bây giờ các bạn lên trên diễn đàn của người ta thì ít nhất các bạn phải có những cái lập luận, những cái lý luận gì đó, hoặc là những cái đóng góp, những cái xây dựng gì đó, nếu mà nó mang tính tích cực thì người ta mới tiếp nhận cho các bạn chứ. Bây giờ cái đất nước Việt Nam nó chỉ có phát triển được có vài chục năm nay thôi, mà đất nước Mỹ là mấy chục mấy trăm năm rồi. Mà suốt ngày cứ các ông các bà cứ mà ngồi cứ đem Việt Nam ra so sánh. Ủa chỗ nào không có giàu, không có người nghèo. Thì bây giờ các ông các bà phải cho người ta cái cơ hội, cái thời gian để người ta phát triển đất nước chứ. Sau một cái cuộc chiến tranh hoang tàn như vậy biết bao nhiêu năm. Bây giờ các ông các bà không cho người ta cái thời gian để người ta phát triển cái nền kinh tế của người ta. Mà cứ quay là cứ chửi. Mà chửi cái chê bai là ở đâu, là cái quê cha đất mẹ của mình. Các ông các bà thấy có ai mà khốn nạn như các ông các bà không? Mình chối bỏ cái quê hương của mình chối bỏ cái dân tộc của mình. Mình đi ca ngợi cái những cái thằng mà nó đã từng đem quân đem đạn qua nó đánh chiếm Việt Nam. Có ai mà trên đời này mà giống như các vị không? Mà các vị đi tự hào. Xin lỗi à, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, nó là của riêng Việt Nam. Con người người ta là phải có cái tự tôn, nó phải có cái dân tộc ở đây. Thì bây giờ các anh các chị á, đụng chạm tới cái quê hương của tôi thì chúng tôi phải lên tiếng, chúng tôi phản biện thôi. Còn các anh các chị cảm thấy là cái đất nước Việt Mỹ á, nó là cái thiên đàng, nó là cái nơi mà các anh các chị hài lòng,
thì bây giờ mình cứ sống ở bên đó đi, mình cứ hài lòng với cái cuộc sống của mình. Nhớ rồi, cha chị nói nếu lên đàng hoàng á, nếu mà hỏi những cái câu trả lời đàng hoàng thì Hà My vẫn cho lên, rồi một người khác lên phản biện lại. Chứ còn lên mà nó cái là mở miệng ra mà nó cái là Hà My lóc xuống, đó là Hà My nói sự thật. Ok, lên okay rồi chị lắc, lắc. Em lên em trả lời ha. Lát nữa chị mời em lên trả lại. Lát chị mời em lên phản biện lại nha. Rồi. Trả lời. Hôm nay mình khỏe không? Rồi, khỏe tất cả nha. Thì nhiều khi cái em khách mời nãy còn trẻ quá, nhiều khi không có hiểu được cái gì mà về hồi thời chiến tranh hay là tình hình đất nước hiện nay khi ở trong nước không có. Thôi để mình nói cái xong rồi mình nói. Điện thoại hả? Để mình mời bỏ cái tai nghe vô nha. Khoan chờ xíu nha. Dạ. Chờ xíu nha. Lô, còn nghe giỏi nữa không? Không, Lô. Không nữa. Bây giờ ok phải không? Rồi, ok rồi. Thì giống như bây giờ ví dụ mà Việt Nam mà không có những cái tiêu cực á thì đâu ai nói làm gì, thấy không? Thí dụ bây giờ Việt Nam mà tốt đẹp hết đi, lo biết cho đời sống của giống như công nhân hay là nông dân có công ăn việc làm đầy đủ, không cần phải đi xuất khẩu lao động nữa, hay là mấy người mà con gái bên Việt Nam không có cần phải đi qua bên Mã Lai hay là Singapore mà đi làm gái, hay là bị mà đi qua bên bên Ả Rập mà bị người ta thật sự ra có thiệt chứ không phải là không có. Ok, cái đó Hải My công nhận không? Có những cái đó rồi, những cái giống như là bác tôi trả lời là chắc không đừng nói câu công nhận. Rồi đúng không? Rồi nói thí dụ công nhận. Rồi thí dụ mà Hà My nghĩ gì cái bốn tỉnh miền Trung của Hà My ở đó, Formosa đó, thấy không? Nó có nhiều hiện tượng nó xảy ra. Rồi Bô Xích Tây Nguyên nữa, thấy chưa? Nó rồi mấy cái nhà máy mà Lee and Man nữa, nó làm banh cho nành đất nước Việt Nam hết, cho thấy không? Rồi bây giờ ba cái đặc khu nữa, rồi dân đứng biểu tình nữa, nó nhiều chuyện. Rồi Thủ Thiêm nữa, nó tùm lum hết, Hà My thấy không? Cô nói là đừng có gom chung hết từng rồi, cái rồi, là rồi, mình rồi. Ok ok trả lời ok thì đó thì hợp lý thì... mọi cái gì cũng phải có cái phân riêng đó, chứ đừng có gom chung với một cái từng hai ba câu từ thôi nhé. Nó nhiều cái nó xảy ra cho nên người ta nhìn vô người ta thấy ủa sao kỳ vậy ta. Rồi sáu tỉnh miền Tây thì cho xe cho mấy chủ tàu nó chạy vô, nó không cần visa luôn, nó chạy vô tự do luôn, nó thấy không? Rồi tới xài tiền của Trung Quốc nữa, nó nhiều cái nó phi lý, cho nên người ta suy nghĩ ủa sao kỳ vậy ta, vậy cái này chắc là Trung Quốc nó tính làm cái gì đất nước mình đây, thấy không? Tại sao nó vô trong nước nước mình nó xài tiền rồi tự do rồi đi vô không cần visa sáu tỉnh miền Tây nữa, rồi tàu khắp nơi trên cái đất nước Việt Nam mình, rồi ăn đồ độc mỗi ngày, thấy không? Rồi cái đất nước thì bị ô nhiễm ở miền Tây. Còn miền Trung thì bốn tỉnh đó, ok? Nó nhiều cái nó xảy ra như vậy đó. Cho nên người ta mới lên tiếng chứ không à, ở đây. Đó rồi mời mấy anh khác lên trả lời với bạn đầy đủ rồi tôi mời bạn lên sao? Đúng ok chưa? Phan đợi cái này tôi trả lời. Tôi muốn để cho những anh em để lên điều lên trả lời với bạn, đúng không? Đó. Ok. Cho nên nếu mà ai mà lên trả lời á mà giờ lên giống như là nói sự thật đi, chứ đừng có nói mà nói xạo những cái ở gì. Đây là tôi là người, đây là anh em là người dân sự thật hết. Đó là sự thật. Sự thật hết chứ không bao giờ nói dối, đây là người dân, anh em tôi là người dân hết. Rồi tôi cho để rồi. Cho anh rồi, khác rồi. Lên đi ngay. Rồi, lên rồi. Để rồi. Rồi thêm Thêm từ từ đi, tại nhiều quá làm sao mà trả lời với bạn một lần được, muốn họp phải từ từ chứ. Em mời anh Bình Dương.
Rồi đợi tí xíu luôn anh Nguyễn, đang mời anh Bình Dương sao? Đang mời anh Bình Dương á. Đang mời anh Bình Dương á. Bình Dương sao lâu dữ người ta? Anh Bình Dương không được nữa này. Anh Bình Dương không được nữa nè. Anh Bình Dương sao mà kỳ lâu quá. Anh thoát ra đi. Anh ok lại đi, em mời lại tiếp coi. Rồi, chào My à. Dạ, em chào anh. Chào tất cả anh chị em những đàn. Tại cũng mới chuẩn bị đi ngủ á. Ngồi nghe anh hồi nãy là anh chơi sân bùi hay phu tròn vậy? Dạ, sân bùi. Anh chơi sân bùi, tôi nói cho anh nghe. Tại tôi ngủ, cũng sắp muốn ngủ rồi. Nhưng mà nghe anh nói là tôi phải lên tôi phản biện anh. Thứ nhất nè, tôi phân tích cho anh. Thứ nhất anh nói nè. Thứ nhất là đời sống của nhân dân đúng không? Là làm chăm lo cho đời sống nhân dân. Không có để cho nhân dân khổ đúng không? Bây giờ tôi phân tách hai điều. Cái đó là ý kiến của cá nhân của anh. Là anh là người Việt Nam nhưng anh đã bệnh á. Anh là quốc tịch khác. Anh hiểu không? Nên anh chỉ là mang tính đóng góp thôi. Thì còn vấn đề trong nước á, thì tụi tôi vừa là người dân trong nước, cái tiếng nói nó giá trị hơn anh rất là nhiều. Tại vì sao? Tôi xưng anh là đàng hoàng là tôi tôn trọng trọng anh, thì hiểu không? Nhưng mà thực chất á, bản thân tôi là đã lớn tuổi hơn anh đó. Tôi biết anh là tầm chừng khoảng là ba mấy thôi. Nhưng mà tôi nói anh là đời sống của dân mình trong đây á là để nhà nước người ta lo. Còn vấn đề á, anh nói cái vấn đề mà Formosa, anh phải nên nhớ như thế này nha. Formosa không phải là của Trung Quốc nha. Anh biết Đài Loan là nó chưa hợp nhất ở Trung Quốc. Cái đó là anh nói sai. Còn vấn đề đời sống của dân Việt Nam mình á, đi xuất khẩu lao động. Mình á, anh không thể nào đánh đồng được cái xã hội Việt Nam mình so với cái xã hội của Mỹ được. Hay cái quốc gia khác. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Các quốc gia khác họ có xuất khẩu lao động không? Xuất khẩu lao động là mỗi một cái đất nước có một cái cách hướng đi riêng. Là mỗi một cái hướng đi khác nhau. Anh đi cái hướng này nhưng mà Việt Nam người ta đi hướng khác. Lý do tại sao? Vậy vì tình hình kinh tế của mỗi quốc gia nó khác nhau. Về vấn đề đường lối phát triển khác nhau. Một con đường anh có thể anh đi rất nhiều nhiều ngõ ngách, chứ không phải là anh muốn người ta phải đi theo cái hướng của anh. Liệu có cái tiềm lực đó ở đâu mà có? Tại sao có một số người tại sao cứ nói là phải sao mà phải có an sinh xã hội? Làm sao được? Cái xã hội nó phải phát triển theo cái từng cấp bậc. Mỹ anh biết rằng là nó đã phát triển hơn bao nhiêu năm rồi. Nó đã 300 năm rồi. Các quốc gia khác cũng vậy, như Lào nó cũng có người đi xuất khẩu lao động vậy. Sao mà không có được? Anh phải lên trên mạng anh xem tìm hiểu chứ. Mỗi quốc gia có một cái cách khác nhau. Anh không thể nào, anh là một cái người mà công dân nước khác, mang quốc tịch nước khác, anh chỉ quyền đóng góp. Ừ, phải xây dựng như thế này, thế xây dựng thế kia, thì người trong chính phủ người ta cảm thấy đúng như cái đường lối của người ta, người ta mới đi theo. Còn bây giờ không đúng, anh kêu người ta theo làm như thế nào là ai theo được? Ví dụ anh ra ngoài đường anh nói người này, người ta có đồng ý người ta nghe không? Tôi nói đơn giản như vậy thôi. Anh đi ra ngoài đường cũng một cái ý kiến của anh, nhưng mà anh đưa cho cái người ông A này ông nghe, ừ, tôi ý của tôi gì anh thấy sao? Đảm bảo với anh có người đồng ý nhưng mà sẽ có người bác. Bởi vì sao? Anh không phải là chủ đất nước. Còn vấn đề á, thứ hai là anh nói về vấn đề đồng tiền. Bây giờ tôi hỏi ngược anh lại, bây giờ anh nói anh cấm cái đồng tiền của Trung Quốc. Sau này lỡ thằng cái đồng tiền của thằng Trung Quốc nó sẽ là nó giống như là nó thịnh, có nghĩa nó thịnh hành giống như cái đồng đô la Mỹ, thì lúc đó thì anh nói thế nào? Ví dụ như tất cả quốc gia bây giờ đang sử dụng đồng 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 nhân dân tệ đó. Có một số quốc gia nó qua giao dịch nó toàn đồng nhân dân tệ, ví dụ qua Malaysia nè, tôi cũng đi qua Kuala Lumpur nè. Nó xài nhân dân tệ đó. Tại sao mà không nói là Malaysia bán nước đi? Chứ tại sao mà cứ người Việt Nam á, tại sao cái đồng đô la Mỹ là vô Việt Nam mọi người xài thì lại qua quan nghênh, tại sao đồng nhân dân tệ lại cấm người ta? Mà bây trong giờ khi qua mà không nói đất nước mình tự do nữa, bây giờ bước cậu buôn bán thì bây giờ thì mình nói với Hà My nè,
Tôi đi qua coi làm bùa, chính mắt tôi thấy luôn là nó giao dịch, nó giao dịch bằng đồng nhân dân tệ luôn. Có nghĩa là nó người ta cho phép luôn. Thì đó, thì tại sao mà anh không nói? Tại vì sao? Tại vì cái giá trị của đồng tiền nó dựa trên sao? Sức mạnh của nền kinh tế. Ông phải có một cái kiến thức một tí về kiến thức kinh tế đi, ông mới hiểu được. Sau này cái đồng nhân dân tệ nó chính thức nó nhập vào trong cái ngân hàng thế giới, nó sẽ là thịnh hành như là đồng đô la Mỹ, thì lúc đó mọi người cũng phải xài như đồng đô la Mỹ thôi. Thằng Trung Quốc sau này nó sẽ là thống trị, nó dân nó rất là đông nên có khả năng đồng tiền của nó sẽ là thống trị của ngang cơ với cái đồng đô la. Đừng có dẫn chơi với nó đi, cứ chờ đi. Ông phải có một kiến thức một tí. Đó là tôi phân tích hai vấn đề. Vấn đề nữa là ông nói làm sao? Formosa, tôi nói rồi nha, tôi phân tích rồi, Formosa là của Đài Loan. Và vấn đề ô nhiễm bây giờ nè, tôi nói ông là bên Mỹ cũng bị nó làm rồi. Chứ không phải nó đã làm ô nhiễm Mỹ trước khi nó qua Việt Nam nữa. Ông lên trên mạng, ông đánh cái Google, ông đề Formosa Mỹ ơi. Có bồi thường không? Nó có bồi thường biết bao nhiêu tiền. Đó, ông phải xem lại, ông nói cho nó chuẩn, cho chính xác. Nói làm sao để mà thuyết phục người ta nghe, người ta cảm thấy là hài lòng. Rồi. Còn nữa, còn vấn đề nữa. Bị rớt nữa rồi. Bị rớt nữa rồi, anh Bình Dương nè. Chết cha. Con đang mời chú trong bụi đợi chút nha. Con đang mời chú á, đợi tí xíu luôn anh Nguyễn. Ở trong bùi không có camera nha, thoát ra đi rồi vô vào lại. Trong bùi nãy giờ không thấy có camera nữa. Lát nữa xuống bùi lên. Dạ, con chào chú. Cháu. Thế nào, khỏe chưa? Hôm nay lên diễn đàn tranh luận được như thế là chú cũng mừng. Thế là dạ. Chủ đề của cháu ngày hôm nay chú thấy cũng hấp dẫn lắm đấy. Thế là dạ. Coi như chú thấy là những cái việc như thế thì là cũng Yeah. Khách mời vừa rồi thì câu đầu tiên thì cũng khẳng định một điều là cũng thấy rằng anh ấy cũng là người những cái điều anh nói về mặt hiện tượng bên ngoài ấy, thì nó cũng đúng thật, có như thế, tôi phải thừa nhận cái điều thực tế nó có như thế, nhưng bản chất vấn đề ấy, thì nó không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của nhân dân chúng tôi. Ý của tôi muốn phản biện với anh từng vấn đề một, nó là như thế này. Cái thứ nhất, anh thì nhân dân Việt Nam thì rất nhiều người còn nghèo còn khổ, đúng đấy, cái đấy là một cái thực tế. Nhân dân Việt Nam không phải là người người ấm no hạnh phúc đâu, còn nhiều người rất là khổ. Nhưng mà cái lý do nó khổ là tại vì làm sao ấy, nếu như được cái sự chung tay giúp đỡ của các anh ở bên đấy thì nó quý quá. Ví dụ như các anh nhìn thấy ở Việt Nam chúng tôi có một cái đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, nó đói kém mà các anh chung tay về, các anh nói cụ thể như là anh tiền về để coi như là anh cải thiện cái đời sống của bà con thì cũng tốt. Thế nhưng mà cái thực tế thì nó là như thế này này. Anh nói với anh khách mời ấy, thì là trước tiên anh là người Việt Nam thì anh phải thông cảm cho cái đất nước Việt Nam. Một điều đấy là công lao rất lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, không có một cái tổ chức nào nó lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến độc lập tự do đâu. Thì cái độc lập tự do là cái quý nhất,
mà các anh là những cái người mà bây giờ các anh có quốc tịch ở Mỹ, quốc tịch ở đâu, thì các anh cũng không cảm thấy tự hào bằng nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đang ở trong nước, chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi chung tay, chúng tôi xây dựng đất nước. Thế cái điều mà anh nói thì nó còn khó khăn thì tôi anh phải thông cảm, tại vì đất nước của chúng tôi thì là đất nước của chúng ta, thì em anh thử nghĩ xem, có 2.000-4.000 năm dựng nước thì chỉ có được 40 năm được độc lập tự do thôi. Thế anh phải thấy như thế ra chúng tôi khó khăn như nào xây dựng, mà trong khi đó chúng tôi có 54 dân tộc anh em, có rất nhiều cái tổ chức, rất rất nhiều những dân tộc mà người ta rất ít người nghèo đói. Nếu như mà anh nói như thế thì anh nói anh phải so sánh như thế này này, anh cứ thử. Đi ở đấy đấy, bây giờ người ta đã tiến bộ được như các anh chưa, mà các anh là người dân bản, dân anh là dân ngoại lai, anh đến cái nước Mỹ. Nhưng mà tôi hỏi những người dân thật thực sự là của đất Mỹ, khi các anh chưa đến nước Mỹ để các anh lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thì những người thổ dân da đỏ người ta cũng đã ở đấy rồi chứ. Thật ra mà nói, nếu như mà nói không có chính trị ở đây thì người ta là những người bản địa chứ, người ta là những người dân ở đấy đấy. Tôi hỏi anh, những người bây giờ người ta sống có khá hơn những cái người dân dân tộc thiểu số ở Việt Nam không? Người ta không khá đâu. Thế cái này thì anh phải có trách nhiệm đối với chính quyền Mỹ, để anh chung tay anh xây dựng cho, anh ấy giúp đỡ cho những người người ta tiến bộ lên. Đấy là về vấn đề coi như còn dân nghèo nhé. Ngoài ra nó còn rất nhiều lý do khác nữa. Anh thử tưởng tượng xem, với một cái đất nước mà tất cả các dân tộc đều bị đô hộ, đều bị áp bức như thế, những bà con dân tộc người thiểu số, người ta có điều kiện để người ta tiếp kiện đến 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 văn minh hiện đại của thời cuộc đâu. Nên là bây giờ Đảng và nhà nước muốn làm thế nào, không phải là những cái người dân coi như là ở thành phố, mà phải là những cái người dân ở vùng sâu vùng xa, người ta cũng hòa nhập với đất nước. Đấy, thế thì anh nên nhớ là coi như là chúng tôi nhá, phải đóng thuế hay là lao động, chúng tôi góp cho biết bao nhiêu là cái chương trình của quốc gia, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình vì mục tiêu quốc gia đối với các dân tộc thiểu số, chúng tôi phải làm rất nhiều việc. Chúng tôi làm được trong một thời gian ngắn như thế, chúng tôi không không thể hoàn thiện được để tất cả mọi người. Nếu như ai cũng giỏi, ai cũng giàu như những dân thành phố như chúng tôi, thì đất nước của tôi còn hơn cả nước Mỹ cơ. Nên cái thực tế là tôi phải công nhận, kinh tế chúng tôi chưa phát triển thì người nghèo chúng tôi phải còn, cái đấy là đương nhiên thôi. Thế nhưng mà bây giờ cái để mà giải quyết cho người nghèo, người ta cũng giàu như các anh, lại làm một cái chuyện mà anh có chung tay xây dựng công, chứ anh cứ đứng ở đấy anh phê bình ấy thì không được đâu. Ở đây tôi không nói cho vấn đề có mà đảng lãnh đạo đúng hay sai không gì, nhưng mà từ người dân của mình có ý thức, mình xây dựng cho cộng đồng mình tiến bộ phát triển, đấy là cả vấn đề. Đấy là cái vấn đề không đồng đều giữa người dân thành phố với người dân nông thôn, và người dân dân tộc thiểu số với lại dân tộc kinh đa số. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, anh nói về Formosa. Tôi cũng không nói đơn thuần về cái chuyện nó là của Trung Quốc hay là của Đài Loan. Tôi nói theo một ý khác. Khi mà chúng tôi ký cái hợp đồng, nói nôm na là một cái hợp đồng với cái Formosa, chúng tôi không bảo là Formosa được phép gây ô nhiễm hay gì. Chúng tôi có trong hợp đồng chúng tôi có không? Không có cái đấy. Không phải là chúng tôi đưa cái người đi, đưa cái Formosa đến để nó làm cái nhà máy thép để chúng tôi bị ô nhiễm. Không phải như thế. Không phải như thế, mà chính những cái người ở như thế, những cái ví dụ như nó là Trung Quốc hay nó là Mỹ, mà cái Formosa này tôi nói với anh nghe, ở Đức nó cũng đã làm rồi, ở Anh nó cũng là làm rồi, thậm chí ở Mỹ cũng có rồi. Có rất nhiều hợp đồng sau khi người ta làm, người ta thấy như thế nó bị nhiễm nọ nhiễm kia, người ta bỏ. Nhưng mà ở đây chúng tôi là như thế này. Chúng tôi kiên quyết phản đối cái chuyện mà ô nhiễm môi trường của Formosa. Những cái gì mà coi như không đảm bảo về môi trường, chúng tôi cực lực phản đối. Và chúng tôi đã kiện cơ mà. Chúng tôi kiện mà người ta phải công nhận với tôi là sai ở cái gì, không đúng ở cái gì, người ta phải sửa. Sửa để cho người ta tồn tại. Anh còn nhớ cái lời của Thủ tướng Nguyễn Văn Phúc nói,
Nếu như mà các anh không làm được cái chỗ này, chúng tôi sẵn sàng đóng cửa. Chúng tôi sẵn sàng đóng cửa. Mặc dù khi đóng cửa thì chúng tôi bị thiệt hại rất nhiều. Công dân của chúng tôi không có việc làm, hay là coi như đất đai của nó kia, cái thứ tôi đã ký với các anh 70 năm như thế như thế. Chúng tôi thiệt thòi rất nhiều nhé. Nhưng mà anh chấp nhận những cái điều kiện của tôi, anh sửa đi. Ví dụ như anh đền tiền đi, anh, ví dụ như nó, anh vi phạm cái hợp đồng đấy, thì anh đền cho tôi, thì người ta đền cho tôi 500 triệu. Những cái gì sai sót của cái ô nhiễm môi trường của Formosa thì phải để cho người ta làm chứ, người ta làm. Nhưng nếu như mà tôi nói với anh nghe là anh cứ yên tâm, nếu như Formosa bây giờ còn xảy ra ô nhiễm theo cái luật của quốc tế cả, chứ không phải là chúng tôi tự ý hay là coi như Đảng Cộng sản bỏ rơi kệ nhân dân muốn như thế nào thì thế đâu. Đây là một cái thực tế nó diễn ra mà chúng tôi giải quyết. Thì anh cứ hỏi cả thế giới để xem cách giải quyết Formosa của Việt Nam nó ổn thỏa không? Nó hợp tình hợp lý không? Anh cứ hỏi thêm. Chứ còn bây giờ anh cứ ngoài anh bảo là tại sao để cho nó cá chết? Bây giờ nó có chết không? Formosa vẫn tồn tại ở đây nhưng mà bây giờ cá có chết không? Có ô nhiễm môi trường không? Người dân có bị mất việc làm không? Anh phải nhìn cái đấy. Anh cứ đừng cứ nói cái đoạn đầu. Khi người ta sai, người ta có cách sửa thì nó khác. Anh đừng nói như thế. Còn không, tôi không nói cái chuyện nó là của Đài Loan hay nó của Trung Quốc, nhưng mà tôi nói bản chất vấn đề nó là như thế. Kể cả nó là Trung Quốc thì tôi vẫn xử như thế. Hà My công nhận với lại chú phân điều đấy không? Đấy. Dạ con ý. Không nhận. Tại chú phải giải thích cho rõ ngon ngành vậy Sơn Bùi mới hiểu được. Tại Sơn Bùi cũng đang xem nè. Ý chứ bài những người họ thắc mắc á. Ở cái giác giải thích ra cho rõ ngon ngành cho họ hiểu. Phản biện đơn giản là vì nó là của Đài Loan, nó của ai cũng được, kể cả của Mỹ. Nếu như mà anh mà làm ô nhiễm môi trường của tôi cũng anh, và anh không sửa được cái chuyện đấy, chúng tôi cũng sẵn sàng chúng tôi dẹp bỏ. Đấy là một cái thực tế mà cái đấy thông tin ở tất cả các mạng các biết các anh nhìn thấy rồi, mà Formosa người ta đền rồi, mà chúng tôi đã đưa cái tiền đền thiệt hại, bù trừ thiệt hại thì đưa cho hết bà con ở vùng ven biển rồi. Có những người mà không có công ăn việc làm, chúng tôi bố trí lại công ăn việc làm, Đảng và Nhà nước làm. Số người dân người ta chưa ủng, người ta ủng hộ. Trong khi đó các anh lại nói những cái điều xuyên tạc cái sự thật đi, làm cho lung anh lạc. Bình còn lắm. Okay, em. Nên là anh không có ý thức xây dựng về cái vấn đề đấy. Thế rồi đấy là cái thứ hai, Formosa. Yeah. Cái thứ ba, anh nói vào đi làm gái ở Malaysia, nó kia. Xin lỗi anh nhé, có người nào chủ trương Đảng và Nhà nước có khuyến khích những người đi làm gái đâu. Tôi nói đất nước tôi nhé, không có quy định được phép bán dâm như các anh. Đấy, nước Mỹ có, tất cả các nước gần như các nước tư bản, người ta cho phép bán dâm trong khuôn khổ. Đảng và Nhà nước ta với lại coi như là Quốc hội đã nhiều lần đưa ra bàn về cái chuyện không nên để cho phụ nữ Việt Nam bán dâm, kinh doanh bằng quanh danh mại dâm. Hà My hiểu không? Hà My hiểu không? Đơn giản là nhiều lần mình đặt vấn đề ấy. Trong xã hội mà tôi cũng phải thừa nhận cái chỗ này là cái mà cái giáo dục cộng đồng của chúng tôi còn kém. Thế là nhiều người không có ý thức, hay là nói một cách nôm na là nhiều chị em phụ nữ lười lao động, hay là nhiều người lại lâm vào những cái hoàn cảnh nó rất bi đát. Mình nhiều khi mà các anh các chị nhìn thấy ở trên những cái bài báo hay là những cái bài viết người ta nói về cái chuyện mại dâm ấy, có nhiều người hoàn cảnh xô đẩy người ta vào như cảnh xô đẩy thế. Bây giờ anh hỏi, tôi nói với anh nghe nhé, anh 100 người phụ nữ bán dâm ở Việt Nam, không có người nào người ta bảo người ta thích đi làm nghề bán dâm cả. Đây là 5 phút, còn 5 phút anh Tư lên chuẩn bị lại. Dạ. Đúng không? 100 người phụ nữ đã mắc phải bán dâm. Ơi, còn được có 2 mấy phút rồi, cho lên phản biện lại là anh Tư Tân Bình lên một tí nữa, 2 người. Còn 20 mấy phút rồi, hả? Thì rồi, dạ, xuống. Rồi, có gì được con tí là còn là con mời chú lên tiếp. Phút. Dạ. Rồi. Bùi lên thôi nha.
Rồi anh Tư lên á, học viên này với là học viên với là Tư Tư nha. Chú Tư đợi tí xíu, Tư Tư Bình đợi tí xíu nha. Công đã ở Bắc Công. Đến 5 phút, còn 5 phút thì chú Tư lên. Hello Hà Huy, cho mình xin lên lại nha. Cái chú gì nãy tên gì á thì mình cũng chào chú nha. Hy vọng chú còn ở dưới. Chú sang khăm. Rồi hy vọng chú ngồi ở dưới cũng lắng nghe con giải thích như vậy. Ok. Sao sao với tên Bùi rồi anh Tư lên. Cái đó là chú sai rồi. Ok. Đã một khi nó đã bị ô nhiễm rồi mà nếu mà mình không có biện pháp mà clean up á, là giống như là mình khử trừ những cái ô nhiễm ở đi á, là 100 năm sau nó cũng vẫn còn có thể là nó mới hết được clean, nó mới hết được sạch sẽ. Ok. Khi đó nó không có thể sống được rồi, cái ngành mà du lịch bị ảnh hưởng, chú có biết không? Hồi xưa thí dụ bây giờ người ta ở đó, người ta du lịch tới thì cái dân ở đó người ta có thể là làm mở khách sạn nè, rồi có nhiều du lịch tới đó. Mà bây giờ có ai mà muốn lại tới mấy cái tỉnh đó để du lịch nữa không? Người ta biết, thí dụ người nước ngoài người ta nhìn vô người ta biết không? Nó nói ok bây giờ ô nhiễm rồi, tôi lại đó tôi ăn chất độc hay là cái gì, người dân thiệt hại nặng nề lắm chú. Chú phải nghĩ như vậy. Ok. Đó, rồi rồi cái chưa. Còn nhiều cái nữa. Rồi cái chú nói là bây giờ hỏi bên câu thôi, hỏi dùng ba câu thôi chứ vòng vòng nhiều quá là nóng được. Biết mình phản biện là cái những gì chú nói thôi phải không? Còn ví dụ mà nó đền 500 triệu á, là nó là chưa đầy nhắc cái kẻ răng nữa. 500 triệu bây giờ chú đền 4 tỉnh coi. 4 tỉnh miền Trung coi, rồi một người bao nhiêu tiền. Ok. Rồi cái công ăn việc làm cái hàng hàng ngày hàng tháng người ta đâu. Phải không? Đúng ra nếu mà vậy là mình phải đóng cửa nó trước khi mà nhà nước muốn cho nó vô rồi đó, mà phải ký hợp đồng liền. Mày vô đây là mày không có ô nhiễm. Mày ô nhiễm là tao 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 tống mày ra liền. Ok. Cái đó mới là đúng. Chưa ăn đó là được rồi. Tại còn mấy phút à? Được nha, đợi xuống nha. Tư đâu rồi, không biết chú Tư là cùng à. Bên anh Tư đâu, Tư Bình đâu rồi? Anh Tư đâu rồi, anh Tư? Đàng hoàng lịch sự thì mình cứ cho lên thoải mái đi chứ. Anh Tư đâu rồi? Đi đây. Tại vì người ta lên người ta không có chửi thì được. Cứ lên, có mấy anh em đây lên biết thì thẳng miệng. Đó. Hello hả? Chào Hà My và các anh chị em trên diễn đàn. Dạ. Vừa rồi chào anh. Những câu hỏi của sao nghe nhỏ nhỏ anh ơi. Nghe những câu hỏi của Jackson Bùi á, thì Jackson Bùi, mình xin có ý kiến với bạn thế này. Con số vấn đề của bạn nêu ra thì theo tôi được biết trên thông tin Facebook á, thì bạn đang ở là Starlight Washington State, phải không? Và bạn có nhớ cách đây bạn tuổi bạn cũng nhỏ đấy, thì tôi nghĩ bạn có con đấy. Rồi cách đây vài năm bạn có thấy là báo chí ở ở Washington State họ đăng lên cái vụ vấn đề mà ô nhiễm nguồn nước mà các cháu học sinh ở trong trường á, các có một số trường tiểu học và trung học phải đóng cửa, các cháu bị nhiễm là bị là cái nước, nguồn nước bị ô nhiễm mà các cháu bị là bệnh đó. Có không? Xứ Mỹ cũng có đó. Đấy. Ngay từ Washington State đó, cái hồ mà chứa nước nhỏ mà, nhỏ quá anh Tư ơi, nhỏ hơi nhỏ tiếng đó. Alo. Dạ. Nghe được chứ. Cái Washington State đã cũng có lên tiếng là cái vụ mà hồ nước xử lý nước để mà cung cấp nguồn nước cho bà con sử dụng ở ở cái tiểu bang đấy. Đó nó ô nhiễm đấy. Xác súc vật nó nằm ở trong hồ đó. Có ông Giác Bùi. Anh này ở Anh Mỹ để trả lời cho Sơn Bùi nghe đó. Đọc báo đi. Rồi bây giờ tôi nói chuyện về cái tiền tệ của Trung Quốc. Tôi cũng đang sống ở xứ Mỹ như bạn đây. Tôi nói với bạn nghe. Cái ngoại tệ mà bạn đọc báo các 6 tỉnh miền Tây
bạn đọc, bạn đọc chưa hết, hình như là bạn cái tỉnh miền Tây Bắc nha. Tây Bắc nha, chứ không phải lục tỉnh miền Nam đâu nha. Đó là những tỉnh mà có cái border chung với là Trung Quốc. À, mà vừa qua là nhà nước Việt Nam đó, là họ đề nghị là phải đổi hối đoái để trao đổi thông thương giữa hai nước thì cùng chung một cái border nha. Để nói chuyện cái chuyện mà về cái đề tiền ngoại tệ để nhà nước quản lý chặt hơn. Còn cái vấn đề thứ ba nói về vấn đề mà xuất khẩu là gái mại dâm đó, đừng nghe họ xào nấu nhiều quá. Cái trường hợp mà những cô gái có những cái trường hợp mà nó gia đình nan giải, hoặc là do như hồi nãy anh San Kham đã nói rồi đó, là có những cái thằng như cái thằng Vũ Sư Hùng Lân đó, nó mồi chài gái, nó dẫn gái đi ra ngoài, nhà nước Việt Nam không biết, thì xin cấp visa thì đủ điều kiện thì nhà nước cấp visa để cho đi thôi, với vấn đề là du lịch. Nhưng thực tế lúc nào đó họ ra nước ngoài rồi họ hoạt động mại dâm làm sao biết. Y như cái thằng cò gái Hùng Lân đó, nó dắt một đứa, nó giới thiệu một đứa 100 đô đó, nghe chưa? Đó, bạn suy nghĩ vấn đề nó phải rõ và bạn đọc cái thông tin đó cho nó rõ. Còn như bạn nói là Formosa thì tôi nói với bạn nghe, bạn phải hiểu vấn đề thế này. Như hồi nãy anh San Kham đã nói rồi, tôi chỉ nói thêm một cái vấn đề về cái tư liệu. Thì bạn xem là bao nhiêu năm nay chuyện đó nó đã giải quyết rồi. Nó đã giải quyết rồi. Và bạn nói là nó vẫn còn ô nhiễm mà. Phải clean up nó đi gì. Nhưng xin lỗi với bạn, khi cái nguồn nước nó ra, trong nó ra đó, nó có những chất độc tố mà làm cá chết. Thì cái dòng sau khi mà xử lý, sau khi xử lý là nhà nước Việt Nam phải mời những chuyên thằng mua Formosa, bạn sống ở xứ Mỹ bạn biết, có những tập đoàn lớn họ có kỹ luật sư của họ, họ rất cùng về luật. Bạn xin lỗi với bạn tai nạn lao động nhưng bạn không mướn luật sư ở xứ Mỹ này, bạn không mướn luật sư, bạn chưa chắc bạn kiện được công ty để lấy tiền bồi thường. Bạn phải hiểu vấn đề nó rõ như vậy. Thì sau khi mà điều tra rồi có chứng cứ cụ thể, người ta là xử lý với thằng Formosa, thì Formosa nó nhận lỗi, nó cúi đầu nhận lỗi trước nhân dân Việt Nam rồi, và nó đền 500 triệu đô la. Nhà nước Việt Nam đã sử dụng đồng tiền đó để bồi thường lại bà con, là nông dân cũng dùng đủ. Bây giờ bạn đi xem những cái chuyện mà Barack Obama, bạn có xem là những video clip người ta từ Hà Nội người ta vào cái Formosa đó, người ta tắm biển, người ta du lịch đó chưa? Bạn xem đi. Xem đi trước khi nói. Thôi anh chỉ xin ngắn vấn đề vậy, vì cái thời gian diễn đàn của em nó ngắn. Anh cứ nói hết luôn cho anh, cái nào hết thì tắt thôi, tại vì khúc này rồi. Em để cho anh nói hết á. Dạ. Cảm ơn. Cũng hết. Thì dạ. Tôi nói với Sơn Bùi, ta phải xem vấn đề nó hai khía cạnh và xem cho nó thực tế, như cái câu chuyện mà tôi nói với bạn về cái vấn đề sử dụng tiền Trung Quốc ở 6 tỉnh miền Tây đó. Nhưng bạn phải đọc đủ là miền Tây Bắc nha. Tây Bắc tao không phải là miền Tây lục tỉnh của ta đâu. Yeah. Anh cầm là tao. Tôi thấy bạn nói chuyện tôi thấy tôi buồn cười quá. Hình như là bạn đọc chữ Việt đó, bạn đọc chưa trôi á. Yeah. Nếu bạn đọc chưa trôi thì bạn nên học lại là tiếng Việt đi. Nhiều khi bạn sống ở xứ Mỹ nhiều lâu quá rồi bạn quên tiếng Việt. Tôi ở đây tôi gặp cũng nhiều người đúng rồi. Tôi hỏi ủa sao chị không biết tiếng Việt? Ok. Tiếng Việt thì đã quên. Thành thử ra nói chuyện nhiều khi là nhức cái đầu. Rất nhức đầu. Cho nên là có những cái là bạn nên suy nghĩ lại. Nha. Tôi thì nói rất nhẹ nhàng với bạn. Nó có những cái là tại vì bạn không, bạn sống ở đây, tôi nói thật với bạn chứ. Tôi nè, tôi sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi học và trưởng thành ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và qua khi mà tôi qua đây, tôi nói thật với bạn, tôi thấy những thằng mà nó 17 tuổi, năm 75, 17, tôi cũng thấy buồn cười. Ba nó tùng tự tại Gò Vấp,
mà nói ở Việt Nam hồi trước 75 không có địa điểm. Tôi nói với bạn nghe nha, ở Gò Vấp á, tôi không biết là có bạn nào ở trong diễn đàn này ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh hay không. Trước 75 là nó ổ điểm là lớn nhất Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa bạn nhé. Ba chuồng ngã năm chuồng chó ngã ba chui đó, chưa nói là thành Cố Loa nghe, những cái ổ động mại dâm mà được bảo trợ của cảnh sát quốc gia đó, dưới quân đội ngụy chế độ cũ đấy bạn. Bạn không hiểu gì. Năm chuồng chó em biết đó, em sống cách đây trước 20 năm nó cũng nhiều lắm, cũng còn nhiều hồi trước. Bây giờ thì nói chung là nó tìm hết rồi, chứ nó không đứng đường, nó không nó thuộc cái dạng đi vô dạng bí mật cho nên là nhà nước chưa làm hết. Chứ anh nói là ngày xưa là đứng vẫy tay ý ới giờ hết nói bạn cho nên là bạn không hiểu gì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bạn chê cái anh chàng Việt Bình Dương thì tôi nói thẳng với bạn cũng chả hiểu gì về Việt Nam Cộng Hòa đâu. Tôi dám nói với bạn, tôi sinh ra và lớn lên dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng rất may mắn tôi là không tham gia vào cuộc chiến đó, vì do là tôi được động viên tại chỗ vì lý do học vấn. Ở đây diễn đàn này có anh Cầm Nguyễn, hỏi anh đi, ảnh cũng ở xứ Mỹ như mình đó, nhưng mà phải có cái sự suy nghĩ cho nó chín chắn một tí trước khi phát biểu. Đừng nghe những cái đài mà ba lát ba sạm chứ đừng thẳng như là Kali Today rồi SBTN. Ở đây tôi nói thật với Jackson Bùi nha, như mình tôi thấy là thỉnh thoảng là tôi có được những người bạn gửi cho những tờ báo là Phương Đông hay là Việt Seattle đọc chán. Và tôi nói thẳng với bạn là tôi cũng nói chuyện với một vài phóng viên của những tờ báo tiếng Việt, mà tôi nói mấy ông mà viết đúng như ở Việt Nam thì người ta lên mạng Google, mạng là internet, người ta xem hết rồi, người ta đâu có cần đọc báo. Mấy ông phải viết ngược lại theo cái yêu cầu của là chủ báo chúng thôi, nó cho lại off thì sao, phải không? Anh Cầm làm gì còn có 2 phút mà lè lên. Ồ thôi vậy để cho anh Cầm lên anh tham gia anh tí đi thôi, xin dạ rồi. Rồi. Em cảm ơn anh Tư nhiều, mai mốt Tư lên nha. Dạ em là được mạnh khỏe và dạ rồi em cảm ơn anh nhiều, bữa nào lại học việc vui vẻ. Ok bye bye. Dạ em cảm ơn anh. Anh Cầm nói lè lên tao lên, tới khi lên mà sao không thấy camera nằm đâu trời. Lè lên không thấy camera anh rồi đó, anh thoát ra vào lại rồi đó, anh không có camera, thoát ra vào lại. Sơn Bùi nãy giờ lắng tay nghe sướng lắm, đừng ngồi đấy, nãy giờ Sơn Bùi nghe hai anh nói. Phu Trong sao mà cứ không có hiểu, Phu Trong đâu có già giống gì đâu mà Phu Trong sao đầu óc ấu trĩ quá. Anh thoát ra, trời, cầm lên tí xíu em ơi, còn có 2 phút. Mai Hà My mở lên tiếp nha, không ai giận nha, Mai Hà My mở lên tiếp là cái thời gian nó hẹp quá. Anh Cầm thoát ra vô chưa? Hà My đúng ra ngày hôm nay Hà My không mở, ngồi đã like mấy anh em không à. Anh Cầm đang nổi tức rồi, anh Cầm có camera nè. Những người chế độ của em cũng có camera luôn anh Nguyễn ơi. Thoát ra bài rồi anh, em chào anh. Chào anh. Nghe rồi. Nghe không? Nghe rồi. Dạ nghe rồi anh. Ok. Dạ dạ. Bây giờ anh đề nghị hay khi mà hết cái giờ của cái live này em làm lại một cái live nữa khoảng chừng tiếng đồng hồ được không? Dạ. Dạ được. Rồi ok. Đây, tao cho mày biển Nha Trang. Anh em đợi luôn đi nha, anh em đợi luôn. Mày biết thằng này nha. Cảm ơn chị Trang Huỳnh. Quá nhỏ thôi. Nếu như mà bây giờ bị tịch bắt và bỏ vào bệnh viện này. Có giờ làm lại thêm tiếng nữa. Đây là một bệnh viện low cost của Ukraine. Dạ yeah, anh bệnh viện sao biết của Florida. Anh Nguyễn lát đợi tí xíu nha, lát Hà My lại rồi lên tí nha. Không còn ngoan sơ như là cái tự băng trên là không có đi thả ui nữa. Thôi.
thôi chút xíu vậy là hiểu rồi. Đây là một cái phóng sự ký sự của Hoàng Dân Sơn. Dân Sơn thì hình như là tất cả mọi người ai cũng biết cả, và đã quay phim cái năm này là 2018 là nó đi ra bị biến ở trang để làm phóng sự. Cái điều đó hình như là người tất cả mọi người coi cái này đều biết cả. Thì ta hỏi mày Hoàng Dân Sơn phải không, mày nói khách tây luôn, nằm phơi trần ở trần mà thôi, không phải ở trùa nha, ở trần thôi nha, nằm phơi nắng ở bãi biển Nha Trang, thì cái đó mày dám nói người ta không có nhiễm độc nhiễm riết gì. Mày đừng có tào lao, khách sạn bây giờ ở Nha Trang nó mọc như nấm và người ta đi du lịch quá trời. Có một cái video của một thằng Việt Hà Mi làm lại về. Mà hết cái này Hà Mi làm lại tiếng nữa, anh cầm yêu cầu nè. Có một người rồi. Việt Kiều bên này đi về dẫn vợ con về Nha Trang, quay video up lên YouTube kìa. Thì tên đi cái gì, đi cái gì, dạ. treo đi cái gì cầu treo gì đó. Ở người ta khen nức nở, ông về ông khóc quá trời luôn. Bốn mươi mấy năm không về, về dẫn con dẫn vợ đi về, về xong rồi đi được này kia rồi ông ngồi khóc chứ không bước về lại bên Mỹ up lên. Đó là những cái bằng chứng. Tào lao, chuyện mà không có căn cứ. Cứ hở ra bởi vì phải không? Cái gì nó nói về đất nước mình cũng mang một cái sự hận thù cả, chứ không phải ý tốt gì đâu. Nện kia, tao nói cho mày nghe nè, tao ở Minnesota nè. Mày muốn chơi gái đen, gái trắng, gái Mỹ, trắng, cái gì không? Có không? Đủ mà một đống, có tiền là được hết. Rẻ như bèo, 60 đô một cái. Ồ vậy hả? Nói đi qua này, đi qua kia. Nói thiệt mày Mỹ vậy? Tao đây tao nói tao có thằng bạn nó về Việt Nam chơi, mà ở Việt Nam có khu phố Tây. Nam hết tiền nó đi làm gái luôn. Có không? Chắc chắn là 100% là có. Rồi đợi Hà My làm lại like rồi lên nha. Để hết đi cái mày nói, không có cái gì trật, không có cái gì mà trúng cả. Mà từ trật tới từ chết tới bị thương hết trơn trời. Mày thấy không? Hay mày đưa cái gì ra là tao phản miệng cái đó. Mà hình như là lúc nào mày cũng ngậm đắng nuốt cay chứ. Mày ra mày đừng có lên trạng, mày đừng có xỉa sói mày Việt Nam nữa. Một cái câu đơn giản nhất là tao nói cho mày nghe nè. Đất tao, nhà tao, tao lo, mắc mớ gì mày lo. Nói đơn giản một cái câu vậy thôi. Mà mày không đủ tuổi lo nữa. Phải chi là mày là thuộc cái dạng coi như là có một cái tầm cỡ gì đâu mà có tiếng nói mà thứ dạng mày nói ra là tất cả mọi người đều nghe hoặc là lắng nghe ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ. Mày nói mày vừa cà lâm cà riết mà đủ má thở vậy mà đủ má mày cái giật mày lên mà nói tầm bậy nữa chứ mày là ghê. Chứ còn nói mà nói đúng á thì tao không có, còn nói tầm bậy nữa chứ. Đúng. Nói với tụi bay thiệt mày, tao nói một câu là không có chấp. Không có chấp tụi bay. Thiệp rẻ bèo kìa. Thiếu gì? Gái bên tiệm rẻ bèo. Rẻ bèo, bên tiệp của ở đúng tiệp khác đúng rồi. Rẻ như bèo. Bên Mỹ này cả đống. Đồ mà cứ hở nó cái đồ. Ở đâu cũng vậy thôi à, gái đã là gái rượu má Ấn Độ do Thái Á Rập rượu má tùm lum ra. Mày rành quá mà mày giới bộ mày cứ đè đầu mấy người không biết ở Việt Nam mày cứ hù hoài. Ở Mỹ là thứ gì thượng già mà hạ cán mà có rồi tôi thuộc về hạng chị hiệp Trung Quốc mà điếm cũng thuộc là gái điếm hiệp Trung Quốc luôn. Ở Việt Nam mình đó ủ mà ở Sài Gòn ở gì đó ở bên xa đó làm cái thiếu trai thì vô tiệm massage đó cả đống xăng rơi dê cả đống. Nhưng mà nó ngộ lắm, gái Việt Nam mà nó gặp người Việt Nam mình nó né, nó không có đi đâu, nó không có chơi đâu, nó chơi toàn là thứ dữ không à, thứ đen đúa, thứ cối chài với lại rượu cối cối gì đâu mà đúng. Không anh nói thiệt, cái điểm thứ nhất là nó sợ người Việt mình úp lên, với lại mấy thằng Việt Nam là cũng chó đẻ chơi xong rồi về khai đâu, chơi xong về khai đó. Về khai đủ má, có mẹ gì đủ má đẹp đẽ ở nước Mỹ này mà đủ má mày xạo đủ tắm này tao phát. Chỗ là trang của đàn bà gái tao muốn chửi tầm bậy bạ chứ thiệt tình mày đủ mấy cái miệng mày giống y chang cái đó má được mà thiệt đi đủ tào lao đủ mà mày hỏi tất cả mọi người sống ở nước Mỹ mày hỏi thằng Tư Tân Bình mày hỏi giác sinh mày hỏi tất cả mọi người đi rẻ hơn Việt Nam rẻ thì mẹ luôn còn đủ mày kể tao kể cái chuyện mà đủ thâm cung bí sử vô sao đầu tiên bước đầu chưa bắt sao làm sao không. À ấy, vậy là anh cầm đi nhiều rồi, anh cầm đi nhiều không phải nghe kể lại thôi. Ê, nói đi, đặc bài có kể không, thôi, chuyện anh đó, cần chuyện đàn ông á, chuyện đàn ông mà đi cái đó thì chỉ quá bình thường, chứ giống như trang như là cái nghề đó, nghề cổ đại của đàn bà thôi, nhưng mà có điều anh già rồi, anh không có sức để mà đi làm cái đó.
từ nhân quyền là từ cái chuyện mà nhà đất cũng vậy nè, mày nó đi mày kia mày không, một hai ba đi hoặc là không đi, không đi ok hấp nó lấy xe mày ủi gì nó xúc luôn, đủ làm gì nó đủ chuyện giỡn hoài, đừng có đùa, đừng có đùa với tụi nó, cảnh sát Mỹ mày biết rồi, đủ nó tao cũng úp lên rồi đó, đủ nó bắn như ngoé tào lao, đừng có xạo, đủ mày mới nói cái gì, còn cái gì còn cỡ là mày đừng có khoe khoang chi nó mở, mày đừng có nghĩ rằng cái tình thương hại cái mày là mày thương Việt Nam rồi mày đỡ, mày không thương đảng, tao có biết đảng của mày, tao cũng giống như mày đó, nhưng mà cái thương tao nó khác, cái thương của tao là tích cực, cái nào sai thì nói, chứ không phải mày thuộc dạng bơi móc rồi, đủ mấy cháu không phải là đủ mấy nữa, không mày phải chắc gì mày giàu hơn những mày chắc gì mày giàu hơn những người dân thường bình thường ở Việt Nam, nó rõ rõ ràng là như vậy đó. Mà thiệt mày cỡ như mày thằng Duy Nguyễn vậy nó bóp mũi nó liền dùng rác đẩy bên trên bao Duy Nguyễn có một thằng em rất là chịu chơi, thằng tên là gì đăng khoa 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 vậy tao không biết nữa, đùng cái nghe Duy Nguyễn cho em xin cái số account hỏi kia vậy, gửi tiền cho thằng Thiện gửi sơ sơ về 10 triệu đó, không tin hỏi Duy Nguyễn rồi khơi khơi đó đó, vậy mới đáng làm người. Rồi mày gửi đi, trước khi mày muốn thực hiện mày phải làm, mày phải thể hiện cho mày biết mày là có người tâm. Kệ mẹ mày bỏ gửi mẹ nó 20 ngàn đô hay là bán mẹ nó cái xe đi, rồi xong gửi cái tiền nó về Việt Nam xong bắt đầu đó tao mới nói chuyện với mày. Đủ mới hở ra là bơi móc móc béo mà còn là móc cái bậy không à. Người ta ăn uống ra trang chết mẹ luôn, ta ăn ngon thấy mẹ luôn, kêu ăn ngon ngộ độc mấy thằng Tây nằm ở chuồng đây nè, cho mày coi ở chuồng đó. Đó ở chuồng thì quá đáng, còn mặc quần có mặc quần, có mặc quần. Có mặc quần. Có quần ra quan Tây bà. Mệt quá tào lao đó, nó còn chỉ luôn nè, ở bãi biển Nha Trang có để chữ Liên Xô, có để chữ Tàu, có để tiếng Anh, tại vì cho nó hướng ở khu đó là khu du lịch mà, cho nên vì đó ta để tất cả các loại tiếng, dạ đúng kể rồi. Cả tiếng kiến tiệp đò đó ra đủ mấy cái nó nói vô đó không đó luôn mà tào thích vô cái chữ tàu đủ tàu xong chỗ này chỗ của thằng tàu nó buông hết rồi tào lao đủ đó là tào lao đó. Đúng là thiệt tào lao tào lao thiệt tình đó, đủ ở đây người ta ăn chơi chết mẹ luôn, sung sướng thấy mẹ luôn, tao về thèm thèm mà đủ muốn rõ nước miếng rồi nước giải luôn, đủ bác bà cứ thở là lúc cũng nói ô nhiễm ăn cá độc là chết rồi ung thư đủ, nhưng mà nó không nghĩ lại ở nước Mỹ này là coi như là ung thư nhất thế giới đó, nó thẳng đó. Em đi xem lớp nha. Ok em đi đi. Ủa sao có bà vô bà nghe lén hả bà? Anh rồi. Cho nó chơi đi đừng nhát nó ngủ, có gì tối 6 giờ cho nó ngủ luôn. Rồi ok. Thôi đi đi. Để tao mình mạnh dạng tao nói chút. Bà đứng sau lưng nãy giờ. Vua sao mà cái vua vua nó chơi chứ sợ gì đâu, mà anh nói hài chơi chứ ai mà nói chuyện rồi ông, anh nói vui cho hài cho nên mạnh chứ có cái gì đâu sợ vợ, chỉ nể nhau mà thôi. À, nói nể rồi. Nể nể dễ mà. Có điều tâm nể hơi quá đáng chút. Ở Mỹ mà không để vợ là quýnh bồm đầu. Đó, đó rõ ràng đó, đó chứ cái chuyện đó mình là chuyện vui. Tại làm sao mà lên mạng không kể những cái chuyện cuộc đời sống bên Mỹ, viện chuyện mà trai gái vợ chồng bên Mỹ sinh hoạt. Nếu chỉ sinh hoạt đây là sinh hoạt bình thường đó nha, có nghĩa là cái sự và giai cấp giữa người vợ với người chồng đó mấy cái chuyện nó vui vẻ, tại sao mày không thăng mày không nói. Ở đây bên Mỹ này kia già già như tao rất người bị stress lắm, có người bị thần kinh mà nhẹ đó, lảm nhảm nhiều lắm. Tại vì sao? Tại vì ta cô độc mà không biết nói chuyện tới ai. Việc cho thành ra lúc mà có được dịp là ta riết rồi con cháu, con cái rồi bỏ đi hết. À, cho nên bị cho thành ra điên. Đó, đó là nói gì nữa. Tao nói gì? Thằng Tân và Tư Tân Bình là anh nói bao giờ sai cái gì đâu. Anh nói tại anh lấy cái kinh nghiệm sống bên này nó quá lâu rồi, mọc rễ mẹ rồi, thành ra cái gì anh cũng biết mẹ. Mày nói không, mày rồi rồi. Anh ra ngoài ngồi coi nó này, có gì chút anh đóng cửa bếp lại nha. Rồi ok. Thấy không, rượu má nha. Khổ em. Dạ, có em. Đó, đi. Cười. Đây, rồi. Ê, đây nè. Đây. Rồi. Trời ơi, coi nó quậy kìa. Đó, thấy chưa, nó quậy kìa. Mê lại quá nên chị. Mê lại chim quá nên sợ bộ. Không phải, mấy bên này bị chửi hơi nhiều. Mấy bên này bị chửi hơi nhiều. Là lý do nó, mẹ tối ngày ông lên đâu nói chuyện toàn là tào lao không, mấy đứa đó mà nói làm gì, nói hoài nó không nghe thôi chứ không nói hoài vậy. Tao nói nhưng mà khổ quá bà ơi, tôi nói hoài mà tự nhiên sao tụi nó giống như đầu trâu vậy đủ, mà nó không hiểu, mà nó cố tình không hiểu. Nó nói đủ, mấy ông nói tôi, nó bà nói cho tôi giao với ông ngày hôm qua, bây giờ đến mức độ là giống như giờ ngày hôm qua tôi chở nó về.
bà nói đêm nhỏ về rồi xong mở cánh cửa đụng nhỏ khóc réo. Mê online, mà mở cửa mà nói đụng. Trời mở cửa xe đụng nhỏ bà cũng chửi ta, bà nói ta là mê online. Khổ vậy. Đó, ta nói rõ ràng, tao nói là có mắt sắt đất có chứng. Cho nên là tao nói với mày nghe đi, chắc xin bùi nên bỏ cái ý định vậy đi. Mày nói cỡ nào thì người dân ta cũng không nghe đâu, tại vì mày là ở nước ngoài cũng giống tao thôi, mày biết cái méo gì ở Việt Nam mày nói. Cái người dân ở Việt Nam người ta sống ở Việt Nam, người ta ăn cơm Việt Nam, người ta thiệt mày đó tục, ta ỉa ở Việt Nam mà mày bên này mày phán gì thánh vậy đủ mới là sao. Tao cho mày coi cái đủ nó tắm biển ở chuồng ở ngoài tụi châu Âu, nó ra mình cái biển nó ở nó phơi vú phơi đồ kìa. Mày nói là người ta không dám ăn sợ độc đủ kỳ quá, mày nói chuyện toàn là phản cảm, nói chuyện gì đâu không. Còn cái chuyện gì ra đó là không ai muốn chuyện đó xảy ra, kể cả dù cái vụ Phật Mosa. Mày biết là vụ Phật Mosa ở Mỹ này nó định biết bao nhiêu tiền chưa? Mày biết PP đủ má cái hãng dầu Mỹ làm biết bao nhiêu cái mấy năm trời không? Cái đó nó đâu bằng dầu, dầu đen mà nó nổi lên cả biển đã định biết bao nhiêu tiền chưa? Nước Mỹ là nước công nghiệp, thậm chí ở xứ của tao ở này mà là cái xứ 1.000 hồ mà nó để là qua là 10.000 hồ mà 10,000 lake là 10.000 hồ. Mà không ai dám ăn cá hồ chứ. Cá hồ tại vì nó xả thải ở mấy cái hồ. Tào lao không. Tất cả mọi người mà hỏi Tư Tân Bình có phải có ai dám ở Mỹ này có ai dám ăn cá hồ câu không? Ừ. Ủa, chuyện toàn là chuyện độc hại không rồi đủ mà. Mà toàn là nói chuyện là chuyện trên trời. Ta nói đi nói lại quầy. Ta ví von mà nhiều khi tao già rồi tao nói chuyện không có kiểu là giống như tụi bay. Lùm lon mà đòi lái xe lên sao quả không à. Ta nói vậy mà không hiểu hả? Trời ơi, không lẽ để ta nói để nó giặt cần bộ mặt thật mà ra hả? Vừa dốt vừa ngu không kiến thức nè. Mày lộ rõ ràng lúc nào cũng vậy đủ mất. Cứ lên mạng là đủ mất cái này kia tự do gì nhân quyền nhân cái con khỉ. Thiệt mày đó đủ bán nhân quyền ở Việt Nam gấp mấy lần bên Mỹ. Tao thí dụ cái đơn giản thôi nè. Ở Việt Nam ta gặp thằng cảnh sát tao có thể tao chửi được, tao có thể lấy quay máy điện thoại ra tao để vô mặt tao quay được. Đàn bà Việt Nam đủ má xuống sừng sổ nắm áo cũng được. Bây giờ tao thí dụ tao thách mày đó, mày làm y chang vậy cảnh sát Mỹ tao coi đi, tao cho mày đi, mày cứ ra thì mày làm y chang vậy tao để coi ai nhân quyền hơn ai cho biết liền. Nhưng mà khoan không được, tao không đi chung với mày đâu, đủ má bị liên lụy là nó bắn mày, tao làm chứng phiền lắm, đủ tao mệt lắm. Đủ. Lượm lo mà đi lên xe hỏa. Lượm lo mà lên đi xe hỏa không. Đó. Mày ngon. Đấy. Chút xíu cho nó lên đi. Cái câu đầu tiên nói là cái thằng trai già cầm này coi theo rõ ràng nó mất dạy. Tao biết trước cái câu nó nói nữa. Tao biết tao rành mày. Tao rành mày còn hơn là mày cái đứng sinh thành của mày ra nữa. Thành ra vì cho đó là mày miễn đi. Cái hở ra cái nó làm giống như kiểu như là nó là thương dân thương nước. Tao ví dụ đó. Cái thằng Khoa đó. Nó hơn gấp mấy trăm ngàn lần, đó là tiệm nail, đó là chủ tiệm nail đó. Chưa cái là chơi 10 triệu vậy. Thằng Duy hỏi là gửi tiền làm gì, tao nói gửi tiền anh làm gì, anh muốn làm gì anh làm, miễn sao giúp đỡ những người nghèo khó. Thằng Khoa đó, cái đó là mới là đúng, cái thằng mới là không. Cái gì, đây là để giọng nói với bà chút, bà nói, chào bà đi, hello, hi đi. Thôi chào. Ok. Thì anh có mấy lời thôi. Rồi xong rồi chút xíu đi cho nó lên đi, nó nói nữa anh lên nữa. Rồi ok, anh cho anh xuống đi. Dạ, có còn lên không? Có bù còn không? Hay gì đó? Không, lên đi, cho lên đi. Like nữa mà nói gì? Đừng. Còn không? Còn thì ok. Không phải cho con coi TV nha. Chào. Hello, chào. Ok. Rồi ok. Rồi cho anh xuống đi, cho nó lên đi. Dạ không biết còn không nữa, còn thì em like mà không còn thì chắc em nghỉ. Còn thì em like tiếp. Còn không? Được rồi. Ấy lên hả, quên đi. Đang mời gì anh à? Anh Nguyễn không có này, thoát ra đi vào lại. Thoát ra đi vào lại đi anh Nguyễn. Thoát ra đi, tại vì không có camera, thoát đi rồi vào lại. Thoát ra đi. Hà My không có thấy ta. Có camera nè. Nay đây chơi rồi đối cuộc like luôn. Gì Hoàng à, Hoàng à như gì? Hoàng Nhật Sư.
Có gì đâu mà Hà My, hồi nãy hỏi Hà My còn dám like à, có gì đâu mà không dám Hoàng Nhật Sư. Có gì đâu mà Hà My không dám. Thoát ra đi không còn gì đâu rồi hoặc anh Nguyễn, hồi nãy thấy không có camera nữa. Rồi hết giờ rồi, Hà My like lại, chắc hết giờ rồi, hẹn gì cũng có camera vậy. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, để muốn thì Hà My like lại thêm tiếng nữa. Phản anh Cam muốn phải không? Muốn thì Hà My like lại tiếng nữa. Nếu mà ai ai đồng lòng thì Hà My like lại tiếng nữa. Đây hết giờ nó nổi lên hết giờ rồi. Em gọi rồi mà hết giờ luôn em, để chị like lại đó. Chị like lại là lên nha. Hết giờ rồi nè.